50 triệu nhân số lượng quá nhiều, nhưng khoảng cách giết hết cũng không cần bao lâu. Loại này sụp đổ thời khắc, trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện bên này cũng cần có người đứng ra. Nơi này thống soái lấy ẩn long điện tam đại long hoàng cùng trật tự thiên tộc Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư bọn người làm chủ. 100.000 long hoàng phản giết trở về tình cảnh này, đồng dạng để mấy người bọn hắn khó có thể tin. Nhất là ẩn long hoàng nhóm. Bọn họ tại chỗ ngốc trệ, cơ hồ tròn mắt tận nứt, nội tâm đều nhanh xé rách, cái kia bản nguyên long hồn cho bọn hắn mang tới trùng kích thực sự quá lớn, lấy về phần bọn hắn cũng còn sững sờ tại nguyên chỗ. Đừng ngốc, mau giết cái này Lý Thiên Mệnh, hắn rõ ràng là cái này cổ quái hạch tâm, đến mức những cái kia long hoàng, bọn họ thì cùng thi khôi không sai biệt lắm, tinh luân nguyên lực sử dụng hết chính mình cũng sẽ biến thành cho bụi, chúng ta kiên trì đến đế tôn buông xuống, còn có thể lại lần nữa nghịch chuyển. Lý Tiêu Diêm đầu phá lệ rõ ràng, một chút thì nói ra quan trọng. Biến thành cho bụi. Trúc Long Hoàng sửng sốt một chút. Hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh, làm trực diện cái kia 100.000 Long Hoàng, thậm chí trực diện cái kia hình dáng như cửu Long đế tôn cự nhân thời khắc, trái tim của hắn là run rẩy, toàn thân huyết mạch càng là nóng hổi, loại này nóng hổi, để hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cảm giác mình, đã bị những thứ này tổ tiên ánh mắt cho xuyên thấu. Không có tận cùng xấu hổ cảm giác xông lên đầu, để hắn cơ hồ quên đi long nhân xá tử vong. Cùng một chỗ động thủ, Lý Tiêu Diêm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cùng còn lại ba vị trật tự thiên tộc đứng đầu cường giả toàn bộ phóng tới Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm, trên người bọn họ thức thần toàn bộ xông ra, nguyên một đám đạt tới mấy ngàn thước độ cao, vô cùng to lớn, cường thế vô biên, mà ở cái kia mấy vạn mét cao hằng tinh nguyên cự người trước mặt, vẫn là lộ ra nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh, chết. Bốn cái trật tự thiên tộc cường giả, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng cự trái tim của người ta vị trí. Hỏa diễm khí lãng tại trong mắt lan tràn, vô số xương máu phiêu tán trước mắt, Lý Thiên Mệnh cả người bị phẫn nộ nuốt mất, hắn đại khái chỉ có một nửa thần trí, tương đương với xông vào thân thể bốn cái siêu đại bản nguyên long hồn, cùng hắn cùng một chỗ khống chế thân thể, cùng một chỗ khống chế cái này siêu cấp cự nhân. Trông thấy loại này đỉnh phong cường giả đối thủ về sau. Đã từng không có tư cách cùng bọn hắn đối kháng Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt tơ máu lập tức dày đặc, trong lúc nhất thời sát khí ngút trời. Các ngươi muốn giết ta, rất tốt, ta càng muốn giết các ngươi. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh thanh âm, đi qua cái này hằng tinh nguyên cự nhân phóng đại hình thành chấn thiên oanh minh, từ phía trước thức thần đại quân trước mặt đảo qua đi. Lý Tiêu Diêm bọn người, căn bản không tin tưởng hắn lực lượng bây giờ là vô hạn. Mặc kệ là hắn vẫn là Long Hoàng. Đều là hiên viên Long Tông kết thúc hồi quang phản chiếu, chống nổi cái này một đợt, bọn họ triệt để xong đời. Lý Dược Sư châm chọc nói. Giết! Bốn cái đỉnh phong trật tự thiên tộc thống soái quất ra phi kiếm, mấy chục cái thức thần vây quanh mà đến. Oanh! Tại bọn họ nhìn kỹ giữa, nổi giận hằng tinh nguyên cự nhân giang hai cánh tay, trong tay cái kia hằng tinh nguyên cự kiếm đột nhiên tản ra, tiếp tục ngưng tụ hằng tinh nguyên, hóa thành 10 thanh cự kiếm. Không sai! Đây chính là Lý Thiên Mệnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm thông qua bản nguyên long hồn cùng cửu long đế tôn lưu lại ý chí hình thành lực sát thương. 10 thanh hằng tinh nguyên cự kiếm, ào ào biến hóa thành thập phương kỷ nguyên thần kiếm bộ dáng, mỗi một chiếc đều rất đặc thù, đều đầy đủ chấn nhiếp chiến trường. Chết! Nương theo lấy Lý Thiên Mệnh gầm lên giận dữ, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ẩm vang chém xuống, cùng cái này bốn cái cường giả thức thần chính diện giao phong. Xoẹt! Đông thần thái hạo kiếm. Trực tiếp xuyên thấu một cái thức thần, trong nháy mắt đem chôn vùi. Đều cho ta diệt. Đây là Lý Thiên Mệnh biểu diễn thời khắc. Phốc phốc phốc. Tại cuồng bạo hằng tinh nguyên cự kiếm dưới, Lý Tiêu Diêm bọn người nguyên một đám thức thần nứt toác, dù là thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng có tổn hại, loại này để người ra đầu tê dại nghiền ép, vẫn là dọa sợ trật tự thiên tộc. Xoẹt. Lý Tiêu Diêm bản thể tại cự kiếm bên trong xuyên thẳng qua, ánh mắt lãnh khốc để mắt tới cự người vị trí trái tim Lý Thiên Mệnh. Bạo sát mà đến. Chỉ bằng ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Ngay tại Lý Tiêu Diêm đánh tới trong nháy mắt, cái này vị trí trái tim trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kiếm, trực tiếp biểu bắn đi ra. Giết. Người kiếm đụng nhau. Xoẹt. Hằng tinh nguyên cự kiếm tại chỗ đem Lý Tiêu Diêm chìm ngập. Ách. Lý Tiêu Diêm sắc mặt đại biến. Làm sao mạnh đến loại trình độ này? Nương theo lấy hắn thanh âm tuyệt vọng. Mấy chục triệu người tận mắt thấy thân thể của hắn tại chỗ vỡ vụn, thịt nát xương tan. Ầm, nổ thành một đoàn xương máu. Viêm ma hoàng Lý Tiêu Diêm, tại chỗ chiến tử. Thái Dương đế tôn nhất định sẽ đến,
định phải nắm chặt thời gian tru sát những thứ này tầng cao nhất nhân vật, cầm tới Long Tuyền. Đây là Thánh Long Hoàng cùng Lý Thiên Mệnh nói lời. Tại Lý Thiên Mệnh tru sát Lý Tiêu Diêm thời điểm, Thánh Long Hoàng thì tại bên người, trực tiếp tiếp quản Lý Tiêu Diêm trên người vật phẩm tùy thân, quả nhiên lấy ra một cái Long Tuyền. Long Uyển Oánh giết Lý Vô Song về sau, tại trên người của nàng cầm đi một cái Long Tuyền, kể từ đó Long Uyển Oánh bên kia có hai cái, nếu như bên này có thể đem hắn Long Tuyền nắm bắt tới tay, Hiên Viên Long Tông kết giới mới có thể căng ra. Cái này rất quan trọng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh cùng trên người mình bản nguyên Long Hồn cùng ý chí câu thông, đã đạt thành một loại chung nhận thức, cái kia chính là, chút xuống hết thảy lực lượng, đều muốn đoạt lại Long Tuyền. Long Tuyền, mới là Hiên Viên Long Tông lớn nhất cản tay. Giờ khắc này, Lý Tiêu Diêm chiến tử một màn, trên chiến trường tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Trật tự thiên tộc lại gặp thụ trầm trọng đả kích. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Càng bắn nổ là, ngay sau đó cái kia hằng tinh nguyên cự nhân, trưởng khống thập phương kỷ nguyên thần kiếm hình dáng cự kiếm, tiếp tục bạo sát, như muốn chảy nước lực lượng thời điểm, có thể nhìn đến thân thể của hắn ở ngoài sáng lộ ra thu nhỏ, chứng minh lực lượng của nó là có hạn độ. Thế nhưng là, ở cái này hạn độ bên trong, cái này hằng tinh nguyên lực lượng tạo thành cự nhân, là trên chiến trường đáng sợ nhất sát thần. Rầm rầm rầm, xoẹt, Trúc Long Hoàng, các ngươi đang chờ cái gì? Lý Dược Sư nộ hống. Ba vị ẩn Long Điện Long Hoàng lúc này mới nhịn xuống tê cả da đầu, mang theo cộng sinh thú giết tới, sáu cái cùng một chỗ vây công Lý Thiên Mệnh. Nhanh, giết hắn. Sáu vị cùng một chỗ liên thủ, quả thật có thể cho Lý Thiên Mệnh mang đến phiền toái rất lớn, bọn họ thần thông, thức thần đạo kiếp đánh vào hằng tinh nguyên cự nhân trên thân, có thể phá hư Lý Thiên Mệnh quanh thân loại này không quá ổn định lực lượng kết cấu, dẫn đến cái này hằng tinh nguyên cự nhân thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, chiếm cứ ưu thế Cửu Long Đế Quân, sẽ không cho bọn họ vây công Lý Thiên Mệnh cơ hội. Giờ phút này, lấy Thánh Long Hoàng cầm đầu còn lại bốn vị Long Hoàng toàn bộ giết ra, đi vào không trung, cơ hồ là một đối một vì Lý Thiên Mệnh ngăn cản lại bốn cái đối thủ, chỉ còn lại có Trúc Long Hoàng cùng Lý Dược Sư còn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Giết! Tiếp cận sụp đổ thập phương kỷ nguyên thần kiếm bạo sát mà ra, lấy thuần túy lực lượng nghiền ép, giây phút đầu tiên liền xé rách Lý Dược Sư thức thần. Ầm ầm, đường đường nổi tiếng xa gần Lý Dược Sư, bị tại chỗ tru sát. Thuấn thần bị hằng tinh nguyên hóa thành cho tàn. Lại chết một cái. Tại chỗ thần long ngự thú sư tinh thần cuồng nhiệt, bọn họ ngắm nhìn thương thiên phía trên Lý Thiên Mệnh, hơn một tỷ chúng sinh thiên ý điên cuồng thuôn hướng Lý Thiên Mệnh. Để hắn đế hoàng thần ý lấy tốc độ khủng khiếp trưởng thành, đây tuyệt đối là lớn nhất sinh trưởng tốt một lần, thậm chí mơ hồ ở giữa, cái này rất nhiều thượng thần đã cùng hắn ký kết nhất định chúng sinh thần ý liên tiếp. Chỉ là vào giờ phút như thế này, đến từ bản nguyên long hồn lực lượng càng lớn, để Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không để ý đến đế hoàng thần ý trưởng thành. Giết! Cái kia chấn thiên bạo tiếng giống giận dữ, để mắt tới cái cuối cùng đối thủ mạnh mẽ. Cái kia chính là Trúc Long Hoàng. Ẩn Long Điện đệ nhất cường giả, có thể so với Thánh Long Hoàng còn trẻ tuổi hơn hắn nhân vật. Thế nhưng là giờ phút này, tận mắt chứng kiến Lý Dược Sư cùng Lý Tiêu Diêm chiến tử, đang bị cái này hằng tinh nguyên cự nhân để mắt tới về sau, Trúc Long Hoàng hai mắt kịch liệt run rẩy. Hắn phảng phất tại cùng trong truyền thuyết Cửu Long Đế Tôn đối mặt. Cửu Long Đế Tôn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, càng là lạnh lùng, Trúc Long Hoàng tâm thái thì càng nổ tung. Không có khả năng. Hắn giống lên một tiếng. Cùng cộng sinh thú thần long cùng một chỗ giết hướng về phía Lý Thiên Mệnh, tiến hành sau cùng điên cuồng. Thế mà, bi ai của hắn cùng tuyệt vọng, đã sớm viết trên mặt. Trước đây tổ trước mặt, lực chiến đấu của hắn liền Lý Tiêu Diêm cũng không bằng, ý chí đã sớm đổ sụp, đây là huyết mạch phía trên áy náy, để hắn toàn thân trên dưới đều cùng tê một dạng. Rầm rầm rầm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tụ hợp lại cùng nhau, toàn bộ hội tụ tại Trúc Long Hoàng trước mắt, sau đó nổ bắn ra đi. Phốc phốc phốc, tại Lý Thiên Mệnh chút xuống cái này 10 thanh hằng tinh nguyên cự kiếm phần lớn lực lượng về sau, đứng mũi chịu sào Trúc Long Hoàng cùng cộng sinh thú thần long, tại vạn chúng chứng kiến dưới, tại chỗ hóa thành toái thi mưa máu rơi xuống. Xoẹt, không, Trúc Long Hoàng tại tuyệt vọng, thê thảm bên trong, trở thành cái thứ ba bị tru sát cường giả. Từng đầu siêu cấp thần long, đồng dạng tại gào thét run rẩy bên trong, bị tại chỗ giết hại. Đến mức còn lại huyết Long Hoàng. Minh Long Hoàng các loại bốn cái, tại Lý Thiên Mệnh ngũ đại cộng sinh thú cùng Thánh Long Hoàng đám người vây công dưới, căn bản không thể nào ngăn cản, nguyên một đám đang chạy trốn bên trong máu tươi tại chỗ. Chết hết!
7 cái đỉnh cấp thống soái, toàn bộ hóa thành cho tàn. Dù là đánh tới lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh trên người hằng tinh nguyên cự người đã ảm đạm, 7 cái đỉnh phong cường giả chiến tử, đều đã đủ rồi, dạng này một màn, sẽ chỉ làm trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện càng thêm sụp đổ. Nhất là ẩn long điện, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Thậm chí có người còn xen lẫn trong hiên viên long tông trong đội ngũ, bắt đầu theo phản sát trật tự thiên tộc, tranh thủ một cái cơ hội lập công chuộc tội. Ẩn long điện nghe, cùng một chỗ tru sát trật tự thiên tộc cầu tặc, là các ngươi duy nhất đường sống. Tam đại long hoàng chiến tử. Làm thánh long hoàng một câu nói kia càn quét lái đi thời điểm, thảm liệt bi ai ẩn long vệ môn tìm được hy vọng còn sống, bọn họ theo quỳ xuống đất ào ào đứng lên, trái lại đối mặt trật tự thiên tộc. Giết! Càng cuồng bạo hơn phản sát, làm đến sụp đổ hạ trật tự thiên tộc tiếp tục ra tốc diệt phong. Biến hóa quá nhanh. Theo nghịch chuyển bắt đầu, tăng thêm giờ phút này thất đại cường giả bị tru sát, ẩn long điện phản nghịch, trật tự thiên tộc trực tiếp được đưa vào trong tuyệt cảnh. A! À, kêu thảm, tuyệt vọng, thống khổ, sụp đổ xuất hiện tại mỗi một cái trật tự thiên tộc trên thân. Bọn họ nhìn tận mắt, thánh long hoàng bọn người ở tại chiến tử thất đại cường giả trên thân, thu nạp ra nguyên một đám long tuyền. Thì coi như bọn họ không có cầm toàn, chỉ cần long tuyển số lượng vượt qua trật tự thiên tộc, chẳng khác nào vãn long thần sơn trở lại trưởng khống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trúc Long Hoàng cùng Lý Tiêu Diêm bọn người, vì tức thời khắc dùng long tuyển trấn áp hiên viên long tông, đều sẽ đem long tuyển mang ở trên người, lần trước cho Lý Vô Song một cái long tuyển, liền đã cắt giảm bọn họ nhất định ưu thế. Long tuyển nơi tay, cái kia càng chuyện kinh khủng, lập tức sắp xảy ra. Hết thảy mấy cái. Lý Thiên Mệnh hỏi. 6 cái, Thánh Long Hoàng hai mắt thiêu đốt ra nóng rực hỏa diễm. Long Hy Thiến bên kia còn có một cái, lúc này thời điểm nàng lấy được Thánh Long Hoàng trên tay, cái kia chính là hết thảy có 7 cái, tăng thêm Long Uyển Oánh bên kia có 2 cái. Nói cách khác, bọn họ Long Tuyển số lượng đạt tới 9 cái, so ngay từ đầu 7 cái đều muốn nhiều. Còn lại một cái không tại chiến trường, rất có thể là Thái Dương Đế Tôn chính mình lưu lại một cái. 9 cái đã đủ rồi. Đã có thể phát huy vạn long thần sơn thủ hộ kết giới cửu thành uy lực, đây là ưu thế áp đảo. Thánh Long Hoàng lệ nóng doanh tròng. Thiên Mệnh, các ngươi chống đỡ, ta lập tức đi khởi động, vạn cổ đế long vô cực kết giới. Đây là một cái bát giai trật tự kết giới, chính là trật tự chi địa phía trên, ngoại trừ tinh thần thủ hộ kết giới cùng tụ biến bên ngoài kết giới, cấp bậc cao nhất thủ hộ kết giới, tuy nhiên không thể di động, nhưng là hắn phòng hộ năng lực, có thể so với Thái Dương thần cung. Tốt. Chỉ cần kết giới trở về, hiên viên Long Tông thì có thể trở về đầy máu, rốt cuộc không cần bị ẩn Long Điện kiềm chế. Đây là đại hoạch toàn thắng báo hiệu. Thời khắc thế này, càng cần hơn thừa thế xông lên. Trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh khống chế lấy hằng tinh nguyên cự nhân, xông vào chiến trường, không cần chính hắn tìm, Ngân Trần đã sớm cho hắn tìm xong Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ vị trí. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh hướng về cái hướng kia trấn áp tới, dọc theo đường phía trên. Trật tự thiên tộc dùng thi thể của bọn hắn, trải thành một con đường máu. Rầm rầm rầm. Một đầu mấy vạn mét lớn lên kim loại thần long, theo trên nền đất chui ra ngoài, giết tiến vào cái kia hơn ngàn phần dương vệ nhóm trong cơ thể. Lý Duẫn Tịch sắc mặt đã sớm thảm biến. Thần nữ, đi mau, nhanh. Trật tự thiên tộc đại quân rõ ràng muốn hủy diệt, nàng chỉ có thể mang theo phần dương vệ, che chở Lý Khinh Ngữ giết ra một đường máu. Có thể để nàng buồn bực nhất chính là Lý Khinh Ngữ ôm trong ngực Hắc Y thiếu niên kia, ngồi dưới đất, một mặt cười lạnh nhìn lấy nàng. Lý Duẫn Tịch quay đầu. Ầm ầm. Cái kia mấy vạn mét sắt thép thần long trực tiếp đụng vào nàng thức thần phía trên. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. Các loại Lý Duẫn Tịch lúc bò dậy, Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong sớm đã không thấy tăm hơi. Ách, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia hằng tinh nguyên cự bàn tay người phía trên, nắm bắt một cái màu xanh nhạt tóc dài thiếu nữ. Trật tự thiên tộc để xuống binh khí nhận lấy cái chết, nếu không, ta giết các ngươi trước thần nữ. Chuông lớn giống như thanh âm, theo hằng tinh nguyên cự nhân trong miệng bao phủ chiến trường. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không giết muội muội mình, hắn cũng là lợi dụng một chút, dù sao lại không người biết quan hệ bọn hắn, Lý Khinh Ngữ tại trật tự thiên tộc trong mắt, vẫn là đế tôn bảo bối. Trong lúc nhất thời, trật tự thiên tộc càng hỏng mất. Cùng lúc đó, cách đó không xa 70 triệu viện quân. Cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm. Lòng của bọn hắn, nhanh bị chấn động đến đã nứt ra. Giờ phút này tại áy náy,
xấu hổ đồng thời, cũng bị Cửu Long Đế Quân cùng 100.000 Long Hoàng cảm nhiễm, sinh ra ý chí chiến đấu. Mẹ nó! Bỗng nhiên một tiếng kêu mắng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, 70 triệu người xem xét, mấy triệu kiếm tu đại quân ngự kiếm xông ra, người cầm đầu, chính là mang theo thất tinh mặt nạ Bắc Đầu Kiếm Tôn. Hắn giơ lên thạch kiếm, kích tình bành trướng, thật cánh tay hô to. Trật tự thiên tộc công nhiên làm trái hòa bình hiệp nghị, tiến công ta Thái Dương Vạn Tông non sông, sử dụng âm mưu quỷ kế mưu hại huynh đệ chúng ta tông môn, tạo thành Vạn Long Thần Sơn thương vong thảm trọng, như thế việc ác phổ thiên cộng phẫn, ta lấy Thiên Thần Kiếm Tông tông chủ thân phận, hiệu triệu Vạn Tông liên minh, vì Hiên Viên Long Tông lấy lại công đạo. Có tri thức chi sĩ, theo ta giết a. Rầm rầm rầm. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, mắt thấy kiếm tu đại quân thật đánh chó mù đường, trong lúc nhất thời, quần hùng nhiệt huyết lên. Lên a, thất thần làm gì? Nói đúng, trật tự thiên tộc thả có loại ư, chơi hắn nhóm, đúng. 70 triệu đại quân, rốt cục động, bọn họ ngưng tụ, nhân số có thể so sánh hiện tại trật tự thiên tộc hơn rất nhiều. Hằng tinh nguyên cự nhân, 100.000 long hoàng, ẩn long điện phản nghịch, một tỷ thần long ngự thú sư đoạn tuyệt con đường sau này. Hiện tại tăng thêm 70 triệu vạn tông liên minh đánh chó mù đường, thống soái toàn bộ chiến tử trật tự thiên tộc, trong lúc nhất thời lâm vào trong lịch sử chưa từng có khủng bố mù mịt bên trong. Tử vong, bao phủ mỗi người đỉnh đầu. Càng đáng sợ chính là, dưới chân Vạn Long Thần Sơn còn tại ầm vang rung động, kinh khủng kết giới chi lực ngay tại ngưng kết. Đây hết thảy, đều tại chứng minh bọn họ tận thế, đã đến. Rầm rầm rầm, kết giới còn không có sinh ra. Vô số kết giới linh tuyến liền đã theo Vạn Long Thần Sơn trên mặt đất kéo dài đưa ra ngoài, quấn quanh ở mỗi một cái thần long ngự thú sư cùng bọn hắn cộng sinh thú trên thân thể. Nơi này có hơn 1 tỷ ngự thú sư, có vài chục ước thần long, làm mỗi một người bọn hắn trên thân quấn quanh lấy kết giới linh tuyến thời điểm, cả tòa Vạn Long Thần Sơn phát sinh kinh khủng động đất, càng đem còn lại trật tự thiên tộc toàn bộ đẩy mạnh một cái thung lũng bên trong. Trật tự thiên tộc, toàn quân bị diệt đi. Thanh âm niếc tai nhức óc. Tại thời khắc này vang vọng chư thiên. Rầm rầm rầm. Vô số thần văn theo mặt đất, trên tảng đá nổi lên. Bát giai trật tự kết giới, vạn cổ đế long vô cực kết giới, ầm vang thăng lên, trong nháy mắt phủ lên toàn bộ chiến trường. Nắm giữ 9 cái long tuyền, Thánh Long Hoàng bọn họ rốt cục đem Hiên Viên Long Tông, bát giai trật tự kết giới, cho mở ra. Vạn cổ đế long vô cực kết giới. Làm Vạn Long Thần Sơn thổ địa bên trên hiện ra vô số thiên thần văn thời khắc. Toàn bộ chiến trường đều bị quang mang bao phủ, đầy đất thần quang xâm nhiễm lấy máu tươi, thi thể, làm đến đây hết thảy đều biến đến không hiểu thánh khiết. Rầm rầm rầm, khắp nơi như sóng biển một dạng chấn động, bùn đất, nham thạch vượt lên thương thiên. Giờ phút này lớn nhất hào quang chói mắt, đến từ trật tự thiên tộc đại quân sau lưng Vạn Long Thần Sơn, cái này Vạn Long Thần Sơn bản thân chính là 10.000 tòa chỉ hướng thương thiên thần long hình dáng sơn phong, mà tại lúc này khác. Vô số màu sắc rực rỡ thiên thần văn tuôn hướng cái này 10.000 ngọn núi, làm đến cái này 10.000 ngọn núi trong nháy mắt, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một tòa ngọn núi hình rồng phía trên, bản thân thì có vô số cung điện kiến trúc, vô số thần cung chính là Hiên Viên Long Tông truyền thừa biểu tượng. Bây giờ những kiến trúc này bắt đầu biến mất tại sơn phong bên trong, ngọn núi hình rồng phía trên bắt đầu xuất hiện vảy rồng, gai nhọn, mỗi một tòa mấy chục vạn mét cao sơn phong. Tại hình thể biến hóa bên trong, xem ra vậy mà như chân chính thần long. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng tiếng thanh thế to lớn oanh minh, cái kia 10.000 tòa ngọn núi hình rồng vậy mà bắt đầu chấn động, về sau theo trong lòng đất trực tiếp quất ra nửa đoạn dưới thần long chi khu, như giải thoát rồi trói buộc phong ấn chi thú. Trong lúc nhất thời, Vạn Long lên trời. Mỗi một đầu thần long, đều là một tòa Vạn Long Thần Sơn, bọn họ so hiện tại huỳnh hỏa bọn họ cũng còn muốn to lớn. Một bay lên liền trực tiếp che đậy bầu trời, mỗi một tòa thần sơn thần long đều vô cùng trầm trọng, trên thân tràn đầy thiên thần văn quang mang, cảm giác phía trên thì cùng loại Cửu Long Đế Táng Long Khôi, chỉ bất quá, trước mắt những thần sơn này thần long phải lớn hơn vô số lần, tại bọn họ trước mặt, thì liền trật tự thiên tộc thức thần, đều giống như con rối lớn nhỏ, thân thủ bóp thì băng diệt. 10.000 đầu có ngọn núi hình rồng hóa thành siêu cấp thần long, tràng diện này đủ để cho thiên hạ động dung, mọi người đều biết. Đây chính là vạn cổ đế long vô cực kết giới một bộ phận uy lực. Còn có càng nhiều uy lực, thể hiện tại kết giới linh tai phía trên. Ầm ầm, thập bát trọng, kiếm long hải ngục, mở rộng. Trên chiến trường, gió hỏa thủy thổ các loại thần tai xông ra, trực tiếp tàn phá bừa bãi chiến trường. Đương nhiên,
đáng sợ nhất chính là cái kia nằm ngang ở trật tự thiên tộc trên đỉnh đầu 10.000 đầu cự long. Hết thảy tất cả, đều là trật tự thiên tộc ác mộng. Vạn cổ đế long vô cực kết giới đã bao phủ chiến trường, đem trật tự thiên tộc chìm ngập, bên trong có Lý Thiên Mệnh cùng 100.000 long hoàng thêm cửu long đế quân, ngoài có 70 triệu đến từ vạn tông đại quân cùng 1 tỷ thần long ngự thú sư. Mỗi một cái trật tự thiên tộc cái kia đã từng kiêu ngạo, bất bại ý chí, đã tinh thần sa sút, hoang mang, thậm chí thống khổ không chịu nổi. Đây là thị tộc ý chí một lần trọng thương. Cái này có thể so sánh Lý Hạo Thần Lý Thần dám chiến bại, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Các vị, thông qua vạn cổ đế long vô cực kết giới, thánh long hoàng cái kia rộng rãi, trầm trọng, tràn ngập sát cơ thanh âm vô hạn phóng đại, tại toàn bộ chiến trường phía trên bao phủ. Trật tự thiên tộc xâm lược vạn tông, đồ sát ta Hiên Viên Long Tông con dân, muốn chiếm quê hương của ta, nhục tộc ta hồn. Bây giờ đại thế nghịch chuyển, chính là thời điểm trọng thương bọn họ, bằng không đợi Thái Dương đế tôn đến, bọn họ nhất định phản công, để cho chúng ta vong quốc diệt chủng. Lại không đuổi tận giết tuyệt, giết sạch bất kỳ chỗ nào, chúng ta thì không có cơ hội. Giờ phút này nhân từ một lần, sẽ chỉ hại chết gấp 10 lần, gấp 100 lần đồng bào. Cho nên, chúng ta đã không có đường lui, buông tay đổ sát đi. Chỉ là, Thái Dương đế tôn, 4 chữ, thì đầy đủ hù sợ tất cả mọi người, bao quát đã xuất thủ vạn tông trợ giúp người. Chỉ cần xuất thủ qua, vậy liền thoát đi không được quan hệ. Không có đường lui. Vậy cũng chỉ có thể lấy thời gian ngắn nhất, giết nhiều nhất người, thẳng đến giết sạch trật tự thiên tộc. Mỗi một cái trật tự thiên tộc thức thần tu luyện giả đặc thù đều quá rõ ràng. Ai cũng trốn không thoát. Rầm rầm rầm. Cái kia hơn vạn đầu thần sơn thần long từ trên trời giáng xuống, đụng trên chiến trường, chỗ đến máu thịt be bét, trật tự thiên tộc tức thì bị triệt để cắt đứt, rất nhiều người đều ở tứ cố vô thân tình huống dưới, sau đó bị vây giết. Một cái trật tự thiên tộc, tối thiểu đều có 5-6 người bắt chuyện. Đụng tới cái kia 100.000 long hoàng, chỉ sẽ càng chóng chết. Phốc phốc, phốc phốc, trật tự thiên tộc nguyên một đám trong lúc chạy trốn ngã xuống. Khi bọn hắn nhìn tận mắt người quen biết, bị nhanh chóng chém giết về sau, cho dù là bọn họ trong lòng lại kiên định, cho là mình còn có thể đắc tội, lúc này thời điểm đều tuyệt vọng. Đế tôn, mỗi người chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy thương thiên, chờ đợi lấy cứu viện. 50 triệu đại quân A. Đây cơ hồ là có thể quét ngang Thái Dương vạn tông siêu cấp quân đoàn, lại tại thời khắc này hãm tại vạn long thần sơn trong vũng bùn, mỗi người đều có chí mạng ngạt thở cảm giác. Xoẹt. Nguyên một đám đầu lâu bay ra ngoài. Nguyên một đám dũng mãnh tử chiến, trợn mắt gầm nhẹ trật tự thiên tộc, bị thịt nát xương tan. Phốc phốc phốc. Tất cả mọi người tán thành thánh long hoàng, cái kia chính là nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất, giết nhiều nhất người. Ẩn long điện chỉ là đầu hàng, lúc này thời điểm bị đẩy hướng phía trước tiến, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể theo giết, dù sao đều lúc này thời điểm, trật tự thiên tộc căn bản không phân biệt được ai là Hiên Viên Long Tông, ai là Ẩn Long Điện. Đứng ở trên không phía trên, mắt trần có thể thấy trật tự thiên tộc trận doanh, tại bằng tốc độ kinh người tại giảm bớt, những cái kia bị chìm ngập địa phương, toàn bộ biến thành biển máu, khắp nơi đều là Thái Dương thần tộc, trừng to mắt, chết không nhắm mắt xác chết trôi. Giết! Trùng sát thanh âm, khắp nơi đều là Lý Thiên Mệnh, thần sơn thần long cùng 100.000 long hoàng xung phong, bọn họ những thứ này vật lớn đem trật tự thiên tộc đám người triệt để xé rách, giết người nhiều nhất, còn lại trật tự thiên tộc, đụng tới báo thù cửu long đế quân, phản bội Ẩn Long vệ, vạn tông trợ giúp đại quân cùng thần long ngự thú sư vây giết, hết sức kiên trì lại căn bản không có đường sống. Bất quá, nói đến trật tự thiên tộc xác thực hung ác. Đều như vậy, cơ hồ một cái đầu hàng đều không có. Bọn họ dù là ý chí chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn là cuồng bạo tử chiến, chiến đến chảy khô sạch một giọt máu cuối cùng đến. Ha ha, Thái Dương Vạn Tông, sớm muộn hủy diệt. Chúng ta còn có vô số huynh đệ tỉ muội, bọn họ sẽ cho chúng ta báo thù. Chờ xem, hôm nay các ngươi xông ra di thiên đại họa, tiếp đó, đế tôn sẽ chỉ huy tộc ta bình định Vạn Tông. Dù cho khiến cho bọn hắn đang còn muốn thời khắc cuối cùng đi hiện lên hiện anh dũng của mình, thậm chí tìm tới nội tâm an ủi. Nhưng là bọn họ tiếp xuống chiến tử, vẫn là tất nhiên bên trong tất nhiên. Chết! Trật tự thiên tộc liên miên ngã xuống. Đến thời khắc này đến, chỉ dùng nhìn ra, đại khái đó có thể thấy được bọn họ 50 triệu người, đã chiến tử hơn phân nửa. Còn lại cơ bản có tổn thương, hơn nữa còn là tại kéo dài hơi tàn. Kinh khủng nhất 100.000 long hoàng đại quân, mang cho trật tự thiên tộc sâu nhất hoảng sợ,
đối mặt bọn này một mực giết hại vong nhân, trật tự thiên tộc không có biện pháp nào. May mắn, lực lượng của bọn nó là có hạn, thân thể cũng không phải vô địch. Tại bị công kích, lực lượng hao hết tình huống dưới, 100.000 Long Hoàng Nguyên một đám ngã trên mặt đất, chậm rãi đã mất đi âm thanh, bảo lưu lại vô số năm thân thể, bắt đầu mất đi sinh mệnh lực, lấy rất tốc độ nhanh mục nát. Có thể ngay cả như vậy, đến không động đậy được nữa về sau, cặp mắt của bọn hắn đều là hừng hực, không mang theo một tia tiếc nuối. Từng đạo bản nguyên long hồn hoàn thành sứ mệnh, theo thân thể của bọn hắn bên trong đi ra, quay về Thủy Long Động, nghĩ đến cũng là hẳn là muốn về đến bản nguyên giới diện bên trong. Đến cuối cùng, 100.000 Long Hoàng cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Không sai, bọn họ phụng hiến đã đủ rồi. Bởi vì, bọn họ đã mở ra cũng đủ lớn cục diện, dẫn dắt Vạn Tông liên minh động thủ, bây giờ Vạn Tông bên này chiếm cứ tuyệt đối lớn ưu thế, bọn họ giờ phút này cũng công thành lui thân. Cái này từng vị tiên liệt, tại sao khi qua đời vẫn dùng cuối cùng lực lượng, bảo vệ quốc thổ, thủ hộ con cháu, cái này một phần phụng hiến, không thể nghi ngờ khiến người ta động dung. Thời khắc này bọn tử tôn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên bọn họ cống hiến. Nhìn lấy một cái kia cái bản nguyên long hồn trở về, Cửu Long đế quân còn nhiều lệ nóng doanh trong người. Giết! Càng bạo loạn thanh âm, còn đang vang vọng chiến trường. Nhìn Lý Thiên Mệnh, theo từng tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhìn hướng trời cao, chỉ thấy cái kia hằng tinh nguyên cự trái tim của người ta vị trí, Lý Thiên Mệnh chính nắm trong tay người khổng lồ này, tiến hành để trật tự thiên tộc tuyệt vọng biến hóa. Đầu tiên, trước mắt hắn 10 thanh hằng tinh nguyên cự kiếm, toàn bộ bắt đầu chia nứt, một thanh cự kiếm chia làm hơn ngàn đem, vậy cũng so phổ thông thức thần cũng còn càng lớn hơn. Đây là hắn thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm, bày biện ra tới uy lực. Hô hô hô, kiếm khí gào thét bên trong, hơn vạn hằng tinh nguyên cự kiếm xuất hiện tại hắn bên người, dù là mỗi một thanh kiếm không có trước kia mạnh mẽ, nhưng là quần thể lực sát thương không thể nghi ngờ càng mạnh. Đi! Theo Lý Thiên Mệnh một tiếng chấn giống, trên người hắn tất cả hằng tinh nguyên lực lượng, đều hướng về cái kia hơn vạn thần kiếm hội tụ, hằng tinh nguyên cự nhân càng ngày càng nhỏ, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng bạo lộ ra, mà không ngừng phân liệt hằng tinh nguyên cự kiếm lại càng ngày càng nhiều, đến sau cùng khoảng chừng 1 triệu cự kiếm, nằm ngang ở thương thiên phía trên. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã dùng hết thảy lực lượng. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, trên không trung cơ hồ đứng không vững. Nhưng là bên cạnh hắn 1 triệu hằng tinh nguyên cự kiếm mũi kiếm hướng xuống treo trên bầu trời, lại là trật tự thiên tộc kinh khủng nhất ác mộng. Bọn họ ngẩng đầu sau nhìn đến trời hơn 1 triệu cự kiếm, triệt để luống cuống. Vốn cho rằng 100.000 Long Hoàng đều không có, bọn họ còn có sinh cơ, hiện tại chí mạng nhất giết hại, lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đi chết đi! Nhắm mắt giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nhớ tới Dương Sách, Long Uyển Oánh, nhớ tới chiến tử hai vị Long Hoàng. Nhớ tới lúc trước bị nghiền ép vô số Cửu Long đế quân, tối thiểu có 5 triệu Cửu Long đế quân chiến tử, bị bức bách đến tuyệt cảnh. Mà bây giờ, đến phiên hắn báo thù. Oanh! Oanh! 1 triệu cự kiếm bạo sát mà xuống, như là cự kiếm chi vũ, cắm ở mỗi một cái trật tự thiên tộc trên đỉnh đầu, trực tiếp xé rách thức thần, xuyên thủng bản thể, đem giết đến biến thành cho bụi. Phốc phốc phốc! 1 triệu người trong nháy mắt tử vong. Rầm rầm rầm! 1 triệu hằng tinh nguyên cự kiếm, còn trong đám người xuyên thẳng qua. Bọn họ sẽ tiêu vong, mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao lực lượng, kiếm thể càng ngày càng nhỏ, lực sát thương càng ngày càng kém, nhưng là... đầy đủ. Đây là Lý Thiên Mệnh một lần cuối cùng vận dụng Cửu Long đế tôn mang tới lực lượng, lần này huy sái ra ngoài, hắn cũng trở về nguyên hình. Đương nhiên, 1 triệu cự kiếm bạo sát, là hôm nay trên chiến trường lớn nhất bắn nổ một màn, bao quát Vạn Tông liên quân ở bên trong. Đều nhìn đến tê cả da đầu, bọn họ biết đây không phải Lý Thiên Mệnh lực lượng, mà chính là Hiên Viên Long Tông, nội tình, điểm này càng làm cho người ta kính sợ. Cự kiếm tàn phá bừa bãi. Trật tự thiên tộc tử vong nhân số, lại lần nữa tăng vọt, mà lại càng chết càng nhanh. Theo lấy bọn hắn nhân số hạ xuống, sức đề kháng giảm xuống, chỉ còn lại có mấy trăm tiểu đoàn thể thời điểm, bị triệt để chìm ngập đều là chuyện sớm hay muộn. Tối thiểu đến Lý Thiên Mệnh hằng tinh nguyên cự nhân lực lượng hao hết thời điểm, trật tự thiên tộc, tối thiểu đã chết 40 triệu người. Gấp 8 lần tại Cửu Long đế quân. Mà lại, toàn quân bị diệt, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, bọn họ khoảng cách chết hết, đã không xa. A, nương theo lấy từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm, chiến trường cối xay thịt kéo dài mở rộng, còn lại đang lẩn trốn trật tự thiên tộc,
rốt cục tại trong sự sợ hãi, bị một đám người chém giết. Tại kết giới bên trong, mặc kệ đào vong ở đâu, đều là chết. Trật tự thiên tộc, một cái kiêu ngạo thị tộc, lần thứ nhất tiếp nhận như thế đả kích. Bọn họ liền chết đều không thể tin được. Làm Lý Thiên Mệnh đảo qua chiến trường, nhìn lấy cái này mấy chục triệu thi thể, ánh mắt của hắn cũng đang kịch liệt run rẩy, bởi vì một trận chiến này huyết tinh, thảm liệt, đã phá vỡ thế giới của hắn xem. Hắn lại một lần nữa minh bạch. Đây chính là hằng tinh nguyên thế giới, cao đẳng chủng tộc chiến tranh. Thảm liệt đến khiến người ta thật lâu nói không ra lời. Không hề nghi ngờ, cho tới bây giờ, Hiên Viên Long Tông cùng Vạn Tông thu được một trận xưa nay chưa từng có thắng lợi, nhìn tận mắt hướng về 40 triệu trật tự thiên tộc chiến tử tại Vạn Long Thần Sơn, đó căn bản không có khả năng là giả, nói cách khác cuộc chiến tranh này, đủ để ghi vào trật tự chi địa lịch sử, mấy triệu năm sau con cháu đọc lấy đến, cái kia đều rung động đến tâm can. Còn lại mấy triệu trật tự thiên tộc, cũng khó thoát tử vong vận rủi, bọn họ chết hết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, trật tự thiên tộc không đầu hàng. Khả năng đầu hàng còn có thể tiếp tục sống. Ngay tại lúc này, còn lựa chọn lấy cái chết đối kháng, vốn là tự tìm đường chết. Thậm chí có rất nhiều trật tự thiên tộc, không nguyện ý chiến tử, lựa chọn tự sát kết. Làm cho cái này một cái bất bại thị tộc, sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại, cuối cùng lựa chọn tự sát, có thể thấy được một trận chiến này, Hiên Viên Long Tông để bọn hắn có bao nhiêu rung động. Lý Thiên Mệnh cũng cống hiến hết thảy, có thể công thành lui thân. Giờ phút này, là sau cùng thịnh yến. Mỗi người đều giết đỏ cả mắt. Chiến tranh thắng lợi, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Thế mà cũng không có bao nhiêu người sẽ vui vẻ ra mặt, chiến tranh chính là như vậy, thắng thua đều rất cười, đó là bởi vì liền xem như người thắng lợi, đều phải thừa nhận 5 triệu cửu long đế quân chiến tử đau buồn. Rầm rầm rầm. Một trận đại chiến, bắt đầu hành quân lặng lẽ, bi thương cuồng phong lại vòng quanh mùi máu tươi, tràn ngập Vạn Long Thần Sơn, kéo dài không rời. Thắng. Liền Lý Thiên Mệnh đều nhẹ nhõm không đứng dậy. Hắn có một loại hư nhược cảm giác, giống như toàn thân cũng không có khí lực. Vù vù. Hắn nhanh chóng thở dốc, quét mắt chiến trường, tìm kiếm huỳnh hỏa thân ảnh của bọn nó. Bọn họ theo bản nguyên long hồn bên trong đạt được lực lượng, đoán chừng cũng sắp dùng hết. Còn coi như chúng ta quyết tâm đủ hung ác, động tác rất nhanh. Đương nhiên, Thái Dương Đế Tôn sẽ mạc danh kỳ diệu tại cái này thời khắc trọng yếu, chạy đến Hiên Vũ Đại Lục đi, cái này cùng Lý Vô Song có rất sâu quan hệ. Nói cách khác, Lý Vô Song nếu là không đi Tù Long Cốc giết người, trật tự thiên tộc cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Trận đại chiến này rất kịch liệt, nhưng kỳ thật theo phản công bắt đầu, vì nhanh chóng giết địch, tất cả mọi người tại giành giật từng giây, lấy mệnh tương bác. Lúc này thời điểm, huỳnh hỏa bọn họ mấy cái đều về tới Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian. Tiên tiên đâu? Lý Thiên Mệnh hô hoán. Ta tại cái này, tiểu lý tử, người mau tới. Tiên tiên lo lắng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Thiên Mệnh vội vàng đến bên cạnh của nó, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ tại núi thây biển máu phía trên, bản thân nó không có vấn đề gì, thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn đến, nó trên thân cái kia một đóa thuộc về Khương Phi Linh bông hoa, lại đang ăn uống huyết oán. Mà lại lần này càng kinh khủng, nơi này chết trận hơn 40 triệu người, còn có vô số cộng sinh thú, tất cả máu tươi hội tụ vào một chỗ. Hình thành mấy ngàn lần tại Thanh Vân Thần Mộc huyết oán, bây giờ điên cuồng tuôn hướng Khương Phi Linh, tại Lý Thiên Mệnh đến giờ khắc này, nó đều đã bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Mau trở lại cộng sinh không gian, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ta không động được, nàng khống chế ta sợi rễ, tiên tiên lo lắng nói. Sợi rễ của nó đã hướng về toàn bộ chiến trường lan tràn, cắm rễ vô số núi thây biển máu bên trong, làm đến càng rất nhiều máu oán niệm, toàn bộ tuôn hướng Khương Phi Linh. Mà nàng thì cùng một cái động không đáy giống như. Lý Thiên Mệnh tê cả ra đầu. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Bây giờ Hiên Viên Long Tông đang bận bịu giải quyết còn lại trật tự thiên tộc, còn muốn là đế tôn đợt tiếp theo sát cơ làm chuẩn bị, Khương Phi Linh bên này lại ra chuyện. Xì xì xì. Lỗ tai cơ hồ đều có thể nghe được, những thứ này huyết oán dung hội đến trên mặt cánh hoa thanh âm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hoàn toàn đoạn không được. Tiên tiên hai mắt ngậm lấy nước mắt, một mặt lo sợ không yên. Lý Thiên Mệnh muốn nếm thử tới gần, kết quả cái kia huyết oán bổ nhào vào trên người hắn, chỉ trong nháy mắt huyết nhục liền bắt đầu hư thối, thậm chí ngay cả cầm giữ có thần hồn tháp trấn thủ mệnh hồn,
đều hứng chịu tới một số ảnh hưởng, để hắn bỗng dưng sinh ra tàn bạo máu tanh ý chí. Trong thiên hạ, nhưng lại không có thể trợ giúp chính mình người. Vạn Long Thần Sơn phía đông. Tại cái này một tòa gọi là Tử Long Sơn, đỉnh núi phía trên, có thể đem toàn bộ chiến trường hết thảy, đều thu hết vào mắt. Có thể nói, đây là một cái quan chiến địa phương tốt. Tại vài ngày trước, thì có một đám mười mấy người một mực tại nơi này, gần như không làm sao rời đi. Trong đó, một người cầm đầu nam tính thanh niên, tuấn mỹ vô song, yêu dã lại thần bí, toàn thân bao phủ tại trong sương mù. Hắn chính là Vô Mộng Tiên Quân. Vạn Tông Liên Minh từ hắn dẫn tới, hắn lại từ vừa mới bắt đầu thì biến mất, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại Tử Long Sơn, phía trên, nhìn chung toàn cục. Khi bọn hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh mang theo 100.000 Long Hoàng xuất hiện, trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc thời điểm, 10 cái Vô Mộng Tiên Quốc đỉnh phong cường giả, bao quát Vô Mộng Tiên Quân ở bên trong, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, kinh hồn đến giờ phút này. Thật không hổ là Hiên Viên Long Tông, lợi hại, lợi hại. Oanh liệt. Trách không được Thái Dương Đế Tôn sẽ để mắt tới Thủy Long Động, đó thật là một cái chỗ thần kỳ a. Vô Mộng Tiên Quân đầu tiên là rung động, về sau mi đầu hơi nhíu lại, lắc đầu nói, cái này không dễ chơi, vốn là muốn mượn Vạn Tông tình thế, để bọn hắn lưỡng bại câu thương, để cho ta nhiều chiếm một số hiên viên địa bàn, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là Hiên Viên Long Tông có ưu thế, tăng thêm Bắc Đầu gia hỏa này dở trò quỷ, ha ha. Nếu như Hiên Viên Long Tông thế yếu, hắn còn có thể giúp một chút, để song phương thăng bằng tiếp tục tiêu hao, bây giờ Hiên Viên Long Tông trực tiếp nghịch chuyển, hắn có thể không thể trợ giúp trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh dùng thanh phách uy hiếp thời điểm, hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, chính là có đạo lý kia. Thậm chí, thừa dịp loạn cầm một số Long Tuyền cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong. Thế mà 100.000 Long Hoàng xuất hiện, để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đúng vào lúc này, có truyền tin thạch cho hắn báo tin. Tìm được a, vẫn rất sẽ chạy, mang về đi. Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười nói. Không lâu sau đó, thì có người áp tải một cái mặc màu xanh lá tóc dài tuyệt sắc thiếu nữ, đưa đến trước mắt của hắn, càng đến gần hắn, cô gái kia ánh mắt thì càng lỗ trống, nàng rõ ràng đang ra sức giãy giụa, duy trì thanh tỉnh. Bịch, nàng bị ép quỳ gối Vô Mộng Tiên Quân trước mắt, ra sức giãy giụa, chẳng có tác dụng gì có. Ngươi còn muốn tìm kiếm che chở đâu, đáng tiếc những người này tự thân khó đảm bảo, liền gia viên đều kém chút bị hủy diệt, ai có thể bảo hộ được ngươi thì sao? Vô Mộng Tiên Quân ở trên cao nhìn xuống, lấy ánh mắt hài hước nhìn lấy nàng. Vi sinh mặc nhiễm cúi đầu, ánh mắt không ngừng ở trên không động cùng dãy giụa bên trong biến hóa. Con cá, ngươi không có tư cách tự tiện chủ trương, đây không phải là ngươi sinh mệnh ý nghĩa, ngươi tồn tại, có càng quan trọng hơn sứ mệnh, biết không? Vô Mộng Tiên Quân hướng dẫn từng bước nói. Ừm, nàng run rẩy gật đầu. Rất tốt, Vô Mộng Tiên Quân sờ lên đầu của nàng, nàng dần dần biến đến đàng hoàng, sau đó không lâu Vô Mộng Tiên Quân ánh mắt sáng lên, nói, có thể a, ngươi còn không có dạy cho hắn thanh phách phương pháp sử dụng, xem như rừng cương trước bờ vực, vì chính mình tranh thủ đến một tia sinh lộ. Cái kia quỳ xuống thiếu nữ, còn đang run rẩy. Được, Vô Mộng Tiên Quân tâm tình vô cùng tốt, hắn đứng thẳng người. Nhìn về phương xa, tại trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn đến Lý Thiên Mệnh đang dùng toàn bộ hàng tinh nguyên cự nhân lực lượng, quán thâu đến 1.000.000 cự kiếm phía trên, sau đó bắt đầu bạo sát. Lực lượng của hắn lại tiêu tán, nói cách khác, ta có cơ hội cầm lại thanh phách. Hỗn loạn như thế chiến trường, đúng lúc gặp Lý Thiên Mệnh cường đến đáng sợ, hẳn là không người có thể bảo hộ hắn. Nói xong, Vô Mộng Tiên Quân xoay người lại, dùng cái ót đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn vươn tay vén lên tóc. Quả nhiên, phía trên có một trương nữ tử gương mặt, cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm giống như đúc. Đúng vào lúc này, gương mặt này mở mắt, trong lúc nhất thời, toàn thân hắn vang lên kèn kẹt, mép tóc tuyến hướng di động về phía sau, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, cốt cách bắt đầu đảo ngược, đã từng phía sau lưng từ từ phồng lên, biến thành thẳng tắp sơn phong, cả người cũng biến đến linh lung tinh tế. Che lấp ở giữa, một cái cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm giống nhau như đúc nữ tử, xuất hiện tại trước mắt nàng. Nàng hướng về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm nở nụ cười, chậm rãi đều là mỹ nhân phong tình. Chờ ta trở lại. Nói xong, nàng vượt qua Vi Sinh Mặc Nhiễm, biến mất trong không khí. Một cái so Thánh Long Hoàng còn mạnh hơn Vô Mộng Tiên Quốc chi chủ, xen lẫn trong ngàn vạn người chém giết chiến trường, hướng về mục tiêu của hắn lặng yên mà đi. Liền lấy đi một cái ánh mắt mà thôi, không quá phận a. Trong không khí,
còn để lại Vô Mộng Thiên Quân, ngây thơ, thanh âm. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh cứ thế mà dựa vào huyết oán, chịu đựng thân thể ăn mòn thống khổ, đi tới cái kia một cánh hoa bên người. Ao ao ao, cái này đóa hoa màu đỏ ngòm tựa như là động không đáy, còn tại điên cuồng hút vào, cái này khiến nàng biến đến càng thêm kiểu diễm ướt át, thế mà huyết oán mang tới sát khí cũng chân thực tồn tại. Linh Nhi, có thể nghe được sao? Lý Thiên Mệnh dùng thanh âm khàn khàn đang hô hoán lấy nàng, hắn cơ hồ đem thân thể của mình dán trên thân nàng, lúc này thời điểm lại lọt vào như thế gặp trắc trở, tâm đều nhanh xé rách. Hoạt động, hoạt động. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Thiên Mệnh nghe được nàng nhịp tim đập thanh âm. Càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng mạnh mãnh liệt, đến mức hắn thiếp thân cánh hoa đều đang chấn động, mang theo không ít huyết oán, trực tiếp nhào tới trên mặt của hắn. Trước mắt trên mặt cánh hoa, tựa như xuất hiện nàng bóng hình xinh đẹp, nàng mùi thơm, cái kia cảm giác quen thuộc tại ngăn cách tiếp cận một năm sau, lại lần nữa trở về. Chỉ là, hung sát đến có chút dọa người. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là một cái đơn giản, tinh khiết người, mặc kệ ngươi mang theo cái gì trở về, ngươi nhất định là cái thế giới này chân bảo, không có huyết oán sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng, dùng hết tất cả khí lực nói ra. Khương Phi Linh cũng rất giống là tại đáp lại hắn. Bất quá đúng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một loại băng lãnh cảm giác. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Một cái màu xanh lá tóc dài thiếu nữ, xuất hiện tại hắn sau lưng không xa. Vi sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Nơi này là chiến trường hạch tâm vị trí. Vạn Tông Liên Quân cùng Hiên Viên Long Tông đối trật tự thiên tộc đại quân rảo sát, đã đến cuối cùng giai đoạn. Ngay tại lúc này, một cái chỉ có tinh tướng thần cảnh sơ giai Vi sinh Mặc Nhiễm xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người, không thể nghi ngờ là kỳ quái. Bất quá cân nhắc đến bây giờ chiến tranh sắp kết thúc, nàng nếu là tiềm hành mà đến, đủ rất cẩn thận, cái kia cũng có thể lý giải. Bởi vì Khương Phi Linh biến hóa, Lý Thiên Mệnh đang tại chính khẩn cấp trạng thái, hắn căn bản không rảnh phản ứng nàng, chỉ nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm liếc một chút, hắn liền quay đầu, ngay tại lúc giờ phút này, Lý Thiên Mệnh nghe được Ngân Trần lo lắng nhắc nhở thanh âm. Vô Mộng, Tiên Quân. Kỳ thật. Sớm tại Vi sinh Mặc Nhiễm bị bắt lại thời điểm, nó thì cùng Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong huyết oán bên trong, não tử trống rỗng, liền trái tim linh câu thông đều không để ý đến. Bây giờ cuối cùng nghe được Ngân Trần câu nói này, Lý Thiên Mệnh nhất thời dùng mình. Họa vô đơn chí. Khương Phi Linh bị huyết oán xâm nhiễm, Vô Mộng Thiên Quân còn thừa lúc vắng mà vào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, loại bỏ thiên cung uy hiếp về sau. Vô Mộng Tiên Quân đã không sợ hãi kỵ, muốn tới thu hồi hắn thanh phách. Cái này mang ý nghĩa, hắn nhất định sẽ đào đi Lý Thiên Mệnh mắt trái. Thật muốn như vậy, vậy sau này cũng chỉ có thể làm độc nhãn long. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, cũng chỉ có chạy tới Long Hy Thiến, có thể một chút cứu một chút Lý Thiên Mệnh, thế mà nàng không phải Vô Mộng Tiên Quân đối thủ, mà lại Vô Mộng Tiên Quân còn dùng Vi sinh Mặc Nhiễm dáng vẻ, lừa qua nàng. Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên Quân, mỉm cười, lấy Vi sinh Mặc Nhiễm dáng vẻ, cho thấy khác biệt phong tình vũ mị, bởi vậy cũng có thể thấy các nàng không là một người, nàng bây giờ cực kỳ giống như là bị Lý Thiên Mệnh đánh bại thời điểm Vi sinh Mặc Nhiễm, nhưng thực lực lại không cùng một đẳng cấp. Hô! Hắn loại này cường giả, tại không người ngăn trở thời khắc như thế tới gần Lý Thiên Mệnh, cơ hồ là không thể ngăn cản. Trừ Thiên Cung bên ngoài Thái Dương Vạn Tông đệ nhất. Chỉ nháy mắt, hắn liền đột phá trùng điệp huyết oán. Nhất trưởng trực tiếp đem huyết oán dòng nước lũ bổ ra một cái thông đạo. Trước mắt mê huyễn lóe lên, làn gió thơm liền xông vào mũi, một đôi tay ngọc theo giữa hư không vươn ra, một tay liền bóp lấy Lý Thiên Mệnh cổ, cái này nhìn như ngón tay mềm mại, nhưng lại có cự thú một dạng lực lượng, cái tay còn lại cũng nóng lòng muốn thử. Thanh phách để ngươi bảo quản có một đoạn thời gian, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình, không quá phận a. Vô Mộng Tiên Quân ngừng lại, khoan thai mỉm cười nói. Ta cũng muốn tại bảo trụ ánh mắt tình huống dưới còn cho ngươi, sao không cho một cái cơ hội, chậm rãi nghiên cứu phương pháp đâu. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn trước mắt cái này, khuynh thành mỹ nhân, cưỡng ép ổn định tâm cảnh. Mắt trái phía trên tiểu ngư nhi, cũng sớm đã trốn đi. Hắn tồn tại, để Lý Thiên Mệnh mắt trái có một loại run lên cảm giác, có lẽ thì sau đó một khắc trong nháy mắt, liền sẽ có một cái tay cưỡng ép cắm vào hốc mắt, đem cái này một con mắt rút ra. À! Không có cái kia tất yếu, ai để ngươi cùng cá nhỏ cấu kết đâu. Nói đến đây,
cái kia Vô Mộng Tiên Quân trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh đặt ở sau lưng cái kia đóa hoa màu đỏ ngòm phía trên, trong lúc nhất thời, phần lưng của hắn bị huyết oán trùng kích, vang lên xì xì thanh âm, đi qua năm đại thái cổ hỗn độn cự thú cải tạo thân thể, giờ phút này đều tại huyết nhục hư thối. Thì đầu này nhìn như mềm yếu vô lực cánh tay, lại làm cho Lý Thiên Mệnh hô hấp khó khăn, toàn thân lâm vào huyết oán tra tấn bên trong. Nói thật, Vô Mộng Tiên Quân tại hằng tinh nguyên cự nhân lực lượng tiêu tán về sau, lại đến thừa lúc vắng mà vào, xác thực thực tương đương bị ổi. Hắn Vô Mộng Tiên Quốc hơn 10 triệu đại quân, sau cùng cố nhiên tham chiến, nhưng cũng liền tại biên giới chiến trường đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Các ngươi loại này vô sỉ hành động, căn bản không xứng với đã từng vạn tông đệ nhất danh hào. Lý Thiên Mệnh bị huyết oán chìm ngập, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Ngươi mới nói, đó là đã từng, hiện tại chúng ta là lão nhị, từ xưa đến nay, lão nhị đều muốn xem xét thời thế, tùy thời mà động. Vô Mộng Tiên Quân cười, giơ lên một cái tay khác. Muốn không phải Lý Thiên Mệnh không cách nào phản kháng, cũng không có khả năng thoát ly hắn trưởng khống, hắn chỉ sợ một câu nói nhảm cũng không nguyện ý nói. Về sau, ngươi thì ngoan ngoãn làm một người độc nhãn long đi, à không, ta nhìn ngươi khẳng định đến chết tại Thái Dương Đế Tôn trong tay, quá ngoi đầu lên người trẻ tuổi, tại trật tự chi địa không có đường sống, trước cùng ngươi đạo cái vĩnh biệt đi. Vô Mộng Tiên Quân đại khái là rất hưởng thụ trưởng khống hắn, dù sao hắn là một cái tâm cao khí ngạo, vừa mới sáng tạo ra kỳ tích người trẻ tuổi. Thế mà cái này cũng không ngăn cản được, tại huyết oán tàn phá bừa bãi bên trong, hắn thân thủ đi lấy Lý Thiên Mệnh mắt trái. Không cách nào phản kháng. Quay đầu, nhắm mắt, đây đều là phí công. Phốc phốc, nàng cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài, cắm vào Lý Thiên Mệnh trong hốc mắt. A, à, như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức hiện lên, trước mắt huyết tinh một mảnh, Lý Thiên Mệnh toàn thân nổi gân xanh, đau đến hồn đều nhanh bay mất. Loại đau này so ra kém kiếm Long Hải Ngục Dung Hội cấp 7 thần tai kiếm khí, nhưng nói thật, nhãn cầu bị rút ra cảm giác, thực sự quá kinh dị, huyết tinh, làm đến Lý Thiên Mệnh trước mắt thế giới đều là máu me đầm đìa, đại lượng máu tươi theo gương mặt của hắn ào 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 chảy xuống. Vừa mới đại anh hùng, hiện tại chỉ có thể khóc ròng ròng. Ha ha, Vô Mộng Tiên Quân cái kia tàn nhẫn cười lạnh, xen lẫn trong huyết oán bên trong. Lý Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ nói một đôi lời ngoan thoại. Nói thí dụ như, người hẳn phải chết, loại hình, nhưng lý trí nói cho hắn biết, bây giờ nói những thứ này uy hiếp chẳng những không dùng, sẽ còn để Vô Mộng Tiên Quân sinh ra thuận tiện chu sát ý nghĩ của hắn, đây là ngu xuẩn mà nguy hiểm. Ba chữ này, hắn ở trong lòng giống vô số lần. Chỉ còn lại có mắt phải, có thể trông thấy cái này, nữ nhân, cái kia một loại cao cao tại thượng, tự cho là trưởng khống hết thảy biểu lộ. Đồng dạng bề ngoài, giao cho khác biệt linh hồn, hiện ra to lớn tương phản. Vi sinh mặc nhiễm biến ảo khôn lường cùng vắng vẻ, giống như là trong rừng rậm tiên nữ, mà tới được Vô Mộng Tiên Quân cái này, lại có âm u, diễm tục cảm giác. Xì xì. Đại khái là bởi vì, thanh phách, tại phản kháng, một đạo đạo thanh sắc ánh sáng mang như ngư văn như thế dây dưa tại Vô Mộng Tiên Quân trên tay, làm đến hắn không thể lập tức đem ánh mắt rút ra, thậm chí nàng còn muốn dùng tới không ít công phu, quá trình này ngược lại làm cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được càng lớn tra tấn, đau dài không bằng đau ngắn. Có thể đây là tiếp tục đau nhiều. Ta đi lão tử ngươi. Loại kia thảm liệt thống khổ cảm giác, máu me đầy mặt, để Lý Thiên Mệnh nhìn không được mắng không ít nói tục, mà Vô Mộng Tiên Quân không thèm để ý chút nào, tiếp tục mỉm cười, đem thanh phách một chút xíu bóc ra Lý Thiên Mệnh hốc mắt. T. Hơi lạnh chảy ngược. Cam chịu số phận đi, người căn bản không hiểu, trên người ngươi nhìn như rất nhiều vầng sáng, nhưng đây là Thái Dương Đế Tôn trưởng khống thế giới, ngươi chưa trưởng thành cơ hội. Trừ phi ngươi có thể rời đi trật tự chi địa, nếu không tối thiểu 500 năm, đều phải vĩnh cửu sống ở bị ám sát, minh sát bên trong, Hiên Viên Long Tông hôm nay đánh bại trật tự thiên tộc, nhưng cũng vĩnh cửu không bảo vệ được ngươi, trừ phi ngươi cả một đời đều có Thánh Long Hoàng thiếp thân bảo hộ. Theo ta được biết, theo Cửu Long Đế Tôn ly thế về sau, trật tự thiên tộc đối toàn bộ Thái Dương Vạn Tông thiên tài chu sát kế hoạch, thì không đình chỉ qua. Thiên cung che chở còn tốt, nhưng bây giờ thiên cung. Nói đến phần sau, Vô Mộng Tiên Quân lắc đầu cười lạnh, động tác trên tay càng nhanh. Kỳ thật hắn đoạn văn này nói đến ngược lại là không sai, tại bất kỳ chỗ nào, chỉ có thế lực tối cường tiểu bối trưởng thành là nhẹ nhõm, như trật tự thiên tộc loại này thế lực bá chủ, tại chịu đựng Cửu Long Đế Tôn uy hiếp về sau, đã sớm đem, bóp chết uy hiếp, liệt kê là thứ nhất hành động, Lý Thiên Mệnh có thể sống đến bây giờ, vậy cũng là một kỳ tích. May mắn hắn ý thức tốt, trước làm một cái thiên cung đệ tử thân phận,
nhưng kết quả là, Vô Mộng Tiên Quân vẫn là cho là hắn một con đường chết, cuối cùng mất mạng, chỉ là sớm muộn vấn đề thôi. Tỷ như Long Quân Hiên có thể lên làm Bạch Long Hoàng chết lại, đã tính toán kiên trì đầy đủ lâu, cả một đời rất cẩn thận. Kết thúc. Vô Mộng Tiên Quân tiếp tục bóc ra, thanh phách đầu này con cá nhỏ, đã tiếp tục phát ra rên rỉ. Lý Thiên Mệnh cũng đắm chìm trong tuyệt vọng trong không khí. Dù là hôm nay tru diệt 50 triệu trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn, Vô Mộng Tiên Quân những người này, mang tới áp lực cùng uy hiếp, vẫn là để hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Thật không có đường sống a. Hắn tự nhiên 10.000 cái không cam tâm. Nếu như đây là số mệnh, ta không nhận. Câu nói này, tâm lý nói với chính mình liền tốt. Không thể phủ nhận, hôm nay đã mất đi một con mắt, Lý Thiên Mệnh là thống khổ, hắn thật sâu cảm nhận được tại tuổi nhỏ thời điểm, đụng lên loại này chí tôn chúa tể nhân vật loại kia cảm giác bất lực. Hôm nay, hắn vì tru sát Lý Tiêu Diêm Trúc Long Hoàng bọn người cống hiến hạch tâm lực lượng, nhưng còn nhỏ, tuổi trẻ, non nớt, là không thể sửa đổi sự thật. Thế mà cái này bên trong thiên địa, mắt thường có khả năng nhìn đến chỗ, cũng chỉ có một trật tự chi địa, hắn có thể đi nơi nào. Không thể trốn đi đâu được. Cam chịu số phận đi. Vô Mộng Tiên Quân sau cùng dùng lực. Lúc này thời điểm, ngập trời huyết oán đã sớm đem bọn hắn vây quanh, người bên ngoài căn bản vào không được, toàn bộ khởi nguyên thế giới thụ đều bị nhuộm thành màu đỏ, vô tận huyết oán toàn bộ đều bị Lý Thiên Mệnh trên lưng đóa hoa này chìm ngập. Giờ phút này, hắn cùng Khương Phi Linh, xem như dính vào cùng nhau. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được tim đập của nàng, càng ngày càng hung mãnh, cùng lúc đó, cái này hung mãnh bên trong còn mang theo một loại phẫn nộ, loại này phẫn nộ bị huyết oán vô hạn phóng đại, đến mức toàn bộ huyết oán tràn ngập phạm vi, bỗng nhiên hiện ra một trương nữ tử gương mặt. Ong ong ong, cái kia một đóa hoa phía trên huyết sắc cánh hoa bắt đầu rung động, một cỗ hỗn tạp huyết oán hoang cổ khí thức bao phủ ra, cái này khiến bị đặt ở trên mặt cánh hoa Lý Thiên Mệnh, đều hứng chịu tới một số ảnh hưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cánh hoa rung động, càng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia một loại đến từ cái kia hắn ngày nhớ đêm mong người, nàng loại kia chân thực, dư thừa cảm tình. Rõ ràng chỉ là cánh hoa rung động, có thể lâm vào tại cơn bão táp này hạch tâm người, lại có một loại thế giới đều bị xé nứt cảm giác, sau lưng cái kia khí tức quen thuộc bên trong lẫn vào mấy chục triệu người tử vong huyết oán mang đến hung sát, này khí tức so cái gì thái cổ hung thú, hỗn nguyên đế giang, thái cổ tà ma đều muốn âm u tàn bạo. Giống như có mấy chục triệu người tử vong không cam tâm cùng oán niệm, toàn bộ dung hội ở cùng nhau, ngay tại cái này một đóa cũng không tính lớn bông hoa bên trong bạo phát. Phần phật, huyết sắc cánh hoa chống đỡ Lý Thiên Mệnh, cứ thế mà đem Vô Mộng Tiên Quân trong tay hắn cho đẩy lên. Lý Thiên Mệnh còn có con mắt thứ ba, cái này một con mắt tại hắc ám tí trên bàn tay, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng, làm hoa này nụ nở rộ thời điểm, cái kia nhụy hoa trung ương, xuất hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn huyết tinh bóng người. Vô số huyết oán chính là bị nàng hấp thu, đây là mấy chục triệu người cùng vô số cộng sinh thú tử vong oán niệm. Đây là cái gì quỷ? Vô Mộng Tiên Quân vốn là kém một bước cuối cùng, liền có thể giải quyết thanh phách chống cự, có thể bất thình lình biến hóa, để hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết gốc cây này cây là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, cái này cộng sinh thú hấp thu huyết oán coi như xong, lúc này thời điểm vậy mà giải ra một người. Hắn màu mực trong đôi mắt, một cái kia bóng người màu đỏ ngòm đứng lên. Sương máu lượn lờ bên trong, một đôi bốc lên hồng quang ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Mộng Tiên Quân, tại một đôi mắt này phía trên, Vô Mộng Tiên Quân cảm nhận được ngập trời phẫn nộ. Ngươi lại là cái gì quỷ, tại cái này khi dễ ta nam nhân. Một cái có chút non nớt nhưng không mất biến ảo khôn lường, hồn nhiên thanh âm phẫn nộ, tại Lý Thiên Mệnh sau lưng vang lên, một câu, ta nam nhân, kém chút để Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh tròng, mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào, Khương Phi Linh kinh lịch vòng thứ nhất vĩnh sinh niết bàn về sau. Tránh thức sống lại, đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong, khát vọng vô số cuộc sống một ngày. A, à, vô tri tiện xúc. Vô Mộng Tiên Quân chỉ coi nàng là một cái cộng sinh thú, dù là tụ tập lại nhiều huyết oán, nàng không quá quan tâm. Hắn cúi đầu tiếp tục. Cái này sẽ chỉ càng thêm chọc giận cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Ta để ngươi buông tay. Mấy chữ này nói đến nghiến răng nghiến lợi, mới nói được ta, chữ thời điểm, nàng thì giơ bàn tay lên. Dùng trong đó một cái ngón giữa chỉ hướng Vô Mộng Tiên Quân. Cái tay này chỉ trên móng tay, hiện ra máu tanh nhan sắc, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, cơ hồ là tất cả huyết oán đều tại hướng lấy một ngón tay hội tụ. Ong ong ong, chuyện kinh khủng phát sinh. Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng cái này một cái móng tay, quả thực cũng là đem hết thảy huyết oán,
đều tụ tập tại một cái điểm bên trên, móng tay của nàng là rất nhỏ, cái kia thì có thể tưởng tượng, cái này mấy chục triệu máu tươi oán niệm tụ tập một cái điểm, sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Thậm chí ngay cả trên người nàng huyết oán, đều tại biến mất. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh vạn phần kinh hỉ, bởi vì điều này nói rõ nàng có thể tự do thao túng huyết oán, mà không phải bị huyết thống xâm nhập. Nói cách khác, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đang chủ động hấp thu huyết oán, lấy đạt thành niết bàn trọng sinh điều kiện, mà không phải bị huyết oán hủy đi. Rầm rầm rầm. Một khắc này, cái này một cái trên móng tay huyết oán đã lập lòe đến dọa người, liền xung quanh không gian đều có vặn vẹo cảm giác, loại này mấy chục triệu người tử vong hội tụ vào một chỗ lực lượng kinh khủng, dù là chỉ là duy nhất một lần, nó cũng đầy đủ đáng sợ. Vô Mộng Tiên Quân trực tiếp sắc mặt đại biến. Hắn xác thực đánh giá thấp Khương Phi Linh. Lại hoặc là nói, hắn đánh giá thấp cái này Tu La địa ngục giống như chiến trường tử vong chi lực. Ta để ngươi lăn đi. Một câu lãnh đạm, phẫn uất, như ác mộng một dạng rơi vào Vô Mộng Tiên Quân trên thân, lời nói còn chưa lên tiếng, một cái kia nhỏ bé như ruồi muỗi một dạng điểm đỏ, thì thoát ly móng tay của nàng, hóa thành nhất điểm hồng mang, phút chốc xuất hiện tại Vô Mộng Tiên Quân trước mắt. Hừ, Vô Mộng Tiên Quân lôi kéo Lý Thiên Mệnh ngăn tại trước mắt, tạm thời buông lỏng ra cắm ở hắn mắt trái phía trên ngón tay, bởi vì thanh phách ngăn cản, đến giờ phút này Lý Thiên Mệnh rốt cục thoát ly chí mạng đau đớn. Loại này huyết nhục thương thế thanh linh tháp chữa trị rất nhanh. Cái kia nhất điểm hồng mang, ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Vô Mộng Tiên Quân đây là muốn dùng Lý Thiên Mệnh ngăn trở. Thế mà, thật chống đỡ được sao? Cái kia nhất điểm hồng mang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng là nó lại là linh hoạt, hoàn toàn thụ khống. Nó một lần lấp lóe, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, lần thứ hai lấp lóe liền vượt qua Lý Thiên Mệnh, xuất hiện ở Vô Mộng Tiên Quân trước mắt. Cái gì? Vô Mộng Tiên Quân quá sợ hãi, vội vàng buông ra Lý Thiên Mệnh về sau bỏ chạy, có thể lúc này thời điểm rõ ràng đã chậm, cái kia nhất điểm hồng mang lóe lên một cái thì đụng vào trên lồng ngực của hắn. Ách! Vô Mộng Tiên Quân tại chỗ biến sắc. Ông! Hồng mang tại dung nhập huyết nhục của nàng về sau, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, đủ để tràn ngập cả tòa Vạn Long Thần Sơn huyết oán theo huyết nhục của hắn cùng toàn thân bao phủ toàn thân, chiếm cứ hắn mỗi một cái giới tử. Cái này khiến hắn tại chỗ biến thành một cái, huyết nhân. Khương Phi Linh có thể đem toàn thân huyết oán, dung hội đến trên móng tay phóng thích, nhưng là hắn lại không cách nào trưởng khống huyết oán, cái này dẫn đến hắn tinh luân nguyên lực, căn bản là không có cách khu trục huyết oán. Lý Thiên Mệnh chỉ là bị huyết oán xâm nhiễm, huyết nhục liền sẽ hư thối, thần chí liền sẽ đánh mất, lại càng không cần phải nói cái này Vô Mộng Tiên Quân trên thân, tụ tập gấp 1 triệu lần huyết oán. A. À. Ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, Vô Mộng Tiên Quân ngửa mặt lên trời phát ra kêu đau một tiếng, vô số xương máu từ trong miệng hắn phun ra đến, để hắn biến đến giống như là một cái suối phun. Nhưng, cái này bất quá chỉ là trên người hắn huyết oán chín châu mất sợi lông. Mắt trần có thể thấy, cặp mắt của hắn trong nháy mắt bị đều xâm nhiễm đỏ bừng, da thịt cùng tóc dài đều trong nháy mắt biến thành màu máu, cả người xương máu ngập trời, nếu không phải lực lượng của hắn đủ mạnh. Thân thể tố chất quá cao, chỉ sợ hắn lập tức đều lại biến thành một đoàn thịt thối. Đi! Lý Thiên Mệnh vội vàng phân phó tiên tiên nhanh chóng về tới cộng sinh không gian, mà hắn quay người ôm lấy một cái kia còn bao phủ tại trong mây mù nữ hài, dùng hết tất cả khí lực, thoát đi Vô Mộng Tiên Quân bên người. Dù cho giờ khắc này, cái kia bị xé nứt mắt trái hốc mắt, cũng còn nhói nhói vô cùng, lần này Lý Thiên Mệnh tự mình cảm nhận được sinh mệnh của mình đến cỡ nào nhỏ bé, nếu như không phải Khương Phi Linh. Hắn con mắt này khẳng định không có. Đương nhiên, thanh phách vì lưu ở trên người hắn, đồng dạng lập công lớn. Không có nó liều chết chống cự, con mắt này chớp mắt liền không có. Lý Thiên Mệnh giờ mới hiểu được, Vô Mộng Tiên Quân chỗ lấy chắc chắn hắn sẽ không tự hủy ánh mắt, cũng là bởi vì thanh phách bản thân đều có nhất định tinh thần ý chí, lấy Lý Thiên Mệnh tính cách là không sẽ giết nó. Bọn họ thoát đi, Vô Mộng Tiên Quân cũng không có đuổi theo. Hắn lưu tại nguyên chỗ, khom người rung động kịch liệt, phát ra từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngập trời xương đỏ theo trên người hắn phóng thích, chính hắn thì cưỡng ép chế tạo một cái huyết tinh chi địa. Đừng đi! Hắn gào rú một tiếng, thanh âm lộ ra đến vô cùng đau thương, ánh mắt tốt, đều có thể trông thấy huyết nhục của hắn tại hư thối cùng trọng kiến. Điều này nói rõ thân thể máu thịt của hắn đồng dạng tu phục năng lực rất mạnh, nhưng tựa hồ cũng chịu không được cái này ngập trời huyết oán xâm nhiễm, mấu chốt là thần trí phương diện. Chỉ cần huyết oán không rời đi thân thể, đối Vô Mộng Tiên Quân ảnh hưởng, đó là vĩnh cửu. Khả năng giết không chết hắn,
nhưng lại sẽ để cho hắn cả đời đều khó chịu. Trừ phi Khương Phi Linh thì chủ động dẫn đạo, khiến cái này huyết oán rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cái này hoàn toàn mới kỹ năng, quả thực là trên chiến trường sát chiêu, chết càng nhiều người, nàng hội tụ huyết oán thì càng mạnh, điều này thực là một cái đổ biến thái kỹ năng. Vô Mộng Tiên Quân biến hóa bên này, đã sớm hấp dẫn vô số người chú ý. Đây là ai a? Tựa như là Vô Mộng Tiên Quân. Hắn thế nào, có vẻ giống như bị đun sôi. Mọi người chỉ có thể nhìn không được không cười, bởi vì Vô Mộng Tiên Quân hiện tại cái này khom lưng bộ dáng vẻ, thực sự rất giống là đun sôi tôm bự. Đỏ rừng rực, hơn nữa còn bốc khói đây. Huyết oán quá mức khủng bố, người chung quanh vội vàng tản ra, chống ra một cái rất lớn khu vực, cùng một chỗ nhìn lấy Vô Mộng Tiên Quân, biểu diễn, hắn là một cái dị tộc, rất khó có người có thể đối với hắn có chân chính lòng thông cảm, huống hồ hắn vừa mới đối Lý Thiên Mệnh làm khó dễ, rất nhiều người đều thấy được. Cùng là Vạn Tông lại tại Lý Thiên Mệnh mất đi Cửu Long Đế Tôn lực lượng thời điểm thừa lúc vắng mà vào, làm nhất phương hào cường, đây quả thật là không quá hào quang. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Vô Mộng Tiên Quân thảm trạng, người xem nhóm hai mặt nhìn nhau. Đừng đi. Hắn cưỡng ép vươn tay, hướng về Lý Thiên Mệnh rời đi phương hướng vung vẩy, thế nhưng là máu tanh thế giới bên trong, Lý Thiên Mệnh sớm đã không thấy tăm hơi. Cái này mang ý nghĩa, hắn chẳng những không có cơ hội, mà lại. Huyết oán ngưng tụ không rời, trong cơ thể hắn ở lại, mặc kệ là huyết nhục phía trên mục nát vẫn là thần trí phía trên thác loạn, đều là hắn vĩnh cửu ác mộng. Lý Thiên Mệnh, Vô Mộng Tiên Quân hận đến sát niệm ngập trời. Đừng nói Thái Dương Đế Tôn, chỉ cần ngươi còn tại trật tự chi địa phía trên, ta tất để ngươi trả giá đắt. Hắn thê lương oán hận kêu thảm, nghe được rất nhiều người tê cả da đầu. Rất nhiều xì xào bàn tán, cấp tốc truyền ra. Nói thật. Đắm chìm trong cự đại hoan hỉ bên trong Lý Thiên Mệnh, đã sớm đem Vô Mộng Tiên Quân đem quên đi. Linh Nhi, Linh Nhi. Hắn giống như tuổi nhỏ 10 tuổi, về tới khoái lạc dương quang thiếu niên dáng vẻ, toàn thân bạo động, hoan hỉ hoàn toàn viết lên mặt. Thì liền mắt trái cơ hồ bị xé rách đau, đều hoàn toàn quên đến ngoài 9 tầng mây. Trong ngực nữ hài hoàn toàn thoát ly huyết oán, trên thân lại không có chút huyết sắc, tại trên người của nàng. Lý Thiên Mệnh ngửi thấy tân sinh mệnh tinh khiết vị đạo, đó là một loại phá lệ tươi mát cảm giác, tựa như mùa xuân chi thủy giống như thanh tịnh, lại như ngọc trai trong suốt sáng long lanh. Quá tốt đẹp. Bất quá, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Trong ngực cô nương, vẫn là như vậy cảm giác quen thuộc, nhưng vấn đề là, làm sao cảm giác hơi nhỏ a? Kích thước hoàn toàn chưa đủ. Liền phía trước đều là bình. Chuyện ra sao? Thoát ly Vô Mộng Tiên Quân uy hiếp về sau, Lý Thiên Mệnh buông lỏng ra nàng, lúc này trên người nàng niết bàn vân vụ tiêu tán, tại nhìn rõ ràng nàng bộ dáng thời điểm, Lý Thiên Mệnh kém chút thổ huyết. Nàng vẫn là như vậy biến ảo khôn lường, tuyệt mỹ, mặc kệ là ngũ quan vẫn là thần thái, đều đẹp như tiên nữ, như thế gian đẹp nhất ngọc thô, thì liền cái kia xinh đẹp bên trong mang chút một chút giảo hoạt nụ cười, vẫn là ban đầu vấn đề kia. Vấn đề là, chỉ có 1m4. 1m4A. Thân cao cũng không phải quan trọng, mấu chốt là, nàng toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ kiện, đều đang nói rõ nàng chỉ là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Bao quát thiên văn kết giới. 10 tuổi A. Mỹ là đẹp, nhưng là, này làm sao ra tay A. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không thể thở nổi, tu di giới chỉ bên trong khoái lạc tiểu cầu đều giống như bỗng nhiên nát. Mà nó. Hắn mắt tối sầm lại. Kém chút ngất đi. Ca ca, vừa hóa thành này đóa hoa thời điểm, ta ở bên trong vẫn chỉ là cái trẻ sơ sinh đâu, cái này thời gian 1 năm, mới chậm rãi trưởng thành dạng này, bởi vậy mới có thể theo bông hoa bên trong đi ra. Làm sao, người cảm thấy có vấn đề sao? Khương Phi Linh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, đương nhiên, còn có hy vọng làm hắn hoan hỉ. Không, không có vấn đề, nhỏ một chút rất tốt, đúng, tiện tay. Ôm lấy không mệt, Lý Thiên Mệnh cưỡng ép chấn định nói. Linh Nhi nhỏ như vậy, người sẽ không làm loạn à? Nàng cười híp mắt hỏi. Không không không, khẳng định phải đợi ngươi lớn lên lại nói, đúng, chính là như vậy. Lý Thiên Mệnh nói năng lộn xộn. Nói thật, đây chính là nàng 10 tuổi thời điểm bộ dáng, khi đó cũng là cái 10 phần Mỹ nhân bại hoại bên trong, ngoại trừ Mỹ bên ngoài, còn càng mượt mà gương mặt, nhiều 3 phần đáng yêu. Cái kia cánh tay nhỏ bắp chân nhi cũng cùng Mỹ Ngọc giống như, càng bằng thêm mấy phần linh động. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh cái này dáng vẻ quẫn bách, nàng nhịn không được bật cười.
Bộ dáng như vậy, thực sự đẹp đến mức quá tuyệt. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nếu như mình về tới lúc 13 tuổi, đụng tới bộ dáng như vậy nàng, dù là điều kiện không thành thục, đoán chừng cũng sẽ yêu nàng đi. Được rồi, Phật hệ yêu đương đi. Lý Thiên Mệnh tâm lý lặng lẽ nói với chính mình, dự định đem khoái lạc tiểu cầu phong tồn. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy Khương Phi Linh, biểu lộ như lang như hổ, hỏi, người thời gian một năm, thì theo trẻ sơ sinh trưởng thành hiện tại. Đúng nha, cũng không phải sống lại, khẳng định nhanh Khương Phi Linh nói. Không tệ không tệ, 16 tuổi tựu thành niên, cũng là 6 tháng. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc tính toán nói. Ta ngất chết ngươi. Khương Phi Linh đụng vào trong ngực hắn, ngoài miệng nói đến hung, cái kia cánh tay nhỏ lại ôm thật chặt hắn. Tưởng niệm quá lâu, nước mắt là lớn nhất không lừa được người. Nàng đem đầu chôn ở Lý Thiên Mệnh ở ngực, ôm phá lệ dùng lực. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh dùng lực ôm tốt nàng, tuy nhỏ một chút, tối thiểu là quen thuộc nhiệt độ. Hắn đồng dạng tưởng niệm quá lâu, chân tình bộc lộ. Kết quả là, chung quanh rất nhiều chạy đến bảo hộ hắn người, đều toát ra ánh mắt khiếp sợ. Ông trời của ta, cô nương kia mới 10 tuổi đi. Cái này cái này cái này, chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn nói, Linh Nhi, tình cảnh này, người đến gọi ta cha. Bất kể nói thế nào, nàng có thể bình an sống tới, cũng đã là Lý Thiên Mệnh hôm nay lớn nhất kinh hỉ. Theo cục diện bây giờ nhìn, Lý Khinh Ngữ, được cứu, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh bảo vệ. Dạ Lăng Phong cố nhiên trọng thương, nhưng Nguyên Thủy Chi Môn ngăn cản Trúc Long Hoàng rất phần lớn lực sát thương, Trúc Long Hoàng tự nhận là đầy đủ chu sát hắn, lại không nghĩ rằng để hắn thở qua một hơi, hiện tại đang bị Long Hoàng nhóm dùng trật tự thần đan trị liệu, đã thoát ly nguy hiểm. Khương Phi Linh trọng sinh, nàng bất đắc dĩ hấp thu quá nhiều máu oán niệm, đúng lúc Vô Mộng Tiên Quân tới cho không, nàng đang lo những thứ này huyết oán không chỗ phóng thích, liền toàn bộ đưa cho hắn. Thoát ly huyết oán xâm nhiễm về sau, nàng biến đến trắng tinh không tì vết, tinh khiết thánh khiết, một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, tựa như là mới sinh măng mùa xuân, sinh mệnh lực mạnh dọa người, coi như tuổi tác rất nhỏ, cái kia tuyết nộn ra thịt huỳnh quang vẫn gọi người lưu luyến quên về. Nói ngắn gọn cũng là, hoàn mỹ. Bọn họ là Lý Thiên Mệnh bên người họ hàng gần nhất ba người, bây giờ bọn họ đều tốt rồi, Lý Thiên Mệnh tâm lý tự nhiên hoan hỉ. Lại thêm 50 triệu trật tự thiên tộc cơ hồ toàn diệt, không hề nghi ngờ, Hiên Viên Long Tông cùng Lý Thiên Mệnh, đều đã đại hoạch toàn thắng. Sao một cái thoải mái chữ đến? Hiên Viên Long Tông lần này thật xem như dương mi thổ khí, tái nhập sử sách. Bây giờ chiến trường còn tại phần kết, nhưng là đại cục đã định. Đến mức Vô Mộng Tiên Quân việc này. Hắn nói thế nào đều có chút mất mặt, sẽ chỉ dẫn tới một trận chế nhạo. Về sau có là triền miên sự tình, Lý Thiên Mệnh vội vàng lôi kéo Khương Phi Linh, đi cùng Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong bọn họ hội tụ, bọn họ tại mấy cái Long Hoàng bên cạnh, bây giờ cục diện đã ổn định, mọi người thần sắc cố nhiên có một ít phấn chấn, có thể vừa nhìn thấy Hiên Viên Long Tông lần này cũng tổn thất nặng nề, ai cũng cao hứng không nổi. Tiểu Phong ra sao? Lý Thiên Mệnh đi vào trong đám người, Dạ Lăng Phong nằm trên mặt đất. Sắc mặt có chút trắng bệch, Trúc Long Hoàng đối với hắn tạo thành thương thế, đại bộ phận đều là nội thương, bề ngoài nhìn không ra, cho dù có thần đan điều dưỡng, đoán chừng cũng phải cần một khoảng thời gian. Thiên Mệnh ca, không có việc gì. Dạ Lăng Phong mở hai mắt ra, cưỡng ép nói một câu. Nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ vạn cổ đế Long vô cực kết giới mở ra, Hiên Viên Long Tông rốt cục biến thành một cái nắm giữ thủ hộ kết giới tông môn, tương đương với hắn cùng những tông môn khác đã giống nhau. Lại không ẩn Long Điện uy hiếp. Cái này cho bọn hắn mang đến một số cảm giác an toàn. Chỉ là, hai vị Long Hoàng, còn có mấy trăm vạn cửu Long đế quân, vĩnh cửu mất đi. Trên chiến trường trật tự thiên tộc thi thể chồng chất thành núi, bọn họ mới là thảm nhất một phương. Loại này chiến tranh, phe thắng lợi cũng rất khó tốt hơn. Rất nhiều vạn tông người trong liên minh, đã qua tới chúc mừng Thánh Long Hoàng bọn họ, thắng được trận này rung động đến tâm can chiến tranh. Thế mà Thánh Long Hoàng mấy người sắc mặt nhưng lại có khó có thể che giấu đau buồn. Bọn họ tăng thêm tốc độ, sử dụng 9 cái long tuyền, đem vạn long thần sơn cùng thủy long động tất cả thủ hộ kết giới toàn bộ mở ra, ở trong đó có một cái bát giai trật tự kết giới cùng 17 cái, cấp 7 trật tự kết giới, mỗi một cái cơ bản đều có thanh thiên vạn kiếm kết giới quy mô. Từ đó, vạn long thần sơn mới xem như bật hết hỏa lực. Đã đại hoạch toàn thắng, lại vẫn như lâm đại địch.
cái này là bởi vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì, bọn họ lần này kinh thiên nghịch chuyển, bẻ gãy nghiền nát nuốt lấy 50 triệu trật tự thiên tộc, dùng thời gian rất ngắn, cái này khiến đi Hiên Vũ Đại Lục Thái Dương Đế Tôn còn chưa tới. Thái Dương Thần Cung, không có buông xuống, thắng bại liền không có rốt cuộc. Một cái Thái Dương Thần Cung mang theo hai cái cỡ nhỏ hàng tinh nguyên giá trị cùng uy lực, tuyệt đối tại 50 triệu trật tự thiên tộc phía trên. Lý Thiên Mệnh quen thuộc một đoạn thời gian Cửu Long Đế Táng, cho nên hắn rõ ràng một việc. Thái Dương Thần Cung tại hàng tinh nguyên bên cạnh, không có cách nào tránh thức thôi động cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực lượng, dán vào trật tự chi địa phi hành, tốc độ khẳng định dậy không nổi, chỉ có trong tinh không, mới có thể vô hạn gia tốc, đến nhân lực không có khả năng đến nơi tốc độ. Bằng không, Thái Dương Đế Tôn sớm liền trở lại. Lần này, Thái Dương Đế Tôn âm dương sai lầm đi Hiên Vũ Đại Lục, quá trọng yếu. Trong lòng mọi người đều có một loại may mắn cảm giác. Nếu không phải như thế, 60 triệu đại quân tăng thêm Thái Dương Thần Cung, 100.000 Long Hoàng cũng đỡ không nổi. Thánh Long Hoàng bọn người chỗ lấy không có lỏng qua một hơi, toàn thân nhuốm máu vẫn sắc mặt nghiêm túc, vậy cũng là bởi vì Thái Dương Đế Tôn tuyệt đối khống chế Thái Dương Thần Cung, lấy tốc độ nhanh nhất đến chiến trường. Long Uyển Oánh nửa ngày mới đuổi tới Hiên Vũ Đại Lục, tối thiểu 5 canh giờ, mà Thái Dương Thần Cung tới, liền xem như dán vào trật tự chi địa chạy như bay, chỉ sợ đều không cần 2 phút đồng hồ. Chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh bọn họ tại ngắn ngủi này 2 phút đồng hồ, làm quá nhiều chuyện. Ông, mọi người nghe được, khả năng còn ngăn cách rất xa, thanh âm kia vẫn rung động hai lỗ tai. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh quét ngang khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn lên, tại cái kia đường chân trời cuối cùng, hai quả mặt trời gay gắt từ từ bay lên, có một loại mặt trời mới lên ở hướng đông cảm giác, còn chưa tới đâu, chướng mắt hào quang chói mắt, liền đã quán trú tại mỗi một cái trên hai mắt. Loại này cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực lượng, ngăn cách hứa xa, liền khiến người ta cảm nhận được thiêu đốt đâm nhói. Toàn quân thu về Vạn Long Thần Sơn, mỗi người chấp trưởng kết giới linh tuyến, nhanh. Thánh Long Hoàng rộng rãi thanh âm quét ngang chiến trường. Giờ khắc này, ai cũng biết cái này trật tự chi địa phía trên tối cường giả, lập tức đánh đến nơi. Chỉ là một mình hắn, tăng thêm một tòa Thái Dương Thần Cung, cho người ta cảm giác vậy cũng là 70 đến 80 triệu đội ngũ. Bởi vì hắn buông xuống, toàn bộ thế giới đều tại rung động. Bất quá, là cá nhân đều biết, cho đến trước mắt, hắn bởi vì quá mức để ý Lý Vô Song, không có cách nào đoán trước bản nguyên long hồn cùng 100.000 long hoàng cái này ngoài ý muốn, dẫn đến phía trước đầy bàn đều thua. Đây là trật tự thiên tộc tự Cửu Long Đế Tôn thời đại đến nay, thảm nhất một lần đánh bại. Thái Dương Đế Tôn là một vị vô cùng thành công Đế Tôn, vượt qua rất nhiều tiền bối. Xảy ra chuyện như vậy ở trên người hắn, nói đến cũng đầy đủ châm chọc. Giờ phút này, một vị bởi vì thất sách mà chấn nộ cường giả, sẽ mang đến hạng gì dung chuyển, tại chỗ mỗi người đều hãi hùng khiếp vía. Một tỷ thần long ngự thú sư, còn có Thái Dương Vạn Tông trợ giúp, trên cơ bản đều trốn vào vạn cổ đế long vô cực kết giới bên trong. Có truyền tin nói, biên cảnh phía trên, trật tự thiên tộc tối thiểu có 100 triệu đại quân, theo mỗi cái phương hướng tiến vào vạn tông địa giới. Hơn nữa còn đang kéo dài tiếp viện. Nhiều người như vậy giết tiến đến, trên đường sẽ còn đi ngang qua chúng ta tông môn, muốn là thuận đường đổ sát huyết tẩy, vậy liền không xong. Đế tôn cùng trật tự thiên tộc lần này thật nổi giận, 50 triệu đại quân chiến tử A, cường thịnh như vậy trật tự thiên tộc làm sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Giết địch xác thực rất thoải mái, nhưng đến đón lấy tiếp nhận phẫn nộ, đồng dạng không thể tránh né. Coi như thế, đó còn là đến giết A. Không phải vậy Cửu Long Đế Quân sớm đã chết cả rồi. Dù là hôm nay Hiên Viên hủy diệt, có thể đồ diệt 50 triệu trật tự thiên tộc, không huyết kiếm lời. Mới nguy cơ buông xuống. Các loại thảo luận, xôn xao. Rầm rầm rầm. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, xa như vậy ở trên đường chân trời hai quả hỏa thiêu mặt trời gay gắt, thì buông xuống tại Vạn Long Thần Sơn phía trên. Xoạt. Thái Dương Thần Cung, buông xuống. Trong lúc nhất thời, rõ ràng mang theo một số hốt hoảng ồn ào âm thanh bao phủ. Đây là bởi vì, cái này một chiếc tinh hải thần hạm dáng vẻ quá uy nghiêm, bá đạo, chấn nhân tâm phách. Nó tổng thể, tựa như là một cái to lớn tóc vàng đầu người, cái kia phấn khởi mái tóc dài vàng óng, mỗi một điều đều thô to như cự long, mở ra miệng thì là thần cung chi môn, đáng sợ nhất là hắn hai mắt, hốc mắt bên trong cái kia hai khỏa từ nguyệt tinh nguyên áp xúc mà thành cỡ nhỏ hằng tinh nguyên hừng hực thiêu đốt lấy. Thái Dương Đế Tôn. Mọi người hô to hắn xưng hào, có người e ngại, có người oán hận.
chỉ cần hắn đến, vậy liền là tuyệt đối tiêu điểm. Hơn 1 tỷ người lưu tại Vạn Long Thần Sơn, nắm chặt kết giới linh tuyến, tại cái này Thái Dương Thần Cung chi phối phía dưới, tâm lý không khỏi có chút bất ổn. Đối với Vạn Tông Liên Minh tới nói, bọn họ đại đa số cũng đã làm cho toàn cảnh tông môn, toàn bộ đều mở ra thủ hộ kết giới, thế mà trật tự thiên tộc đến cùng sẽ phản công tới trình độ nào, mọi người trong lòng vẫn là ẩn số, bởi vậy không khỏi có rất lớn lo lắng. Dù sao chỉ cần Thái Dương Thần Cung ở phía trên, bọn họ chẳng khác nào bị vây ở chỗ này. Loại này chân chính tinh hải thần hạm, mới thật sự là cỗ máy chiến tranh, nó tồn tại bản thân so Thái Dương Đế Tôn còn đáng sợ hơn. Phiền phức a, ta sớm nói, lấy trật tự thiên tộc cùng Đế Tôn tính khí, bị Hiên Viên Long Tông chết đi Long Hoàng cùng Cửu Long Đế Tôn cổ quái còn sót lại, cho hung hăng bày một đạo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cửu Long Đế Tôn đã tiêu tán, 100.000 Long Hoàng toàn bộ quốc cung tấn thụy, Hiên Viên Long Tông còn có kỳ tích. May mắn Long Tuyền về đến tay, kết giới là có, thì nhìn Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới, có thể kháng trụ Thái Dương Thần Cung oanh tạc đi. Tại bàn tán sôi nổi bên trong, Thánh Long Hoàng sắc mặt nặng nề, dẫn lĩnh tất cả mọi người cùng một chỗ, lấy hơn 1 tỷ người tinh luân nguyên lực đến đối kháng 2 đại cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực lượng. Oanh! Trong hỗn loạn, vô số người trông thấy, này Thái Dương Thần Cung, miệng, bên trong, một cái tóc vàng cự nhân từ đó đi ra, hắn đứng ở trên không phía trên. Như không dính khói lửa trần gian cổ thần linh, quét mắt dưới đáy thương sinh. Đứng ở trên không phía trên, đủ để nhìn đến vô cùng rõ ràng, dưới đáy Vạn Long Thần Sơn phía trên chất đống vô số, Thái Dương thần tộc, chiến sĩ thi thể, bọn họ thức thần bị diệt, thảm bị vây giết, cho đến nay cái cuối cùng không có đầu hàng chiến sĩ cũng ngã xuống, 50 triệu trật tự thiên tộc đại quân, ngoại trừ chỉ có một số nhỏ phần dương vệ đào thoát, cơ hồ toàn bộ chiến tử. Đế Tôn, Lý Duẫn Tịch đã sớm hoa dung thất sắc. Nàng mang theo mấy trăm người sống sót hốt hoảng đi vào Thái Dương Thần Cung trước, đầy mặt bi thương, toàn bộ cùng một chỗ run rẩy quỳ gối Thái Dương Đế Tôn trước mặt. Thủy Long động ra biến hóa, đã sớm chết đi 100.000 Long Hoàng giết đi ra, cải biến cục diện. Lý Duẫn Tịch âm thanh run rẩy, nói đến nứt quãng. Nói thật, Thủy Long động việc này thuộc về không thể đoán được, không ai có thể sớm dự phán, đây mới gọi là chí mạng. Khinh ngữ đâu? Đế Tôn hai mắt vẫn là cùng hướng phía trước một dạng đốt cháy, nhìn không ra sướng vui đau buồn, thế mà đây là Lý Duẫn Tịch nhất không dám tới gần hắn thời điểm, trên người hắn liệt hỏa, tùy thời đều có thể đưa nàng toàn thân hòa tan. Bị bắt, Lý Duẫn Tịch run rẩy cúi đầu, cơ hồ phủ phục xuống dưới, nàng dự cảm thấy mình làm hư chuyện này, rất có thể sẽ bị Thái Dương Đế Tôn tru sát, dù sao Lý Thần Giám chỉ là thua với Lý Thiên Mệnh, đều bị Lý Vô Song giết, huynh muội bọn họ luôn luôn khiến người ta nhìn không thấu. A, tránh ra. Thái Dương Đế Tôn nói. Lý Duẫn Tịch hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Ba chữ này mang ý nghĩa nàng tạm thời không cần chết, sau đó nàng vội vàng tránh ra, dù là toàn thân cứng ngắc, đều muốn lui qua một bên. Vừa mới né tránh, một cỗ kinh khủng thiêu đốt sóng nhiệt, từ phía sau bao trùm tới. Nàng nhìn lại, chỉ thấy này Thái Dương Thần Cung, miệng, kỳ thật có uy lực khủng bố đang nổi lên. Đây là tinh hải thần hạm công kích kết giới đang hấp thu cỡ nhỏ hàng tinh nguyên hình thành lực lượng chấn động. Không hề nghi ngờ, Thái Dương Đế Tôn xem ra nộ khí không rõ ràng, nhưng hắn vừa đến đã thôi động Thái Dương Thần Cung công kích, trực tiếp vận dụng hàng tinh nguyên lực lượng, chính là Đế Tôn chấn nộ biểu tượng. Loại này áp xúc hàng tinh nguyên uy lực, có thể so sánh Cửu Long Đế Tôn ý chí liên hợp bản nguyên long hồn chỗ hội tụ hàng tinh nguyên cự nhân, cường lớn hơn nhiều lắm. Dù sao cái sau là lấy Lý Thiên Mệnh thân thể làm căn cơ. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Dương Thần Cung thì bạo phát ra hào quang chói sáng, chiếu xuất tại Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới phía trên, khai chiến đến một lần mãnh liệt nhất một lần lực lượng chấn động phát sinh, Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới cho dù có 1 tỷ người chèo chống, lúc này thời điểm đều như là bị cuồng phong hải dương trùng kích, ầm vang chấn động. Thế mà, đây chỉ là Thái Dương Thần Cung cái này tinh hải thần hạ uy lực khúc nhạc dạo. Cái kia, tóc vàng đầu người, miệng, còn tại tích góp kinh khủng đốt cháy liệt hỏa lực lượng, cái này dẫn đến cái này tóc vàng đầu người hoàn toàn biến thành một cái tiểu hình mặt trời, đem trước kia 2 cái cỡ nhỏ hàng tinh nguyên đều nuốt vào, ở tại tích xúc lực lượng thời điểm, Vạn Long Thần Sơn chỗ Vạn Long Đại Lục đều đang phát sinh lấy siêu cường động đất, vô số đồng bằng đứt gãy thành thâm nguyên, cao sơn đổ sụp thành hạp gốc, thành chỉ bị vết nứt xé mở. Thái Dương Thần Cung, quá kinh khủng đi. Bây giờ mới biết, nếu không phải nó, chúng ta Vạn Tông đến mức liên minh lên, đều chỉ phối bị đánh sao.
Chỉ cần có cái này Thái Dương Thần Cung tại, không có bát giai thủ hộ kết giới thế lực, tại trật tự thiên tộc trước mặt đều không gọi tông môn. Vạn trong tông nắm giữ bát giai trật tự kết giới tông môn có mấy cái? 5 cái. Nói cách khác, đối nắm giữ Thái Dương Thần Cung trật tự thiên tộc tới nói, Thái Dương Thần Cung muốn phá hủy bọn họ sơn môn, quả thực không cần tốn nhiều sức. Vừa rồi nhiệt huyết sôi trào, bây giờ đế tôn vừa ra, đó mới gọi bất ổn, thậm chí hung hăng hối hận. Ta nói thật đi, muốn không phải Thủy Long động biến cố thuộc về không thể giữ chắc loại, trật tự thiên tộc cùng Thái Dương đế tôn, hôm nay là không thể nào có tổn thất, vừa rồi ta nhìn có người bởi vì thắng lợi mà gieo hò, không khỏi cao hứng quá sớm. Đế tôn vừa ra, thần cung buông xuống, hết thảy trở lại khởi điểm. Lại nói, mặt trời bắc bán cầu còn có mấy trăm triệu trật tự thiên tộc hướng xuống đến đây. Thái Dương thần cung uy lực khủng bố, đã dẫn phát quá nhiều tâm linh chấn động. Bao quát Lý Thiên Mệnh mình tại bên trong, đều tê cả da đầu. Đây chính là cỡ nhỏ hằng tinh nguyên cùng tinh hải thần hạm lực lượng. Vượt ra khỏi nhân lực chi cực hạn. Như cũng có ngày chính mình nắm giữ cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, có thể hoàn mỹ thao túng cửu long đế táng, thì cái này một đợt uy lực bạo phát, tại không phòng ngự tình huống dưới, sợ là đều có thể càn quét 20 triệu đại quân. Loại này thiên cổ thần vật, may mắn không coi là nhiều. Trật tự thiên tộc nắm giữ, tọa chấn mặt trời ngàn vạn năm, cái kia đều không là vấn đề. Tại rất nhiều người rung động trong ánh mắt, hội tụ lực lượng kinh khủng Thái Dương thần cung, giờ phút này cuối cùng đã tới bạo phát giới hạn giá trị. Ong ong ong, đến từ Thái Dương đế tôn thanh âm, tại vạn cổ đế long vô cực kết giới bên trong oanh minh. Hắn nói, thông báo các ngươi một tiếng, bất kể là ai giết ta trật tự thiên tộc con dân, chỉ cần còn ở lại chỗ này trên Thái Dương, toàn bộ đều phải chết sạch. Đây là Thái Dương đế tôn lần thứ nhất không lấy, ẩn long điện trở về, thần nữ hôn lễ, loại này vô lại lý do tuyên cáo, sự tình nói rõ thật hiên viên long tông ngoan cố chống lại, bỏ đi Thái Dương đế tôn, nhẹ nhõm thống trị vạn tông, suy nghĩ, theo không chảy máu trưởng khống, đổi thành vũ lực nghiền ép. Vũ lực nghiền ép. Chính mình người cuối cùng đến đổ máu, đây là Thái Dương đế tôn ngay từ đầu không nguyện ý. Nhưng bây giờ, 50 triệu người chẳng những đổ máu, hơn nữa còn chết rồi, thủ đoạn không có ý nghĩa. Lần này, Thái Dương đế tôn chỉ là bởi vì Lý Vô Song sự tình, nhân duyên trùng hợp thua, mà lại hắn bại bởi không phải Cửu Long đế quân, mà chính là Hiên Viên Long Tông nội tình, là Cửu Long đế tôn cùng 100.000 Long Hoàng. Câu này tuyên cáo về sau, cũng là Thái Dương thần cung siêu cấp bạo phát. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh ngửi thấy ngày tận thế vị đạo. Có như vậy trong nháy mắt, hắn giống như đã mất đi thính giác, chỉ thấy trên đỉnh đầu cái kia chói mắt mặt trời ngay tại phóng đại, hướng về trên đỉnh đầu đập tới, trên thực tế là cái này tinh hải thần hạm uy lực bạo phát quá mức nổ tung, đã để hắn thời gian ngắn điếc. Hắn cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể cầm lấy kết giới linh tuyến, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ cống hiến lực lượng của mình. Lấy kiên cố nhất ý chí lực đi chống cự Thái Dương thần cung siêu cường thần uy. Trước đây đại khai sát giới, chu sát trúc long hoàng đám người thời điểm, có quá nhiều chúng sinh thần ý hội tụ ở trên người hắn, dẫn phát hắn thần ý tăng vọt, nếu có thời gian hắn nhất định có thể cảnh giới đột phá, so với Dạ Lăng Phong mạnh hơn, nhưng mấu chốt là đối mặt đế tôn cảnh giới địch thủ, loại này lực lượng gia tăng không có ý nghĩa. Hắn kém đế tôn 1.000 năm thời gian tu hành. Mà cái này trên Thái Dương là Thái Dương đế tôn địa bàn, hết thảy đều tại hắn thống ngự bên trong, thậm chí giống như thiên cung đều bị hắn chấn nhiếp, nếu như nói một cái ngôi sao phía trên đế tôn số lượng có hạn, lưu tại cái này địa phương, Lý Thiên Mệnh cuối cùng không có hướng lên đường. Vô Mộng Tiên Quân nói lời, cuối cùng là đúng. Ngạt thở. Mỗi người đều là như vậy cảm giác. Đế tôn tựa như là cái thế giới này chủ nhân. Một khắc này, Thái Dương thần cung nuốt sống hắn. Một đạo lửa giận quang trụ từ trên trời giáng xuống, oanh xuống dưới. Cảm giác này, thì cùng Nguyệt Chi thần cảnh nện xuống đến không sai biệt lắm. Ầm ầm, quá bạo liệt. Đứng vững. Không muốn chết thì gượng chống a. Tạp nhạp thanh âm sớm đã bị thần cung uy lực chìm ngập, tất cả mọi người tại một cái im ắng thế giới bên trong dãy ruộng, liều hết tất cả vì mạng sống, kéo lại kết giới linh tuyến đầu này cây cỏ cứu mạng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thanh thế to lớn, long trời lở đất. Kịch liệt lăn lộn, để Lý Thiên Mệnh ngã trái ngã phải, thuần dựa vào tiên tiên dùng nhánh cây lôi kéo, mới đưa mọi người ổn định cùng một chỗ. Vô số ngân trần thân thể bị chôn vùi, chỉ có thể tránh về cộng sinh không gian. Đây là Lý Thiên Mệnh sinh mệnh, lớn nhất hoài nghi nhân sinh một khắc. Siêu việt nhân thể cực hạn lực lượng,
mới thật sự là thần vũ trụ linh đi. Hắn đại khái hiểu Thánh Long Hoàng đám người chiến lực là trình độ gì, có lẽ Thái Dương Đế Tôn so với bọn họ, sẽ không cao đến quá đáng, nhưng cái này tinh hải thần hạm, nó cấu tạo, lịch sử, huyền ảo cùng kỳ tích, đều không giống như là người tác phẩm. Bao quát tụ biến kết giới cùng tinh thần thủ hộ kết giới, đều là vĩnh hằng tạo hóa, mấy triệu năm kết tinh, mà Đế Tôn chi mệnh, cũng bất quá hơn 2.000 năm. Cứ như vậy, hắn cũng không biết, vạn cổ đế long vô cực kết giới đến cùng chống đỡ bao lâu. Quang mang chói mắt bên trong, hắn thấy được cái kia từ vạn long thần sơn hóa thành thần long, đi hết chống cự, kết thành thần long đại quân ngăn tại Thái Dương thần cung trước đó. Rầm rầm rầm, rất nhiều nham thạch rơi xuống. Vòng ngoài cấp 7 thủ hộ kết giới, có rất nhiều trực tiếp phá nát, không còn sót lại chút gì. Rốt cục, lỗ tai của hắn cùng hai mắt đều khôi phục một chút trực giác, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vạn long thần sơn trên không, đều là vô số cho tàn hình thành bụi mù chi mây, cản ở trên không, mà lên hư không này Thái Dương thần cung, vẫn chướng mắt. Ta không chết, đứng vững a. Bát giai trật tự kết giới, thật sự là cường. Chủ yếu vẫn là chúng ta nhiều người. Sống sót sau tai nạn mừng rỡ, rất nhanh tại hơn 1 tỷ người bên trong truyền ra, bọn họ vui mừng khôn xiết, tâm lý có rất lớn hy vọng. Nhưng mà chỉ có hạch tâm quần thể, nói thí dụ như Thánh Long Hoàng bọn người, mới biết được ngăn trở Thái Dương thần cung một kích này, đến cùng đến cỡ nào mạo hiểm. Càng mấu chốt là, nếu như cùng loại công kích như vậy lại đến mấy lần, vạn cổ đế long vô cực kết giới căn bản nhìn không được. Thiên mệnh! Thánh Long Hoàng hô hắn một tiếng. Đem hai cái long tuyển giao phó đến trên tay của hắn, nói, ngươi thử một chút có thể hay không triệu hoán đến cửu long đế táng, sau đó mang theo hai cái long tuyển thoát đi trật tự chi địa, chúng ta sẽ tận lực vì ngươi cuốn lấy hắn, chỉ có để long tuyển rời đi trật tự chi địa, hắn mới không thể nào tiến thủy long động. Hắn ánh mắt nghiêm túc, bắt lấy Lý Thiên Mệnh tay phá lệ dùng lực, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Không cần ngẩng đầu đều biết, Thái Dương thần cung đã tại một lần nữa tích xúc lực lượng. Nói cách khác, chúng ta chịu không được bao lâu, Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Cái này rất bình thường, Thái Dương thần cung cũng là hắn trung cực sát khí, có lẽ chờ ngươi về sau triệt để trưởng khống cửu long đế táng, nắm giữ cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, mới có cùng trật tự thiên tộc đối kháng cơ hội, hiện ở đây, ta tận lực bảo trụ căn cơ đi. Giết bọn hắn 50 triệu người, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng, chúng ta vẫn là kiếm lời. Lý Thiên Mệnh tay cầm có chút run rẩy, lấy qua hai cái long tuyền. Bỏ vào tu di giới chỉ. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nói cách khác, tuy nhiên giết 50 triệu trật tự thiên tộc, bởi vì đế tôn tức giận, tương lai trật tự chi địa sẽ lâm vào triệt để chiến loạn trạng thái, nếu như vạn tông còn là nếu như vậy, con đường phía trước đáng lo. Không phải Thánh Long Hoàng bi quan, mà chính là một lần Thái Dương thần cung uy lực, phá vỡ bọn họ tất cả may mắn tâm lý. Ta như đi, vạn tông nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn nói. Ngươi không đi, vạn tông cũng sẽ sinh linh đổ thán. Nhanh, Thánh Long Hoàng cắn răng nói. Rầm rầm rầm. Thái Dương thần cung tiếp tục chấn động, lại lần nữa quang mang lập lòe, đợt thứ hai chí mạng lực sát thương sắp đến. Đem bọn hắn đều mang đi. Thánh Long Hoàng nói là Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cùng Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh không phải lề mề chậm chạp người. Hắn biết. Thánh Long Hoàng bọn họ, bao quát Long Uyển Oánh ở bên trong, bọn họ đều có thể thấy chết không sờn, nhưng lại không thể để đế tôn tiến thủy long động. Đây là bọn họ sau cùng kiên trì cùng thủ hộ. Chỉ cần Long Tuyền tại trật tự chi địa phía trên, một ngày nào đó sẽ rơi xuống Thái Dương đế tôn trong tay. Dù sao đế tôn trong tay còn có một cái Long Tuyền, cái này dẫn đến Thánh Long Hoàng nếu là đem 9 cái Long Tuyền đều phong tồn tại thủy long động cái kia đều vô dụng. Mà lại kết giới mở ra cùng trưởng khống, đều cần dùng đến long thuyền. 100.000 Long Hoàng là Thái Dương đế tôn cái thứ nhất ngoài ý muốn, mà cửu long đế táng nhất định là cái thứ hai, chỉ có hắn không ngờ trước được đồ vật, mới có đánh bại hắn khả năng. Tại cái này uy hiếp chí mạng phía dưới, hắn lựa chọn trầm trọng gật đầu, sau đó chuẩn bị triệu hoán cửu long đế táng. Kỳ thật tâm lý có rất nhiều không bỏ được, thậm chí còn có chuyện trọng yếu nhất không có làm rõ ràng. Cái kia chính là liên quan tới nghĩa phụ Lý Vô Địch, hắn là có hay không tại Thái Dương thần cung bên trong. Chỉ là, vì thủy long động, vì để cho Lý Khinh Ngữ triệt để thoát ly ma chảo của hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể rời đi. Vì đại cục, hắn hít thở sâu một hơi, đánh lấy chống trận kết giới, triệu hoán tại phía xa vô thiên chi cảnh cửu long đế táng,
trong lúc nhất thời, bên kia khắp nơi oanh minh. Đúng vào lúc này, phía trên chiến trường này, lại phát sinh một kiện để Lý Thiên Mệnh tại chỗ đờ đẫn ngoài ý muốn. Cái kia chính là, ngay tại thích xúc lực lượng Thái Dương Thần Cung, những cái kia thật vất vả ấp ủ uy lực, tại cái này đột nhiên ở giữa vậy mà bắt đầu tiêu tán, cái này khiến mỗi người đều có thể nhẹ nhõm không ít. Tất cả mọi người nghi hoặc ngẩng đầu. Nhãn lực người tốt, ánh mắt xuyên qua vân vụ, bất ngờ nhìn đến cái kia tóc vàng Thái Dương Đế Tôn mi đầu sâu nhăn, hắn rốt cục tức giận, quay người nhìn hướng Thái Dương thần cung chi môn. Tại hắn thiêu đốt trong tầm mắt, một cái hành động như cương thi một dạng hồng phát nam tử khôi ngô, lại từ nơi đó đi ra. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh nhìn không thấy phía trên xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, Thái Dương thần cung tiếp tục ảm đạm, trên trời thần quang cơ hồ hoàn toàn tiêu tán, làm đến cái kia trên không trung hết thảy, đều bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Làm hết thảy lắng lại về sau, hoảng hốt ở giữa, mọi người coi là chiến tranh kết thúc. Người nào ngăn trở Thái Dương thần cung tiếp tục tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, hơn 1 tỷ người ngẩng đầu, chen chúc đứng chung một chỗ, ngắm nhìn thương thiên phía trên, tại này Thái Dương thần cung trước đó, vô số người đều thấy được một cái kia đưa tới Thái Dương Đế Tôn chấn nộ bóng người. Hắn là ai? Tựa như là theo Thái Dương thần cung bên trong đi ra. Xem ra, cũng có chút đáng sợ, là vị nào trật tự thiên tộc cường giả. Không đúng, Đế Tôn chấn nộ nguyên nhân, tựa như là bởi vì hắn đánh gãy Thái Dương thần cung công kích. Bị qua Thái Dương thần cung chấn áp, mọi người mới đối Thái Dương Đế Tôn có càng sâu kính sợ, kể từ đó, đối cái kia thần bí tóc đỏ nam tử, lại nhiều 3 phần tôn kính. Nhanh tới một cái có thể chế trụ Thái Dương Đế Tôn người đi. Vấn đề là, tồn tại loại này người sao? Mọi người ồn ào nghị luận. Tại cái này hơn 1 tỷ người bên trong, lại có mấy người trẻ tuổi phá lệ chấn động. Vị này nam tử tóc đỏ xuất hiện, để trong bọn họ 4 người cơ hồ thất thanh. Cái kia chính là Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong. Bọn họ đều tại thần đều trải qua, liền xem như Khương Phi Linh, đối cái này tóc đỏ nam tử đều 10 phần hiểu rõ. Hắn, mới là Lý Thiên Mệnh trong lòng chân chính, Lý Vô Địch. Nghĩa phụ, coi như nghe Lý Khinh Ngữ nói qua, chính thức trông thấy hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn là chấn động không ngừng. Đã lâu không gặp, đã từng lưu lại 1 phần thư tín rời đi, không biết tung tích. Cho đến giờ phút này, hắn vậy mà tại trật tự thiên tộc Thái Dương thần cung bên trong xuất hiện, đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Cha! Lý Khinh Ngữ thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt cất giấu tan nát cõi lòng. Nàng liền biết, trực giác của nàng là chính xác. Hắn bị giấu ở Thái Dương thần cung, Đế Tôn đến cùng muốn lợi dụng hắn làm cái gì? Huynh muội bọn họ 2 người liếc nhau một cái, trong lòng đều có mãnh liệt dự cảm không hay, hoặc là cái này cùng, thí nghiệm phẩm, 3 chữ này có quan hệ. Ca, cha ta, làm sao bây giờ? Lý Khinh Ngữ có chút hoảng hốt nói. Tin tưởng hắn, hắn mỗi lần xuất hiện, đều là muốn làm một phen đại sự. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đã từng 14 năm ẩn nhẫn, đã thức tỉnh bát kiếp, nghịch thiên cải mệnh, lại vạn vạn không nghĩ đến cái này bát kiếp, cửu kiếp, vậy mà đưa tới nhiều như vậy mầm tai vạ, để Viêm Hoàng Đại Lục hắn, xuất hiện ở Thái Dương Thần Cung phía trên. Ở trong đó đến cùng có bí mật gì, Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Nhưng là tối thiểu nhất. Hắn ngăn trở Thái Dương thần cung. Cho nên Lý Thiên Mệnh tín nhiệm hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy Thái Dương Đế Tôn cùng cái này thần bí tóc đỏ nam tử, không ngoài sở liệu, bọn họ chạm mặt, liền như là hằng tinh nguyên đụng nhau, trong lúc nhất thời tại Thái Dương thần cung trước, kích phát ra ngập trời khí lãng. Oanh! Thái Dương Đế Tôn trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia tóc đỏ nam tử trước mắt, thân thủ nhất quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Ông! Tóc đỏ nam tử bay ra ngoài, hung hăng đụng vào Thái Dương thần cung phía trên, liền Thái Dương thần cung mặt ngoài đều lõm vào, có thể thấy được Thái Dương Đế Tôn một quyền này uy lực mạnh cỡ nào. Nhưng là, đứng đầu không ngờ nhìn đến, cái kia tóc đỏ nam tử tại chỗ lõm xuống tuột xuống, ngã trên mặt đất, nhưng lại bò lên, hắn duỗi người một chút, tựa như là người không việc gì một dạng, biểu lộ cứng ngắc lại dẫn một số trêu tức, mỉa mai, giống như là cương thi lại như là người thật, tóm lại 10 phần rối loạn. Đừng đi ra quấy rối. Thái Dương Đế Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc. Vạn vạn không nghĩ đến, cái kia tóc đỏ nam tử ôm đầu, ha ha nở nụ cười, hắn thân thể nằm ngang ở Thái Dương Đế Tôn trước mặt. Thái Dương Đế Tôn mất kiên trì. Trong mắt của hắn kim sắc giận lửa đốt cháy,
diễm hỏa xì xì toát ra, cái kia khí thế kinh khủng thì liền vạn long thần sơn phía trên ngự thú sư nhóm đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn uy nghiêm. Oanh! Hắn hướng về Thái Dương thần cung cửa lớn phóng đi, tựa hồ là trong khoảng thời gian này Thái Dương thần cung nội bộ, phát sinh một chút biến hóa, dẫn đến hắn không có cách nào tiếp tục sử dụng Thái Dương thần cung công kích. Kim sắc bóng người, lôi ra một vệt ánh sáng luyện. Đúng vào lúc này, toàn bộ chiến trường lên đều vang lên từng đợt ồn ào, đó là bởi vì cái kia cổ quái tóc đỏ nam tử, lúc này lách mình đi qua, ngăn tại cái kia Thái Dương đế tôn trước người, càng làm cho người ta hít thở không thông là, hắn vậy mà đâm vào đế tôn trên thân, hai tay ôm lấy Thái Dương đế tôn phần eo, hoàn toàn vận dụng cậy mạnh, đem hung hăng đụng lật qua. Ầm ầm, đây quả thực là đơn giản, thô bạo mỹ học. Rõ ràng là hai người, lại như là hai đầu cự thú tại đấu sức. Nghĩa phụ mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nhưng biết lấy Thái Dương đế tôn cường đại, cơ hồ không ai có thể cùng hắn địch nổi, mà Lý Vô Địch vậy mà kháng trụ hắn, đường đường Thái Dương đế tôn, lại có một loại cùng hắn chật đánh nhau cảm giác, cái này thật là làm cho người ta rối loạn. Làm sao có thể, Lý Khinh Ngữ hiểu rõ nhất cha nàng, hiện tại cũng là một bộ mê mang dáng vẻ. Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại hoặc là nói, Thái Dương đế tôn có phải hay không ở trên người hắn làm cái gì thí nghiệm, tự mình chế tạo, dẫn đến hắn nắm giữ một chút không thể nào hiểu được đặc thù lực lượng. Đặc thù lực lượng rất phổ biến, trước đó bản nguyên long hồn cũng là loại này. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy qua thực lực đột nhiên bạo tăng có hai cái, một cái là Bồ Đề, một cái là Khương Vô Tâm. Bồ Đề là bởi vì bản thân cảnh giới cao, khuyết thiếu nguyệt tinh nguyên. Mà Khương Vô Tâm là nhục thân cải tạo cường hãn, theo tràng diện phía trên nhìn, Lý Vô Địch thiên hướng về cái sau, mà không phải cảnh giới tăng lên, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không xác định. Dù sao, chỉ là nhục thân tăng lên, làm sao có thể ôm ngã Thái Dương Đế Tôn? Thái Dương Đế Tôn nhất định đối với hắn làm qua cái gì, dẫn đến hắn có một ít đặc thù lực lượng. Bây giờ hắn đi ra ngăn cản, cần phải tính toán tác dụng phụ. Lý Thiên Mệnh tay cầm chống trận. Gấp rút thời gian triệu hoán Cửu Long Đế Táng, bây giờ Cửu Long Đế Táng đã rời đi vô thiên chi cảnh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Vạn Long Thần Sơn mà đến. Thánh Long Hoàng cho hắn rời đi, bảo hộ Long Tuyền nhiệm vụ. Muốn là còn có thể đem nghĩa phụ mang đi, vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc duy nhất, chính là hắn lần này, không có cách nào cải biến Hiên Viên Long Tông vận mệnh, không ngăn cản được Thánh Long Hoàng bọn họ bị Thái Dương Thần Cung cùng Trật Tự Thiên Tộc tàn phá bừa bãi. Tiếp đó, trên bầu trời phát sinh mỗi một màn, đều có một loại làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía cảm giác. Rất rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn ngay từ đầu đánh giá thấp hắn khó chơi. Đang dây dưa sau một thời gian ngắn, Đế Tôn triệt để nổi giận. Rầm rầm rầm, trên trời đập vào, biến đến càng thêm nổ tung. Huyết sắc cùng kim sắc đối kháng. Nồng đậm huyết hỏa cùng ngọn lửa màu vàng tràn ngập ra, dần dần che đậy ánh mắt. Cái kia trong tranh đấu hai người càng giống là hai đầu mấy vạn mét cự thú, bọn họ cuồng bạo chém giết dẫn đến thương thiên đều tại rung động. Thế mà không hề nghi ngờ, Thái Dương Đế Tôn không có thể thuận lợi trở lại thần cung bên trong, hắn quả thật bị ngăn trở. Ầm ầm, thương thiên phía trên, lại lần nữa thần quang thiểm sáng. Người này đến cùng là ai? Tại hơn một tỷ người đều trợn mắt hốc mồm thời điểm, càng không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Cái kia chính là... Thái Dương thần cung bên trong, vậy mà truyền ra một tiếng càng thêm chấn thiên động địa chim hót. Đây là một loại vô cùng hùng hậu kêu to, rõ ràng thuộc về bằng điểu một loại, nhưng so với phổ thông bằng điểu, muốn càng thêm dày hơn trọng một số, âm cuối dường như đến từ biển cả, có thể nghe ra đây cũng là một con cá lớn thanh âm. Bén nhọn cùng cẩn trọng kết hợp với nhau, cuốn tới, nghe được mọi người tại đây có tê cả da đầu cảm giác. Ông! Đúng vào lúc này, xuyên qua kim ngọn lửa màu đỏ. Rõ ràng có thể nhìn đến một đôi giả thiên tế nhật huyết sắc cánh lớn tại sông ra Thái Dương thần cung sau ầm vang triển khai, cái kia là một đôi dài đến 10.000 mét cánh, tại trước mặt nó liền huỳnh hỏa chân thân đều lộ ra không lớn, cái này một hai cánh phía dưới quả nhiên có một cái tinh hồng bằng điểu, nó vô hạn to lớn, một lần vỗ cánh cũng có thể làm cho vạn cổ đế long vô cực kết giới đều đi theo chấn động, từng đợt phong bạo bao phủ, hoành tảo thiên địa. Xoạt! Nó trực tiếp lao ra chiến đấu phạm vi. Rõ ràng xuất hiện tại chúng sinh trước mắt. Chính là Lý Vô Địch cộng sinh thú. Đã từng thái hư côn bằng, về sau thành vạn cổ huyết ngục côn bằng, đến mức hiện tại lại tiến hóa thành vì cái gì siêu cấp cự thú, vậy liền không biết được. Tối thiểu rõ ràng đó có thể thấy được, vì nó tiến hóa, Thái Dương Đế Tôn ra rất đại lực khí.
rầm rầm rầm. Bởi vì nó chạy như bay, bầu trời bỗng nhiên đều biến đến đỏ bừng. Nó chính hướng về Vạn Long Thần Sơn hạch tâm vị trí bay tới. Đây là cái gì? Cộng sinh thú, vị kia thần bí tồn tại là ngự thú sư. Một tỷ đám người vang lên từng đợt kêu sợ hãi. Quá rung động. Mọi người có một loại gặp phải cứu tinh cảm giác, bởi vì rất rõ ràng, liền Thánh Long Hoàng cùng Vô Mộng Tiên Quân cộng sinh thú, đều không có khổng lồ như vậy. Có lẽ, đây mới là trên Thái Dương mạnh nhất ngự thú sư. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh cũng không có quá mừng rỡ, bởi vì trên thế giới này tuyệt đối không có bao nhiêu trắng chiếm tiện nghi, Lý Vô Địch cùng hắn cộng sinh thú, có thể có quỷ dị như vậy thuế biến, nói rõ cái này đang cùng, thí nghiệm phẩm, có quan hệ, Thái Dương Đế Tôn chỉ cần không đi công tác sai, trên đại thể tuyệt đối có thể trưởng khống hết thảy, đem Lý Vô Địch giá trị, triệt để nghiền ép đi ra. Huyết sắc côn bằng, có lẽ sẽ để có một bộ phận người, nhớ tới cửu nguyệt thần nữ côn bằng cộng sinh thú đi. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, ngoại trừ này huyết sắc côn bằng, lại còn có biến hóa. Cái kia chính là, tại này Thái Dương thần cung trước đó trên chiến trường, mơ hồ có 8 cái huyết sắc cự thú thức thần vọt ra, đó là 8 đầu chưa bao giờ nghe cổ lão cự thú, thân thể càng tiếp cận hình người, lại mọc ra cự thú mặt mũi, toàn thân xương máu mê trướng che đậy bọn chúng cụ thể hình dạng, nhưng là, có thể rất rõ ràng nhìn đến, bọn họ là theo cái kia hồng phát nam tử thần bí trên thân đản sinh. Thức thần, song tu. Giờ khắc này, bao quát Thánh Long Hoàng bọn người ở tại bên trong, đều phát ra một tiếng kinh hô. Loại tình huống này, chỉ ở cửu nguyệt thần nữ trên thân phát sinh qua. Thiên mệnh, cái này, Thánh Long Hoàng bọn người liền vội hỏi. Hắn mới là cửu nguyệt thần nữ phụ thân, Lý Thiên Mệnh nói. Lại có một cái nhân vật như vậy, hắn là đế tôn đi, chẳng lẽ đến từ còn lại hằng tinh nguyên thế giới? Thánh Long Hoàng kích động hỏi. Lý Thiên Mệnh trả lời không được. Thánh Long Hoàng bọn họ khả năng cho rằng, có Lý Vô Địch tồn tại, lần này tuyệt đối có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng rất khó lạc quan, bởi vì hắn cùng Lý Khinh Ngữ đều nội tâm níu chặt, vì Lý Vô Địch mà lo lắng. Rầm rầm rầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Thái Dương Đế Tôn trên thân 8 cái thức thần đồng dạng sinh ra. Hắn nghiền ép lấy đối thủ, nhìn tình huống là muốn đuổi theo huyết sắc côn bằng, bất quá lại bị nam tử tóc đỏ cùng hắn thức thần liều chết ngăn lại. Trên trời lại lần nữa kịch chiến. Đây cũng không phải là thuần túy nhục thân chiến đấu. Rất rõ ràng có thể nhìn đến, cái kia nam tử tóc đỏ trên thân, cũng có đỉnh cấp thức thần chi lực cùng tinh luân nguyên lực, nói rõ hắn là một loại không thể tưởng tượng toàn phương vị trưởng thành. Là ai sáng tạo ra kỳ tích như thế này? Cái này cũng chỉ có thể hỏi Thái Dương Đế Tôn. Thời khắc này Thái Dương Đế Tôn, vô cùng nóng nảy đến cực hạn, đó là một loại bí mật tiết lộ cảm giác. Có thể là thời gian ngắn không vung được cái kia nam tử tóc đỏ, Thái Dương Đế Tôn phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú. Dẫn phát Thái Dương thần cung lại lần nữa chấn động, lực lượng của hắn còn tại bạo tăng, 8 cái thức thần theo trên thân thể sinh ra về sau, mi tâm của hắn vị trí giống như mở ra một cái con mắt màu vàng kim, hơn nữa còn đang khuếch tán, kim quang biến đến phá lệ lóa mắt, phảng phất có phong tồn lực lượng, ngay tại bạo phát. Bất quá kỳ quái là, Thái Dương thần cung còn đang kéo dài ảm đạm. Vì cái gì? Có lẽ đáp án ngay tại này huyết sắc côn bằng trên thân. Ầm ầm. Nó đã bay đến Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu. Nó cái kia một đôi sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt trong đám người Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ. Thánh Long Hoàng, để nó tiến đến. Lý Thiên Mệnh la lớn. Không có vấn đề. Thánh Long Hoàng thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia huyết sắc côn bằng thì đáp xuống, cuối cùng buông xuống tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, xương máu ùn ùn kéo đến, trong lúc nhất thời đem bọn hắn hoàn toàn chìm ngập. Thiên Mệnh. Huyết sắc côn bằng hô hắn một tiếng. Cái kia to lớn điểu thú hạ thấp xuống tới, như núi non một dạng mỏ chim, thò tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Từ nó nghiêm túc thái độ liền có thể đoán được, tình huống tuyệt đối không lạc quan. Đúng, ta tại. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nó, lại vượt qua nó, nhìn lên trên trời thảm liệt chiến đấu, vì ngăn cản Thái Dương Đế Tôn, hắn chỗ kính trọng nghĩa phụ, kỳ thật trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ, 8 cái thức thần đều tại ảm đạm. Quả nhiên. Thí nghiệm phẩm, sao có thể so ra mà vượt chính chủ. Thái Dương Đế Tôn khẳng định có biện pháp khống chế hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm then chốt này làm khó dễ thôi. Huyết sắc côn bằng nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội, nhanh chóng mà trầm trọng nói, chúng ta trộm được Thái Dương thần cung hạch tâm kết giới, Thái Dương thần luân, chỉ muốn các ngươi giữ vững Thái Dương thần luân, Thái Dương thần cung thì không cách nào khởi động. Nói xong, nó mở ra mỏ chim,
Trong lúc nhất thời một cái cùng loại chống trận kết giới kim sắc thần luân, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên tay. Cái này kim sắc thần luân thần hỏa nung khô, cùng chống trận kết giới biến thành bánh lái kết giới rất tương tự, rõ ràng là Thái Dương thần cung trưởng khống hạch tâm. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà có thể thành công. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, không có Thái Dương thần cung, Thái Dương đế tôn thời gian ngắn rất khó tấn công vào đến. Bọn họ chỉ cần giữ vững Thái Dương thần luân, tương đương với thì tạm thời hóa giải Thái Dương thần cung uy hiếp. Lý Thiên Mệnh thật sâu minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Dù là đến đón lấy Vạn Long Thần Sơn có thể sẽ tiếp nhận mấy trăm triệu trật tự thiên tộc đại quân trùng kích, tối thiểu chỉ cần Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới không phá, đối phương thì tương đương với thiếu một cái Thái Dương thần cung. Ta phải trở về giúp hắn. Huyết sắc côn bằng vỗ cánh, đang muốn cất cánh, có thể thấy bên kia tình hình chiến đấu bức thiết. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng trọng, liền vội hỏi, ta nắm trong tay trong truyền thuyết Cửu Long Đế Táng, cũng là tinh hải thần hạp, tạm thời đại khái chỉ có thể tinh không vận chuyển, nếu như ta mang đi Thái Dương thần luân, có phải hay không Thái Dương thần cung thì không cách nào cất cánh, mãi mãi cũng đuổi không kịp ta, mà lại trật tự thiên tộc liền sẽ mất đi Thái Dương thần cung ưu thế. Hắn nói đến phi thường nhanh. Đó là bởi vì, Thánh Long Hoàng vốn là cho một cái, để hắn mang đi Long Tuyền nhiệm vụ. Mặc kệ là Long Tuyền vẫn là Thái Dương thần luân, vậy cũng là vô số đời tiền bối trí tuệ kết tinh, đừng nói bọn họ, liền Thái Dương đế tôn đều không phá hư được. Lý Vô Địch ban đầu ý tứ, là để Lý Thiên Mệnh bọn họ dựa vào bát giai trật tự kết giới giữ vững Thái Dương thần luân, tạm thời tan rã Thái Dương thần cung uy hiếp, nhưng là trật tự thiên tộc còn có mấy trăm triệu đại quân A, bọn họ vẫn là có thể sẽ giết tiến đến, cướp đi thần luân. Giống như đế tôn nói, chỉ cần Long Tuyền còn ở lại chỗ này trên Thái Dương, hắn đều không lo lắng lấy không được. Những vật này ở lại đây, đều không an toàn. Lý Thiên Mệnh vốn là muốn đi, đem Thái Dương thần luân cùng nhau mang đi, chẳng phải là tương đương với trợ giúp Thái Dương vạn tông, vĩnh cửu giải trừ Thái Dương thần cung uy hiếp. Thái Dương thần cung không bay lên được, càng đuổi không kịp Cửu Long đế táng. Nếu như khả năng, Lý Thiên Mệnh chỉ cần đem cái này Thái Dương thần vòng, ném ở tinh không xa xôi bên ngoài là được rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Huyết sắc côn bằng trong mắt hiện ra to lớn kinh hỉ. Hoàn toàn xác định, Lý Thiên Mệnh nói. Lập tức, mang theo khinh ngữ rời đi nơi này, vĩnh viễn không nên quay lại. Huyết sắc côn bằng nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch, đây là ý tứ của nó, càng là Lý Vô Địch ý tứ. Mang đi Thái Dương thần luân, đây tuyệt đối là trên đời bên trong công lao lớn nhất, bởi vì coi như đem hắn giấu ở Thủy Long Động đều không an toàn. Bởi vì tất cả Long Tuyền chỉ cần còn tại trật tự chi địa phía trên, đều có bị đế tôn cầm tới tay mạo hiểm. Cửu Long đế táng lập tức tới ngay, người cùng nghĩa phụ có thể nghĩ biện pháp thoát ly, cùng ta cùng đi sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Đúng, đúng. Lý Khinh Ngữ dưng dưng hai tay nắm cùng một chỗ, tràn ngập hy vọng nhìn lấy nó. Không nghĩ tới, huyết sắc côn bằng đau thương cười một tiếng. Các ngươi ngây thơ, khác nhìn chúng ta hai cái hiện tại rất phong cảnh. Trên thực tế chúng ta không có cách nào rời đi hắn nửa bước, nếu không một con đường chết. Câu nói này, đủ để cho Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ xa vào đến trong tuyệt vọng. Huyết sắc côn bằng ánh mắt rất tan nát cõi lòng, nhưng cũng có mừng rỡ, đó là bởi vì Cửu Long đế táng tồn tại, làm đến bọn hắn đánh cắp Thái Dương thần luân cử động, biến đến vô cùng trọng yếu. Thế mà nó cũng không có nói nhiều một câu cơ hội, bởi vì đúng vào lúc này, cái kia Thái Dương đế tôn đã đem Lý Vô Địch bóp trên tay. Thân thể của hắn biến lớn, như là nắm bắt một đứa con nít giống như, nắm toàn thân nhuốm máu tóc đỏ nam tử, sau đó hướng về huyết sắc côn bằng bên này vò tới. Đi mau! Huyết sắc côn bằng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó bay ra kết giới, hướng Thái Dương đế tôn. Lưu lại Lý Thiên Mệnh huynh muội hai người, lâm vào khó chịu cùng trong tuyệt vọng. Không có cách nào rời đi hắn nửa bước, nếu không một con đường chết. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nó chưa nói rõ ràng. Thí nghiệm phẩm bí mật, vẫn là một cái bí ẩn. Đi mau. Câu này quyết nhiên lời nói, tại bọn họ trong tai chấn động. Thiên Mệnh, đi mau. Thánh Long Hoàng bọn họ đều đang thúc giục gấp rút. Để Thái Dương thần cung triệt để tắt lửa, đối toàn bộ Vạn Tông tới nói, đều quá trọng yếu, bởi vì từ nay về sau, Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc lực lượng không sai đến đâu các loại, Vạn Tông cũng sẽ có càng lớn liên hợp lòng tin. Nhân mã của bọn hắn cùng nhau, cũng có mấy trăm triệu đỉnh phong ngự thú sư đại quân A. Trên bầu trời, huyết sắc côn bằng vò tới cái kia Thái Dương đế tôn thức thần, cùng lúc đó,
cái kia huyết sắc nam tử cưỡng ép căng ra, chịu đựng thân thể bị xé nứt thống khổ, tiếp tục cùng Thái Dương Đế Tôn đối kháng. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh đụng phải ánh mắt của hắn. Hắn máu me đầy mặt, rất nghiêm túc, cũng rất cương mãnh, ánh mắt kia bên trong chỉ có một chữ, cái kia chính là, đi. Không có thương lượng. Càng mấu chốt là, Cửu Long Đế Táng, đến. Lý Thiên Mệnh không có khả năng coi nó là trật tự thần binh sử dụng, trên thực tế hắn là tân thủ bên trong tân thủ, căn bản không thể thao túng tự nhiên, cho nên hắn không thể trì hoãn Cửu Long Đế Táng đến nơi thời gian, thậm chí cái kia to lớn Cửu Long Đế Táng phá không mà đến, tại gây nên thiên hạ chấn động thời điểm, còn đụng vào Vạn Long Thần Sơn kết giới phía trên, trực tiếp lăn ra ngoài, đem khá hơn chút sơn phong đều đè ép. Cửu Long Đế Táng cũng là tinh hải thần hạp, hơn nữa còn có thể sử dụng. Cái này kinh thiên ồn ào, phút chốc bao phủ toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt hoàn toàn cứng ngắc lại. Đi, đi. Lý Thiên Mệnh dường như nghe được phô thiên cái địa thanh âm. Đó là tất cả Cửu Long Đế quân vong hồn, tại thúc giục hắn, vì Thái Dương Vạn Tông giải trừ Thái Dương Thần Cung uy hiếp, đây là một kiện có 102 công lao. Lưu lại, thì có ngoài ý muốn. Rời đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trên chiến trường máu chảy thành sông, trên bầu trời cái kia nam nhân, vì thủ hộ con gái, ngay tại tiếp nhận Thái Dương Đế Tôn cuồng bạo lửa giận, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Đi! Hắn gào rú một tiếng, Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn cũng không quên được, hắn giờ khắc này nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Dứt khoát, phẫn nộ, nhưng cũng tràn đầy tình thương của cha. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh đã không có đường lui. Bởi vì Cửu Long Đế Táng đập vào Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới bên ngoài, liền người bình thường đều nhìn ra nó là tinh hải thần hạp, Thái Dương Đế Tôn làm sao có thể nhìn không ra. Lúc này khắc, hắn hai mắt như lửa thiêu, lại lần nữa bày biện ra chấn kinh, chấn nộ thần sắc, sau một khắc, hắn từ bỏ trừng trị Lý Vô Địch, hướng thẳng đến Cửu Long Đế Táng vào tới, chỉ là không có ra mấy bước, cái kia máu me khắp người nam nhân, lại lần nữa ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn khuôn mặt hơi có chút cứng ngắc ngốc trệ. Có thể ánh mắt vẫn là hung mãnh, cương liệt. Ta nói qua, ngươi giày vò ta có thể, đừng đụng hài tử của ta. Hắn nói. Ha ha, ngươi một cái, phân thân, có tư cách gì nói chuyện. Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa giết tới. Ầm ầm, lại một cái rung động toàn trường sự tình phát sinh. Cái kia chính là, trải qua một đoạn thời gian ấp ủ về sau, cái kia Thái Dương Đế Tôn chỗ mi tâm, ầm vang lao ra một cái kim sắc 10.000 mét thức thần. Đó là một cái vĩnh hằng thần linh, tay cầm song kiếm, thẩm phán chúng sinh. Cửu kiếp. Đây là càng khiến người ta hít thở không thông một sự thật. Hắn đã là cửu kiếp. Trách không được, hắn mạnh đến loại trình độ này, trách không được, hắn có thể được xưng là trăm vạn năm đến mạnh nhất đế tôn. Nguyên lai, hắn đã thức tỉnh cửu kiếp. Lần này, là hắn lần thứ nhất tại vạn chúng trước mặt, cho thấy cửu kiếp đế tôn thần uy, cái kia thứ 9 thức thần so còn lại 8 cái đều còn đáng sợ hơn. Làm nó đột phá ràng buộc đản sinh thời điểm, Thái Dương Đế Tôn trở thành mặt trời này phía trên tuyệt thế thần linh. Cút! Ngập trời biển lửa, nuốt sống một người nhất bằng chim. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều thấy được trong mắt. Nghĩa phụ, chờ ta đưa đi Thái Dương Thần Luân, ta nhất định trở về, nhất định. Lý Thiên Mệnh biết, Lý Vô Địch đây là liều hết tất cả, tại cho mình tranh thủ thời gian. Muốn là đem quyết định của hắn cho lãng phí, cái kia chính là ngu xuẩn. Hắn biết mình muốn nhận gánh cái gì, cho nên não tử phá lệ rõ ràng. Đi! Hắn cùng Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ bọn người, kêu nữ một chút cùng Thái Cổ Tà Ma cùng một chỗ khắp nơi thu thập thiên hồn lâm tiêu tiêu, năm người từ Thánh Long Hoàng tự mình hộ tống, trực tiếp va vào Cửu Long Đế Táng bên trong. Ầm ầm, Đế Táng phong bế! Ngươi biết lái a? Huỳnh Hỏa khẩn trương nói. Nói nhảm! Lý Thiên Mệnh đánh chống trận. Cửu Long Đế Táng tại oanh minh bên trong phóng lên tận trời, như là thần long chín đầu sánh vai cùng nhau, thoát ly mặt trời, va chạm mây hồng, phóng tới vũ trụ tinh không. Thời khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh quay đầu, ánh mắt xuyên qua quang ảnh, nhìn đến phía dưới cái kia thây ngang khắp đồng huyết tinh chiến trường, thấy được cái kia nam nhân, gắt gao ngăn chặn Thái Dương Đế Tôn thân thể, dù là bị đánh thành thịt nát, hắn đều không có buông tay. Bởi vì hắn biết, chính mình chắc chắn sẽ không chết. Nghĩa phụ. Chờ ngày nào đó, ta mang cho ngươi tửu trở về. Nhất định, nhất định. Lý Thiên Mệnh hai mắt đỏ thấm, nước mắt tràn mi mà ra. Cửu Long Đế Táng toàn thân đều thoát ly khắp nơi, tránh thức bay lúc đi ra, Lý Thiên Mệnh mới nhìn đến bộ dáng của nó.
So sánh Thái Dương Thần Cung giống như là một cái hoàng kim nhân đầu, Cửu Long Đế Táng giống như là chín đầu sánh vai cùng nhau thần long. Bụng của bọn nó vị trí cơ hồ dính vào cùng nhau, cái này khiến Cửu Long Đế Táng xem ra, lại như là một cái chín đầu cửu vĩ thần long. Một tòa thần táng, hội tụ chín loại thần quang, như cửu long nộ hống ngút trời, dù là sử dụng lực lượng là thanh vân thần mộc thụ loại, giờ phút này chỗ cho thấy thần uy, cũng không có so Thái Dương Thần Cung kém bao nhiêu. Hống hống hống. Mấy tỷ người ngẩng đầu, nhìn tận mắt cái kia đã từng dung nạp vượt qua ức người vô biên tinh hải thần hạm tiến đụng vào trên bầu trời mây hồng, trực tiếp đem mây hồng xé rách. Rầm rầm rầm. Mây hồng hướng về bốn phía lăn đi, tạo thành vô biên hỏa diễm biển động. 100.000 long hoàng, hồng phát người thần bí, cửu kiếp đế tôn. Cái này tam đại kinh biến đã là kỳ tích khó mà tin nổi, nhất là cửu kiếp đế tôn làm cho cả trật tự chi địa, đều tránh thức ý thức được vị này Thái Dương đế tôn khủng bố. Hắn đuổi kịp trật tự thiên tộc đời thứ nhất thủy tổ thiên phú, thực lực chân chính không người có thể biết rõ. Nhưng ngay cả như vậy, cửu long đế táng lại là tinh hải thần hạm sự thật này, vẫn là đưa tới càng lớn rung động. Mấu chốt là, trưởng khống cái này cửu long đế táng người lại là Lý Thiên Mệnh. Đây quả thực là thiên mệnh chi tử. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc cửu long đế táng, cũng là vô thiên chi chiến thời điểm, nói rõ khi đó, hắn thu hoạch lớn nhất không phải thôn giới thần đỉnh, mà chính là một chiếc tinh hải thần hạm. Trời ạ! Đây có lẽ là cửu long đế tôn chân chính truyền thừa, là hắn đối mấy trăm ngàn năm sau bố cục, có lẽ hắn lường trước một ngày nào đó, trật tự thiên tộc sẽ đem Hiên Viên Long Tông ép lên tuyệt lộ. Thật thật lợi hại a! Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn mang đi Thái Dương Thần Cung Thái Dương Thần Luân. Đây là đủ để cải biến trật tự chi địa bố cục đại sự. Trong lúc nhất thời, người trong lòng người cơ hồ long trời lỡ đất, ngơ ngác đưa mắt nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi. Bọn họ nhưng lại không biết, tại cái kia cửu long đế táng bên trong, Lý Thiên Mệnh đều nhanh muốn điên rồi. Quả nhiên, lý luận tri thức cùng thực hành thao tác có khác nhau. Hắn hai tay nắm bánh lái kết giới, đem một cái tay khác luồn vào, tiến lên, vòng xoáy bên trong, lớn như vậy cửu long đế táng ẩm vang chấn động. Loại cây bên trong ẩn chứa hàng tinh nguyên tùy tiện chút xuống trong đó. Đây quả thực thì cùng chính mình khống chế lấy một cái ngôi sao không sai biệt lắm, động lực quá mức hung mãnh. Oanh một tiếng, hắn hai chân trực tiếp cách mặt đất, ngoại trừ tay còn giữ tại bánh lái kết giới phía trên, cả người đều bay lên, đế táng bên trong những người khác cùng thú, cũng làm chàng bị quật bay ra ngoài. Ta dựa vào, người cái này tân thủ lên đường. Huỳnh Hỏa đã hùng hùng hổ hổ, đối thuyền trưởng, biểu thị tương đương bất mãn. Nó dùng móng vuốt nắm lấy Miêu Miêu lông tóc, cái này mới giữ vững thân thể, Miêu Miêu đau đến Miêu Miêu thét lên, thật lớn một túm lông đều bị Huỳnh Hỏa bị rút ra. Hai bọn chúng vạn vạn không nghĩ đến, kế tiếp còn có kích thích hơn. Cái kia chính là, làm cửu long đế táng ẩm vang sông ra mây hồng thời điểm, phương hướng liền đã trách đi, quả thực đem mây hồng xem như đại hải, cửu long đế táng trực tiếp tại ngọn lửa này trên biển lướt sóng, thậm chí đến đón lấy phương hướng lại lần nữa thay đổi. Dưới đáy hơn một tỷ người vạn vạn không nghĩ đến, vừa bay đi cửu long đế táng, vậy mà lại đập xuống, như là một quả ngôi sao nện xuống. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người trực tiếp lột bột một chút. Rầm rầm rầm. Mắt thấy cái kia cửu long đế táng sắp cùng vạn long đại lục tới một lần, tiếp xúc thân mật, có thể dự đoán nó có thể đem lục địa đều va nứt mở. May mắn tại cuối cùng thời khắc, cái kia cửu long đế táng lại lần nữa thay đổi phương hướng, ầm vang lên không, lại lần nữa xông ra mây hồng. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Được hay không a ngươi? Không được kê ra ta phía trên. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Im miệng. Vừa mới kém chút đụng, may mắn Lý Thiên Mệnh lục lọi ra một chút kỹ xảo, cái kia chính là không thể vừa loạn thì trên diện rộng đánh phương hướng. Hắn am hiểu tỉnh táo lại, bình tĩnh lại nắm chặt bánh lái kết giới, lần này cuối cùng lại lần nữa xông ra mây hồng, trực tiếp chui vào vô tận trật tự tinh không. Ông! Ra đến rồi. Phía trước xuất hiện một cái không có tận cùng tinh không thế giới. Xa xôi chỗ, những cái kia thiểm quang hằng tinh nguyên khắp nơi có thể thấy được, trật tự tinh không đến cùng lớn bao nhiêu, tồn tại bao nhiêu hằng tinh nguyên thế giới, đến bây giờ đều là ẩn số. Quá bao la. Theo tinh hải thần hạm góc độ đi lên nhìn trật tự tinh không, mới phát hiện những thế giới kia có khả năng không lại xa không thể chạm. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hạm tiếp tục gia tốc. Hết thảy trước mắt đều mơ hồ. Tinh quang biến thành từng cái tuyến. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình tại nắm trong tay một đầu siêu cấp cự thú, dù là chính mình lại tỉnh táo, đều không cải biến được nó mạnh mẽ đâm tới sự thật.
may mắn, trên trời sao không gian bao la, chỉ cần không đụng vào Nguyệt Tinh Nguyên liền không sao. Nhìn lại, cái kia thiêu đốt mặt trời phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, tựa như là một tòa phóng đại bản Thái Dương thần cung, lóa mắt vô song, cuồn cuộn hỏa diễm tinh hải gào thét, so trên cái thế giới này tu luyện giả còn muốn hừng hực. Lý Thiên Mệnh tại cái kia ngập trời trong biển lửa, thấy được một người. Một cái kia tóc vàng nam nhân còn tại truy đuổi hắn, cho nên trong tay Thái Dương thần luân mới có thể kịch liệt rung động. Hắn cũng là Thái Dương đế tôn. Chỗ hắn tại trước nay chưa có cực đoan trong cơn giận dữ. Loại này tức giận lực lượng, Lý Thiên Mệnh coi như càng ngày càng xa, đều có thể cảm nhận được tim đập nhanh. May mắn cầm đi hắn Thái Dương thần luân, nếu không Thánh Long Hoàng bọn người, căn bản dắt không chế trụ nổi hắn, hắn khống chế Thái Dương thần cung đi ra, đuổi kịp ta, thậm chí phá hủy rơi Cửu Long đế táng, khả năng đều không phải là việc khó. Ngăn cách 1 triệu dặm, cái kia một đạo nóng rực, đốt cháy phẫn nộ ánh mắt, cũng có thể mặc thấu Cửu Long đế táng, đốt tới Lý Thiên Mệnh trên mặt. Hống hống hống. Hắn 9 đại thức thần, phát ra nghịch thiên gào thét, vượt qua 1 triệu dặm tinh không, chấn động tại Cửu Long đế táng phía trên, dẫn đến Cửu Long đế táng hung hăng rung động một lần, gạt một cái ngoặt lớn, lúc này mới hướng về phía trước mà đi. Người này quá kinh khủng. Chỉ có 10 tuổi hình dạng Khương Phi Linh, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Làm hắn bày ra cửu kiếp thời điểm, chúng người mới biết, hôm nay có thể đem hắn tức giận thành dạng này, đến cùng đến cỡ nào kỳ tích. Tuy nhiên chủ yếu công lao tại Lý Vô Địch, nhưng là Lý Thiên Mệnh có thể ngắn như vậy thời gian, đạt được thần mộc thụ loại, khống chế Cửu Long đế táng cũng là quan trọng. Mặt trời. Cửu Long đế táng tiếp tục đi tới, phía sau cái kia lửa nóng tinh thần càng ngày càng nhỏ. Ngăn cách hứa xa, vẫn có thể giống như trước đây, cảm thụ chỗ này hỏa nhiệt. Nghĩa phụ, chờ ta tìm một chỗ, vứt bỏ Thái Dương thần luân, an bài tốt Long Tuyền, liền trở lại cứu ngươi. Lần này, Lý Vô Địch là phụng hiến. Hắn ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh liền cuối cùng sẽ trở về. Trật tự chi địa là cái này Thái Dương đế tôn địa bàn, thoát ly hắn trưởng khống Lý Thiên Mệnh, có lẽ có một ngày, mới có thể chính thức có được cùng hắn quyết đấu tư cách. Lý Thiên Mệnh nhịn xuống trong lòng sát cơ cùng đối Lý Vô Địch lo lắng, chuyên tâm tại trưởng khống tinh hải thần hạm phía trên. Ong ong ong, tinh hải thần hạm không ngừng gia tốc, xông ra mặt trời chung quanh chạm gác nhóm, 9 đầu to lớn thần long phóng tới tinh không. Vi sinh, mặc nhiễm, có lời nói, muốn đối, người nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngân Trần có 4 triệu thân thể đã bỏ tới Cửu Long đế táng các nơi, trước tiên chiếm địa bàn. Trong đó mấy cái ngân sắc chi chu treo ở Lý Thiên Mệnh trên thân, ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Nàng nói cái gì? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Thanh phách, huyễn thiên, thần tộc, định, vị khí. Ngân Trần máy móc mà nói. Thanh phách là huyễn thiên thần tộc định vị khí. Nó là vô mộng tiên quân đồ vật A, vô mộng tiên quân cùng huyễn thiên thần tộc có quan hệ. Lý Thiên Mệnh suy một ra ba, tiếp liền hỏi. Đúng đúng, vô mộng, tiên quân, huyễn thiên, thần tộc. Vô mộng tiên quân cũng là huyễn thiên thần tộc. Huyễn thiên thần tộc, chính là khai mở huyễn thiên chi cảnh trật tự tinh không siêu cấp đại tộc, là tinh không vạn tộc chí cường giả, thay thế trộm thiên nhất tộc siêu cấp thị tộc. Bọn họ tại các đại hằng tinh nguyên thế giới, kiến tạo huyễn thiên chi cảnh, đem vô biên trật tự tinh không nối liền cùng một chỗ. Thế mà, bây giờ trật tự chi địa cũng không có huyễn thiên chi cảnh. Nếu như nói thanh phách là huyễn thiên thần tộc máy định vị, cái kia vô mộng tiên quân là muốn dẫn tới huyễn thiên thần tộc, tại trật tự chi địa kiến tạo huyễn thiên chi cảnh sao? Có chỗ tốt gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Nàng nói, người mang, đi, thanh phách, rất tốt. Thanh phách, chủ động, thủ hộ, thiên mệnh. Cái kia nhện con thì cùng táo bón giống như, nói ra 2 chữ, đều muốn dừng lại nửa ngày. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu ý tứ của nàng. Người hỏi một chút huyễn thiên thần tộc đến cùng muốn làm cái gì a? Lý Thiên Mệnh thúc giục nói. Không được, khoảng cách, qua xa, Ngân Trần, ngủ đông. Lý Thiên Mệnh đã sớm dự chắc, cái này vạn giới vĩnh sinh thú tuy nhiên khủng bố, thân thể trải rộng các nơi, nhất định là có hạn chế. Bây giờ tại Cửu Long đế táng phía trên, Ngân Trần có 4 triệu thân thể, trật tự chi địa phía trên còn có 1 triệu hai bên, nhưng làm cái này 4 triệu, chủ thể, cự ly này 1 triệu thân thể qua xa, cái kia 1 triệu toàn bộ tiến nhập trạng thái ngủ đông. Không có cách nào tiếp tục thực hiện viễn trình thông tin. Trừ phi Ngân Trần tiếp tục tiến hóa, cảnh giới càng cao. Lấy nó trước mắt trình độ, chỉ có thể bảo trì đại bộ phận thân thể nơi tụ tập, bảo trì phát triển trạng thái. Một cái hằng tinh nguyên trong thế giới còn có thể,
Một khi đại bộ phận thân thể theo lý thiên mệnh chui vào tinh không, vậy lưu tại trật tự chi địa cái kia bộ phận, chỉ có thể ngủ đông. Khoảng cách này truyền tin thạch cũng không có khả năng đi qua, nói cách khác, lý thiên mệnh cùng trật tự chi địa liên hệ, từ giờ trở đi triệt để gãy mất. Cũng không biết, nàng nói xong chưa? Lý thiên mệnh quay đầu, hắn ngược lại là nghĩ khống chế cửu long đế táng trở về một đoạn lộ trình, có thể mấu chốt là hiện tại tốc độ đã có thể kinh khủng. Cái này một quay đầu muốn là đâm vào trật tự chi địa phía trên, đoán chừng có thể đánh chìm một tòa đại lục, đâm chết ức vạn sinh linh. Hắn vẫn là thái sinh sơ. Bất kể nói thế nào, người mang đi thanh phách, tương đương với đem định vị mang đi, cái kia huyễn thiên thần tộc cũng tìm không thấy trật tự chi địa. Bọn họ là an toàn, Khương Phi Linh sâu xa nói. Linh Nhi nói đúng. Lý Thiên Mệnh âm thầm gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút rùng mình, cúi đầu xuống liền thấy Khương Phi Linh. U oán, ánh mắt, cùng lúc đó nàng còn lộ ra ngay ánh sáng móng tay, nắm vào Lý Thiên Mệnh phần eo. Làm gì, a? À, tiên tiên cùng ta cáo trạng, nói ngươi cùng nàng mắt đi mày lại. Hiểu lầm, quả nhiên, vẫn là bị nắm. Tiên tiên ở bên cạnh bay tới bay lui, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lại đắc ý, đập bọn ngươi ăn, ta mang ra biển mỹ thực cũng không nhiều. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Qua. Ngươi không thể dạng này. Tiên tiên nhất thời gấp, lập tức hai mắt đẫm lệ rưng rưng, hướng Lý Thiên Mệnh cầu xin tha thứ, đồng thời vì hắn chứng minh trong sạch. Chơi thì chơi, Lý Thiên Mệnh ngược lại là suy nghĩ minh bạch một việc. Nếu như cái này thanh phách một mực tại có hiệu lực, huyễn thiên thần tộc tìm không thấy huyễn thiên chi cảnh, nhưng là sẽ tìm được ta. Đúng. Trên người hắn quan trọng đồ vật nhiều lắm. Thái Dương Thần Luân, Long Tuyền, thanh phách. Trước cả hai dễ làm. Trực tiếp ném tới đầy đủ địa phương xa, hắn cũng không tin Thái Dương Đế Tôn có thể tìm tới, nhất là Thái Dương Thần Luân, chẳng có tác dụng gì có, Long Tuyền vẫn là vạn Long Thần Sơn kết giới hạch tâm, tạm thời không thể ném. Đến mức thanh phách, càng không mất được, nó đều tại trên ánh mắt. Liên lụy quá nhiều, Lý Thiên Mệnh thoáng có chút hỗn loạn. Vi sinh mặc nhiễm rơi vào Vô Mộng Tiên Quân trong tay, mà Vô Mộng Tiên Quân chúng Linh Nhi huyết oán, hy vọng hắn khác giày vò nàng đi, thế nhưng là... Nàng hỏng Vô Mộng Tiên Quân đại sự, dẫn đến thanh phách triệt để rời đi trật tự chi địa, khả năng không bị phạt sao. Nghĩ đến nàng mấy lần thỉnh cầu chính mình mau cứu nàng, chính mình một mực không có giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút băn khoăn. Chỉ là hắn lại rất bất đắc dĩ. Bởi vì mặc kệ là Vô Mộng Tiên Quân vẫn là Thái Dương Đế Tôn, đều không phải là hắn có thể đối phó, lần này chạy thoát cũng là kỳ tích, chỉ có hắn có thể mang đi Thái Dương Thần Luân, tan rã Thái Dương Thần Cung uy hiếp. Hắn liền nghĩa phụ đều cứu không được, lại sao có thể cứu đi nàng đâu. Lúc ấy vị trí của nàng khoảng cách chiến trường quá xa, mà lại bản thân tại Vô Mộng Tiên Quốc cường giả tầng tầng trong vòng vây. Hy vọng chờ ta trở về, có thể có mang ngươi thoát ly khổ hải cơ hội. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ. Ca ca, ngươi yên tâm, Vô Mộng Tiên Quân huyết oán chỉ có ta có thể giải trừ, đến lúc đó ta có thể uy hiếp hắn, chỉ hy vọng nữ hải kia có thể kiên trì lâu một chút đi. Khương Phi Linh tựa ở Lý Thiên Mệnh khuỷu tay phía trên. Nàng hiện tại quá tuổi nhỏ, chỉ có thể ngẩng đầu cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện, có chút phí cổ. Bất quá, từ nơi này thì giác, nhìn cái này ánh mắt như nước trong veo cùng non nớt đến ra nước khuôn mặt, đó cũng là một loại hưởng thụ. Lần này là nàng đã thương nặng Vô Mộng Tiên Quân, bảo vệ Lý Thiên Mệnh ánh mắt, chỉ cần Vô Mộng Tiên Quân tiêu trừ không được huyết oán, tương đương với bị Khương Phi Linh hiểu rõ. Muốn không phải chuyện quá khẩn cấp. Nhất định phải mang theo Thái Dương Thần Luân cùng Long Tuyền lập tức rời đi, nhưng thật ra là có trấn nhiếp Vô Mộng Tiên Quân khả năng. Trước đi ra ngoài, đem Thái Dương Thần Luân ném xa một chút, sau đó lại trở về trật tự chi địa phụ cận, nhìn có cơ hội hay không cứu nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Ước định cẩn thận về sau, Lý Thiên Mệnh nắm bàn tay của nàng, thả trong tay. Nguyễn Ngọc tại hoài, trong lúc nhất thời hắn lòng tự tin bạo tăng, sau đó bắt đầu một tay trưởng khống bánh lái kết giới. Ngóng nhìn tinh không. Buông tay a, nhận thật một chút. Khương Phi Linh đỏ mặt lấy, muốn quất ra tay nhỏ. Không có việc gì, dạng này lái thuyền chậm một chút. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Vừa mới nói xong, Cửu Long Đế Táng đâm vào một khỏa to lớn không người tinh thần phía trên, nhất thời toàn bộ tinh hải thần hạm trực tiếp mất khống chế, quăng bay đi nghìn vạn dặm. Ầm ầm. Người ở bên trong bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, đều bị đâm đến thất điên bát đảo. Khương Phi Linh tức thì bị vung ra Cửu Long Đế Táng phần đuôi đi, tốt tốt một cái tiểu cô nương, rơi mặt mũi bầm dập.
phế vật, ta để ngươi trang bức. Huỳnh Hòa tức giận đến bốc hỏa, treo ở Lý Thiên Mệnh trên thân một trận mổ. Trật tự chi địa, Vạn Long Đại Lục, Tử Long Sơn. Vi sinh mặc nhiễm bên người mấy trăm vị bất nam bất nữ, khuôn mặt quỷ dị, ánh mắt mê huyễn người, đều dùng vô cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy nàng. Nàng co lại trong góc, ôm lấy hai chân, cúi đầu, vô cùng e ngại. Nàng còn đang thấp giọng nói chuyện, có thể trong tay mấy cái con rán nhỏ bỗng nhiên biến đến vô cùng rét lạnh, Vi sinh mặc nhiễm buông lỏng ra nắm chặt tay cầm, bất ngờ phát hiện những thứ này con rán nhỏ, đã không nhúc nhích, hoàn toàn biến thành từng khối sắt. Lại không đáp lại. Nàng kêu rất lâu, cũng không có phản ứng. Không biết, hắn nghe được lời nói của ta không có. Nàng nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn lên trên trời cái kia lăn lộn mây hồng, toàn bộ thế giới đều tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong, giống như là từng tầng gông xiềng. Thế giới cho sinh linh cung cấp an cư chi địa, nhưng cũng đem sinh linh vĩnh cửu xích ở đây, thoát ly hằng tinh nguyên, người nào đều không sống nổi. Thanh phách huy lực, sẽ từ từ dung hội nói thân thể của ngươi, nó nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Chỉ là, tại tiêu trừ thanh phách trước đó, ngươi tuyệt đối không nên trở về, nếu không Huyễn Thiên thần tộc nhất định sẽ tìm tới nơi này. Nếu như có thể, đến lúc đó lại mau cứu cá nhỏ đi. Hy vọng ta có thể kiên trì đến, ngươi trở về thời điểm. Nàng đem những cái kia ngủ đông con kiến nhỏ, một mực nắm ở trong tay, một khắc đều không bỏ được buông ra, bởi vì nàng biết, cái gì thời điểm những vật nhỏ này sống qua, hắn cũng liền trở lại. Bỗng nhiên, bên người những cái kia vô mộng tiên quốc các cường giả, bỗng nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Bầu không khí biến đến huyết tinh mà tử tịch. Nàng run run một chút, bởi vì nàng biết, cái kia chúa tể vô mộng tiên quốc người trở về. Nàng run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt biến đến vô cùng mờ mịt. Bởi vì, nàng nhìn thấy là một cái thống khổ người, hắn khôi phục dáng vẻ của nam nhân, chỉ là toàn thân đều là xương máu, ngập trời tử vong oán khí quấn quanh ở trên người hắn. Mỗi một cái điểm oán khí, đều là từng chương chiến tử người mặt mũi. Da của hắn, tóc, ánh mắt, hết thảy, đều bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân trên dưới, thời khắc đều máu me đầm đìa. Mấy chục triệu người, mấy chục triệu huyết oán, đều hội tụ ở trên người hắn, không có một cái nào giới tử là sạch sẽ. Theo mặt mũi của hắn đến xem, hắn rất thống khổ, xưa nay chưa từng có thống khổ. Ây! Vi sinh mặc nhiễm đối mặt lên ánh mắt của hắn. Từng bước một lui lại. Thanh phách, bị tinh hải thần hạ mang đi. Vô mộng tiên quân cái kia máu tanh hai mắt, nhìn chòng chọc vào nàng, đem tất cả oán khí vung trên thân nàng. Muốn không phải vi sinh mặc nhiễm đem thanh phách cho Lý Thiên Mệnh, hôm nay liền sẽ không trời đưa đất đẩy làm sao mà bị hắn mang đi. Cái kia cửu long đế táng lái đi về sau, có Thái Dương đế tôn uy hiếp, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể dám trở về. Người biết, người hủy tộc ta đại kế biết không? Là chúng ta cái này chi nhánh, tìm được viên này trọng yếu nguyên thủy hằng tinh nguyên, chúng ta không mộng nhất hệ, vốn có thể lập xuống tuyệt thế đại công, hôm nay nhưng bởi vì ngươi, vài vạn năm nỗ lực, trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô mộng tiên quân nói mỗi một chữ, đều giận đến toàn thân đều đang phát run. Hắn oán niệm điên cuồng phóng thích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vươn tay, bắt lấy vi sinh mặc nhiễm hai tay, đem nàng khung lên, dùng tinh hồng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào nàng. Cá nhỏ, đã cái này sai lầm ngất trời, là ngươi phạm vào, đã thân thể của ngươi cùng linh hồn, đều là ta một bộ phận, như vậy, máu này oán niệm nỗi khổ, từ hôm nay trở đi, liền từ ngươi đến tiếp nhận. Nói xong, hắn giữ tợn cười lạnh. Không, vi sinh mặc nhiễm vừa hô lên cái này tuyệt vọng một câu, vô mộng tiên quân liền theo lấy đầu của nàng, trực tiếp tiến đụng vào lồng ngực của hắn, vạn vạn không nghĩ đến, cái này cái đầu vậy mà tan vào trên ngực của hắn, huyết nhục kết hợp lại cùng nhau. Ong ong ong, có lẽ là bởi vì cùng thuộc tại một cái thân thể nguyên nhân, trên người hắn huyết oán, vậy mà thật hướng về vi sinh mặc nhiễm lan tràn đi qua. Ầm ầm, cái kia hoàng kim đầu lâu giống như Thái Dương thần cung tại mất đi Thái Dương thần luân trưởng khống sau một đoạn thời gian, cũng không còn cách nào bảo trì đứng lơ lửng trên không trạng thái, trực tiếp từ trên trời nện xuống, đầu tiên là đập vào vạn cổ đế long vô cực kết giới phía trên, lại ngã lăn xuống đất phía trên, quả thực có một loại bị trảm thủ cảm giác. Mà lại, tại sau khi dừng lại, bởi vì mất đi trường khống, trên đó hai khỏa cỡ nhỏ hằng tinh nguyên tiến nhập trạng thái ngủ đông, cái này đã từng lửa nóng Thái Dương thần cung bắt đầu biến đến ảm đạm, mất đi thần thái, có điểm giống là ngay từ đầu cửu long đế táng. Cái này mang ý nghĩa, từng để cho Thái Dương vạn tông nghe tin đã sợ mất mật mấy triệu năm Thái Dương thần cung, hôm nay chính thức tắt lửa. T.
Tình cảnh này mọi người trước kia tưởng tượng qua, có thể căn bản không có khả năng thực hiện tính, cho dù là Thánh Long Hoàng ẩn vào Thái Dương Thần Cung, vậy cũng là 100% muốn chết, sao có thể trộm ra Thái Dương Thần Luân. Lý Vô Địch là quan trọng, chỉ có hắn có thể làm được. Lý Thiên Mệnh nắm giữ lại có thể khống chế tinh hải thần hạm, là một cái khác quan trọng. Hai cái kỳ tích, thúc đẩy trật tự chi địa trực tiếp bước vào không có tinh hải thần hạm thời đại. Trật tự thiên tộc tối cường binh khí, trực tiếp đóng băng. Tại Thái Dương Thần Cung trước mặt, cho dù là cửu kiếp đế tôn, đều chỉ có thể coi là nhị lưu uy hiếp. Cửu Long Đế Táng triệt để rời đi mây hồng, Thái Dương Đế Tôn nghiền ép hồng phát người thần bí, trực tiếp đuổi theo, ngay từ đầu mọi người còn có điều lo lắng, có thể khi bọn hắn nhìn đến cái kia nổi giận Thái Dương Đế Tôn theo mây hồng phía trên hạ xuống tới, không thu hoạch được gì thời điểm, Hiên Viên Long Tông cùng Thái Dương Vạn Tông đều triệt để sôi trào. Ầm ầm, vô tận ồn ào bao phủ. Này bằng với Thái Dương Thần Cung hết rồi. Đám tiền bối mấy triệu năm ác mộng, tiêu tán. Chỉ cần có Thái Dương Thần Cung tồn tại, không có bát giai trật tự kết giới tông môn, liền xem như nhất lưu thế lực, nói thí dụ như Thần Võ Đế Quốc, tại Thái Dương Thần Cung trước mặt, đều cùng giấy không sai biệt lắm. Không có Thái Dương Thần Cung, coi như trật tự thiên tộc đại quân vẫn là nhiều, còn có siêu cường giả cửu kiếp đế tôn, nhưng tối thiểu nhất, mọi người tại một cái cấp độ phía trên, mới hai lưu tông môn có lẽ đều có dũng khí chống cự. Ý nghĩa quá trọng đại. Mang ra 100.000 Long Hoàng. Là nhất đẳng đại công, mang đi Thái Dương Thần Luân, mới là thịnh thế công lao. Trong lúc nhất thời, Vạn Long Thần Sơn phía trên hơn 1 tỷ người, trực tiếp lệ nóng doanh tròng, bao quát rất nhiều vạn tông trợ giúp người, ào ào thở dài một hơi. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại có cái kia cửu kiếp đế tôn một người, là bọn hắn đối thủ. Phương Bắc không ngừng có truyền tin thạch tiến đến, lúc này thời điểm trật tự thiên tộc mấy trăm triệu đại quân đã vượt qua biên giới, một đường lên trùng sát. Vạn Tông đã hưng khởi ngăn cản, tất cả mọi người tại thủ hộ kết giới bảo hộ phía dưới, cái này một đợt trùng kích bởi vì phạm vi quá lớn, tạm thời không có quá nhiều hiệu quả. Nếu như cái này mấy trăm triệu đại quân, toàn bộ giết tới Vạn Long Thần Sơn đến, Vạn Tông thậm chí còn có tiền hậu giáp kích cơ hội. Không có Thái Dương Thần Cung, dù là chỉ là cấp 6 trật tự kết giới, chỉ cần toàn Tông trên dưới một lòng, cũng không có như vậy hủy đi. Dù sao, cái kia mấy trăm triệu đại quân cũng là phân tán. Dù sao bất kể nói thế nào, đã mất đi Thái Dương Thần Cung trật tự thiên tộc, tựa như là lão hổ không có hàm răng cùng móng vuốt, dù là trọng tải vẫn còn, đối châu nhóm uy hiếp cũng không có lớn như vậy, muốn là lá gan mập một chút, châu cũng có thể vừa mới cương. Kết quả là, mọi người tuy nhiên bị một cái Thái Dương Đế Tôn, dọa đến trốn ở trong kết giới, nhưng nói thật, tâm lý đã không có như vậy sợ. Không ra mọi người sở liệu, cái kia mất đi Thái Dương Thần Luân sau nổi giận Thái Dương Đế Tôn. Quả nhiên một người hướng về Vạn Long Thần Sơn tiến công mà đến. Đến mức lúc trước cái kia hồng phát người thần bí cùng hắn cộng sinh thú, trong lúc nhất thời đã ngã vào trong vũng máu, không rõ sống chết, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái kia nam nhân ngã xuống về sau, vẫn giơ cánh tay, hướng về Thái Dương Đế Tôn phương hướng dựng lên một cái ngón giữa. Không hề nghi ngờ, hắn thành công. Thái Dương Đế Tôn có bao nhiêu phẫn nộ, có thể thấy được hắn hôm nay bị đả kích liền lớn bấy nhiêu. Lý Vô Song chết. 50 triệu trật tự thiên tộc đại quân toàn quân bị diệt. Thái Dương Thần Cung tắt lửa. Tất cả đều là đả kích chí mạng. Dạng này bắt đầu so sánh, để Lý Khinh Ngữ cho chuồn đi, giống như đều không coi vào đâu. Mọi người trong mắt, cái kia tóc vàng cự đại thần linh, hắn đã mất đi nhất định trấn nhiếp lực, làm ra hết thảy đều chỉ có thể chút xuống phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Tiếp tục giữ vững. Đều đừng sợ, hắn hôm nay không được. Không có Thái Dương Thần Cung, một mình hắn có thể đối kháng có hơn 1 tỷ người trèo chống bát giai trật tự kết giới. Chơi hắn, giết chết hắn. Tất cả mọi người lá gan đều mập. Kim sắc lửa giận bao trùm tại kết giới phía trên, nhưng thủy chung không có cách nào xâm lấn kết giới một bước. Ngay cả như vậy, trên trời cái kia cửu kiếp đế tôn khủng bố thần uy, vẫn là chấn nhiếp rất nhiều người. Mà lại mọi người cũng không ngừng tiếp vào truyền tin thạch, cái kia mấy ức trật tự thiên tộc đại quân. Không lại dọc theo đường cợt nhả không sai, mà chính là toàn quân hướng về Vạn Long Thần Sơn xuất phát, khả năng trong vòng vài ngày thì có thể đến tới nơi này, đến lúc đó mấy trăm triệu đỉnh cấp đại quân công thành, Hiên Viên Long Tông vẫn là có rất lớn luân hãm khả năng. Nhưng không thể phủ nhận, trật tự thiên tộc cũng sẽ có càng lớn thương vong. Cái này có thể Thái Dương Đế Tôn trước đây không đánh mà thắng phương thức, hoàn toàn trái ngược. Mọi người chỉ có thể nói,
hôm nay có thể đem cái này cửu kiếp đế tôn bức bách đến một bước này, đều là Hồng Phát người thần bí, cửu long đế táng, 100.000 long hoàng những thứ này xuất hiện, đều không thể đoán được, bằng không Thái Dương đế tôn sẽ không thua đến thảm như vậy. Mà hết thảy này, đều là theo Lý Thiên Mệnh dùng vệ cốt nghĩ hại chết Lý Vô Song bắt đầu. Hết thảy trùng hợp tăng thêm Lý Vô Địch quan trọng xuất hiện, mới có thể để cho bầy mưu tính kế Thái Dương đế tôn thất bại thảm hại, thậm chí đã mất đi bộ phận lý trí. Thẳng đến tiến công một đoạn thời gian, hắn phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào cùng hơn 1 tỷ người trèo chống bát giai trật tự kết giới đối kháng, hắn mới thiêu đốt lên không, lấy vô cùng lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy cái này vạn long thần sơn, lại nhìn cái kia tắt lửa Thái Dương thần cung, còn có Lý Vô Địch cứng chắc ngón giữa. Ha ha! Hắn nhịn cười không được. Cười đến 10 phần cổ quái. Hôm nay thua thực sự quá mạc danh kỳ diệu, hắn đều bị chọc phát cười, nhiều như vậy bố trí. Vậy mà so ra kém mấy chục vạn năm trước cửu long đế tôn bố cục. Thủy long động đại quân buông xuống, còn có cửu long đế táng xuất hiện, đều là cửu long đế tôn thượng cổ di lưu, Lý Vô Địch cùng Lý Vô Song, là hắn ra sai lầm. Cả hai tụ hợp, nhất định thành cái chết của hắn cục. Thật sự là diệu, thật sự là khéo léo, lần này, vận khí cùng vận mệnh, đều không có đứng ở ta nơi này một bên. Một cái khí vận lớn hơn ta người, cướp đi hết thảy. Hắn là thật không nghĩ tới, cái kia cửu long đế táng lại là có thể, khởi động tinh hải thần hạm. Dù sao trên đời này, không có người biết thanh vân thần mộc công hiệu. Nhưng là, hắn nhìn qua dưới chân vạn long thần sơn. Cơn giận này, hắn nuốt không trôi. Triệu tập mấy trăm triệu đại quân, chính là vì dừng tổn hại, đều đến một bước này, tổn thất nhiều như vậy, còn không bằng thừa thế xông lên, phá hủy vạn long thần sơn, coi như không dựa vào Thái Dương thần cung. Hắn đều có rất lớn phần thắng. Thảm liệt khẳng định sẽ thảm liệt. Thế mà, 50 triệu đại quân không có, thảm liệt sớm lại bắt đầu. Cho nên hắn đang đợi. Hắn không đi, liền là nói rõ vạn long thần sơn thoát ly không được nguy hiểm, loại thời điểm này trừ phi toàn bộ vạn tông 100% liên hợp, nếu không không đủ chống cự cái kia mấy trăm triệu đỉnh cấp đại quân. Thái Dương vạn tông, nhất định phải giành giật từng giây. Trên thực tế, Thánh Long Hoàng bọn người lúc này thời điểm ngay tại gặp mặt Bắc Đẩu Kiếm Tôn bọn người, cũng đang đàm luận vạn tông chân chính đồng minh, bước đi trật tự thiên tộc sự tình. Theo Thái Dương thần cung dập tắt, đây hết thảy tựa hồ có khả năng thực hiện tính. Vạn trong tông, quần hùng xúc động phẫn nộ. Để cho bọn họ tới, chỉ cần vạn cổ đế long vô cực kết giới không phá, một khi bọn họ đại quân xâm nhập chúng ta nội địa, chỉ cần chúng ta đều liên hợp cùng một chỗ, liền có thể làm sủi cảo, đem bọn hắn kẹp ở giữa. Thái Dương thần cung cũng bị mất, bọn họ còn chiến tử 50 triệu, đây là chúng ta vạn tông cơ hội tốt nhất, hiện tại sĩ khí cao nhất tăng, là thời điểm đến một trận doanh chiến, chính thức đặt vững tương lai 100 vạn năm bố cục. Không có tinh hải thần hạm, ta nói thật, bọn họ cùng chúng ta đã không có khác nhau, chỉ cần chúng ta vạn tông một lòng, thì tuyệt đối không phải bọn họ trên thất thịt. Loại này luận điệu, rất nhanh liền chiếm cứ chủ lưu. Thấy cảnh này, Thánh Long Hoàng thật cao hứng. Không sai, vạn tông đến liên hợp thời khắc, ta quyết định dẫn đầu, vì vạn tông cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng. Bắt đầu kiếm tôn gia hỏa này lại xuất hiện, bắt đầu dẫn đầu làm minh chủ. Chỉ là uy tín của hắn, lúc này thời điểm không có khả năng cùng Thánh Long Hoàng so sánh. Tại Thánh Long Hoàng đám người thống soái dưới, một cái hoàn toàn mới vững chắc vạn tông liên minh, lập tức liền muốn hình thành, một khi hình thành, thậm chí đều có thể mất quyền lực thiên cung, không lại cho bọn hắn cao như vậy quyền lực. Đúng vào lúc này, thiên cung người xuất hiện. Trên bầu trời bay tới 7 cái người áo bào trắng, bọn họ thần uy vạn trượng, xuất hiện ở Thái Dương đế tôn trước mặt, cùng Thái Dương đế tôn trực diện đối kháng. Oanh! Những ngày này cung thành viên tại người bình thường trong lòng địa vị vẫn là tương đối cao, bọn họ vừa xuất hiện, trực tiếp đưa tới oanh động. Thiên cung xuất hiện. Chúng ta được cứu rồi. Trật tự thiên tộc thất bại, Thái Dương đế tôn thất bại. Cũng liền Thánh Long Hoàng bọn người cười lạnh, bởi vì những người này sớm không xuất hiện, lúc này thời điểm đại cục đã định lại đến xuất hiện, không phải liền là đến đoạt công lao sao. Đoán chừng cũng là bởi vì Thái Dương thần cung không có, bọn họ mới có can đảm này đi. Thánh Long Hoàng các loại trong lòng người lại phiền chán, đều không thể không thừa nhận, thiên cung uy tín ở chính giữa tiểu tông môn trong lòng vẫn là thâm căn cố đế, cái này là thống soái vạn tông một cái đại phiền toái. Bởi vì Vi Thiên Cung rất có thể cùng bọn hắn ý chí khác biệt. Trên bầu trời, Thái Dương đế tôn hai mắt đốt cháy, nhìn chòng chọc vào bọn họ 7 người.
Cuồng phong loạn vũ, trên mặt bọn họ vôi ào 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 rơi xuống. Số 1, mang người người đi, đừng cản đường. Thái Dương Đế Tôn lãnh đạm nói. Đế Tôn, đế táng là nhà gỗ dở trò quỷ, cùng chúng ta không quan hệ. Đáp lại Thái Dương Đế Tôn, là một cái tóc trắng xóa lão nhân, thân thể của hắn đã khom người, cả người lộ ra cực kỳ già yếu, nhưng cũng cùng quỷ dị, hắn cũng là mặt mũi trắng nhất một cái. Ha ha, Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Lần này chúng ta đều nhà gỗ nói, không có cách, chúng ta cũng không có đoán trước. Số 1 nói tiếp, ta phải cho trật tự thiên tộc một cái công đạo, hôm nay hủy diệt hiên viên rừng tổn hại, là đường ra duy nhất. Thái Dương Đế Tôn nói. Số 1 lắc đầu, nói, Đế Tôn, ngươi minh bạch, bởi vì ngươi, chúng ta tại Vạn Tông sự tín nhiệm giảm xuống, hiện tại bọn hắn chính mình kết thành liên minh, nếu như ngươi tiếp tục công kích, chỉ làm cho trật tự thiên tộc mang đến càng lớn thương vong, những người này liên hợp lại, thực lực sẽ không kém, mà lại căn bản giết không sạch sẽ. Đây hết thảy Đế Tôn chính mình cũng có thể phán đoán, ngươi chỗ lấy tiếp tục khư khư cố chấp, cũng chỉ là bởi vì ngươi chưa từng bại, quá mức phẫn uất, đây là ngươi lần thứ nhất khí phách hành sự. Mời ngươi nghĩ lại, hôm nay ngừng chiến, mới gọi dừng tổn hại. Thái Dương Đế Tôn ngắm nhìn hắn, thật lâu không nói lời nào. Hô! Thái Dương Đế Tôn thở phào một cái, bỗng nhiên toát ra vẻ tươi cười, nói, ngươi nói không sai, ta là quá lâu không có thua qua, cho nên bị tâm tình nắm trong tay. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Nói xong về sau, hắn ý vị thâm trường nhìn số một bọn người liếc một chút, thanh âm càng thâm trầm lên, nói, mà lại, Thái Dương Thần Luân tuy nhiên quan trọng, có thể ta trật tự thiên tộc tổ tiên sớm có đoán được mất đi khả năng, sau đó nhiều đời như vậy người cùng một chỗ chế tác một cái, dự bị thần luân, đến ta cái này đệ nhất cũng nhanh làm xong, trước kia không dùng được, nhưng bây giờ, ta phải tốn thêm chút thời gian cùng thời gian đi hoàn thiện nó. Lời này vừa nói ra, bảy vị thiên cung thành viên đều là trì trệ, sắc mặt đều có chút khó coi. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không có dự liệu được, dự bị thần luân xuất hiện. Đương nhiên, khó phân thật giả. Chỉ bất quá, Thái Dương Đế Tôn cần đe dọa sao? Giống như không cần. Nói ra câu nói này về sau, Thái Dương Đế Tôn toàn thân hỏa diễm đều tại tiêu tán, hắn bẩy một chút áo bào, cả người đều biến đến dễ dàng hơn, thản nhiên nói, ta thật phải cảm tạ các ngươi, để cho ta thanh tỉnh một chút. Đế Tôn thanh tỉnh đến thật nhanh, số một cười khổ nói. Đến cùng là thanh tỉnh, vẫn là chỉ là cần một bậc thang. Dù sao Thái Dương Đế Tôn trực tiếp bất giận, loại tâm tình này trưởng khống lực, cũng khá kinh người. Các vị, chờ xem, hôm nay thất sách, bất quá chỉ là thời gian trì hoãn, ngày khác dự bị thần luân hữu hiệu, ta lại đến lấy đi Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Đế Tôn nói xong, quay người rời đi, hắn nhảy xuống, nhấc lên Lý Vô Địch cùng lớn như vậy huyết sắc côn bằng, rời đi đến tương đương tiêu sái. Toàn bộ chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thiên cung cường giả vừa xuất hiện, Đế Tôn liền bị hù chạy. Bọn họ cũng quá mạnh đi. Đế Tôn chạy thật dứt khoát, cùng chó sủ giống như, ha ha. Đến thời khắc này đến, Vạn Long Thần Sơn bên trong những người tu luyện, rốt cục dễ dàng, thật nhiều người vui đến phát khóc. Không hề nghi ngờ, thiên cung lại lần nữa thành lập một chút uy tín. Thậm chí nhiều một chút sắc thái thần bí. Trên thực tế, vừa mới vốn là muốn hình thành, loại bỏ thiên cung vạn tông liên minh, tại Đế Tôn sau khi rời đi bỗng nhiên tiêu tán, rốt cuộc liên hợp tất yếu. Làm truyền tin thạch truyền đến mấy trăm triệu trật tự thiên tộc lui quân tin tức về sau, càng là có một loại khắp trốn mừng vui cảm giác. Bất quá, vạn tông một lòng, loại bỏ thiên cung khả năng, triệt để không có. Cho nên nói, thiên cung xuất hiện, bước lui, Đế Tôn, tới đúng lúc. Cái này ảo diệu bên trong, người bình thường là không nghĩ ra. Chúc mừng các vị, Vạn Tông không phải lo rồi. Cùng kêu lên nói xong câu đó về sau, thiên cung bảy người tiêu sái rời đi, lại lần nữa tăng thêm một số sắc thái thần bí, để vô số bên trong tiểu tông môn trợ giúp người cao giọng hô hoán, vô cùng cuồng nhiệt, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh công lao. Mà thiên cung bảy vị, cũng không có cùng mọi người nói dự bị thần luân sự tình. Chờ bọn hắn đi. Vạn Long Thần Sơn bầu không khí triệt để biến đến dễ dàng. Thánh Long Hoàng cùng Bắc Đầu Kiếm Tôn bọn người, sắc mặt lại biến đến phá lệ ngưng trọng. Đế Tôn nguôi giận quá nhanh, hắn không tái phát để lộ, đối với chúng ta mà nói, mới là nguy hiểm nhất. Bắc Đầu Kiếm Tôn nói. Ngươi xem thấu, ta cũng thấy rõ, thiên cung là đứng tại hắn bên kia. Thánh Long Hoàng cười lạnh. Quá vô sỉ.
Lần này tuy nhiên ngừng chiến, nhưng không hề nghi ngờ, càng lớn bóng mờ bao phủ tại vạn tông trên không, mà đại đa số bên trong tiểu tông môn căn bản không biết, đã bắt đầu đang ăn mừng thắng lợi. Tiểu tử kia bay, các ngươi nói, hắn sẽ còn trở về sao? Bắc đầu kiếm tôn chỉ thượng thương hỏi. Hắn a, Thánh Long Hoàng hít sâu một hơi. Rời đi trật tự chi địa, hắn có thể tốt hơn trưởng thành, chờ hắn trở về ngày nào đó, mới là vạn tông chân chính là một thống thời khắc. Tin tưởng ta, bọn họ này một đám hài tử, mới thật sự là thiên cung, chỉ có bọn họ, tránh thức kế thừa thiên cung ý chí. Thánh Long Hoàng phát ra từ đáy lòng nói. A, ta chỗ đứng, ta theo ngươi. Bắc đầu kiếm tôn nói. Vì cái gì? Thánh Long Hoàng nói. Vạn tông đại nạn lâm đầu, mà ta thuộc về mảnh đất này. Bắc đầu kiếm tôn. Kỳ thật, cái này liền đầy đủ. Chỉ là thủ vệ gia viên, kéo dài chủng tộc truyền thừa mà thôi. Thây ngang khắp đồng chiến trường, khắp nơi đều là biển máu. Một cái toàn thân vết máu nữ nhân, tại núi thây biển máu bên trong từng lần một tìm kiếm, rốt cục, nàng tìm được một cái lạnh lùng trung niên nhân. Hắn không có có nhận đến vết thương chí mạng nhưng đã chết. Đó là bởi vì, hắn đã sớm chết. Hiên ca. Nữ nhân ôm lấy thi thể của hắn, phủ phục tại lồng ngực của hắn khóc giống. Tại Thủy Long Động đứng nhiều năm như vậy, có thể nhập thổ vi an. 100.000 Long Hoàng, hắn giết ở hàng đầu, vì Hiên Viên Thần Long, cống hiến một lần cuối cùng lực lượng, sau cùng mới ngã xuống. Nàng đem Long Quân Hiên thi thể, đặt ở một bộ trong quan tài kiếng. Bên cạnh còn có một cái quan tài thủy tinh. Đó là một cái nam tử áo đen, hai tay của hắn để ở trước ngực, vô cùng an tường. Tịnh thế Bạch Linh Long trở đi hai cỗ quan tài thủy tinh, bay lên mà lên. Vô tự đại lục, khoảng cách Vạn Long đại lục cũng không xa. Vạn Long đại lục chiến hỏa ngập trời, mà vô tự đại lục lại vô cùng an bình, giống như là ngủ say một dạng. Đó là bởi vì, bọn họ căn bản cũng không có tham chiến, lần này Vạn Tông liên hợp, bọn họ không có ra một binh một tốt. Đối rất nhiều tông môn tới nói, vô tự đại lục cũng là cấm địa, rất nhiều ngộ nhập trong đó người, đều sẽ bị vô tự thần điện giết chết. Tại vạn tông thiên bảng phía trên, vô tự thần điện có thể nói là thần bí nhất tông môn. Bọn họ điệu thấp làm cho người khác giận sôi. Vô tự thần điện người, cũng rất ít ra ngoài, dường như cùng vạn tông không tại một chỗ, mãi mãi cũng phong bế ở trong thế giới của mình. Hôm nay vô tự thần điện, còn là giống nhau tĩnh mịch. Mà ở thần điện chỗ sâu một tòa tế đàn phía trên, lại truyền đến thống khổ kêu thảm. Không, không. Một cái gầy gò, không có tóc quỷ thần tộc thiếu niên, bị hai một trưởng bối áp lấy, xuyên qua dài dòng hắc ám thông đạo, đi tới nơi này tế đàn trước. Tế đàn phía trên, có một cái to lớn màu trắng thiên lang điêu khắc, cái kia ngẩng đầu đầu sói vô cùng võ dũng, hai mắt bắn ra quỷ dị ánh sáng màu lam, chiếu rọi ở phía trên thân. Không, thiên lang điêu khắc vậy mà mở miệng. Phát ra rộng rãi thanh âm. Thiếu niên ngốc trệ ngẩng đầu. Ngươi trưởng thành, đốt cháy hoàng tộc huyết mạch, làm cho tộc nhân nghe thấy được chúng ta thiên lang hoàng tộc vị đạo. Ngươi hy sinh, sẽ tạo phúc vô số tộc nhân. Đây là huyết mạch vinh diệu, ngươi cần phải tự hào. Thiên lang điêu khắc nói. Không, ta không muốn chết, các ngươi chỉ là muốn dẫn tới thiên lang tinh. Không, lớn tiếng sầu thảm nói. A, thân là thiên lang hoàng tộc, ngươi lại không có phụng hiến chi tâm. Ngược lại sinh ra dị tâm, ngươi không xứng nắm giữ huyết mạch, đưa ngươi đốt cháy, là ngươi tác dụng duy nhất. Thiên lang điêu khắc nói xong, phía trước tế đàn ầm vang triển khai, một cái tràn đầy thảm bạch sắc hỏa diễm hố sâu xuất hiện tại, không, trước mắt. Hoảng sợ. Hắn hít một hơi lãnh khí. Bởi vì ngọn lửa màu trắng này, chỉ thiêu đốt huyết nhục, không thiêu đốt xương cốt, cái này dẫn đến cái này dưới tế đàn, có mấy triệu hài cốt. Mỗi một bộ bị đốt cháy trăm vạn năm hài cốt. Đều là tương lai chính mình. Không, run rẩy. Hắn không có cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Từ hắn xuất sinh thì đã định trước, hắn nhân sinh cuối cùng, cũng là tại sinh đẻ về sau, bị quăng vào nơi này. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao mỗi một cái thiên lang hoàng tộc, xuất sinh về sau, thì không có cha mẹ. Mênh mông trật tự tinh không, ở vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cửu long đế táng, trong ngoài. Đều biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh có thể thông qua thao túng cửu long đế táng hạch tâm kết giới, để đám người bọn họ càng thấy rõ ràng phía ngoài quang cảnh. Từ khi rời đi trật tự chi địa về sau, trước mắt bao la hùng vĩ cảnh sắc cơ hồ cũng không hề biến hóa qua. Bây giờ, trước sau trái phải trên dưới, đều là đầy trời lập lòe tinh thần.
Bọn họ tựa như là tại biển cả bên trong lái một chiếc thuyền con vận chuyển, rất dễ dàng liền sẽ mất đi phương hướng, sau đó cũng chỉ có thể mờ mịt phiêu đãng. Trật tự tinh không so biển cả phức tạp hơn. Bởi vì biển cả chung quy là mặt phẳng, là tinh không là lập thể. Chui vào trật tự tinh không chỗ sâu, chớ nói trước sau trái phải, có lúc liền lên dưới đều không phân biệt được. Kết quả là, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh thì lạc mất phương hướng. Cái này nửa canh giờ hắn còn đang quen thuộc Cửu Long Đế Táng thao túng phương thức, chuyên chú lực đều ở phía trên, chờ hắn rốt cục đem cái này một đầu trong tinh không lao nhanh cự thú đẻ lại, nhìn lại lúc hắn thì triệt để ngây ngẩn cả người. Trật tự chi địa đâu? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Sau lưng tinh không mịt mùng, một mảnh hư vô. Có linh tinh mấy cái điểm tinh quang, lại căn bản không biết cái nào là trật tự chi địa. Cái kia nóng rực đại hỏa cầu, đã sớm biến mất trong tinh không. Tại phía sau hắn, Khương Phi Linh bọn người càng mộng. Không biết a, không phải ngươi mở thuyền à? Lý Thiên Mệnh nhất thời phiền muộn. Hắn tính toán là chân chính ý thức được, trật tự tinh không bên trong hằng tinh nguyên thế giới, vì sao giao lưu hội ít như vậy, rõ ràng có ánh sáng sáng, lại có thể ẩn nấp vị trí. Đó là bởi vì, một khi một cái thiêu đốt hằng tinh nguyên, biến thành một cái điểm sao, vậy liền căn bản không biết ai là ai, càng không biết xa gần, thậm chí có khả năng phương hướng đều có vấn đề. Có chút thì tại phía trước hằng tinh nguyên thế giới, nếu là quả thực là thẳng tắp hướng bên kia đi, còn có thể càng chạy càng xa. Tinh không, cùng lục địa căn bản khác biệt. Đây là một cái thật lớn, vĩnh hằng, không có tận cùng thế giới. Nhìn chằm chằm điểm sao tiến lên, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt, rất có thể có chút cường đại hằng tinh nguyên thế giới, tại chỗ rất xa thì bố trí có bẫy dập. Như Cửu Long Đế Táng loại này tinh hải thần hạp, rất dễ dàng bị thấy rõ, rảo sát. Trước kia có chút chắc hẳn phải vậy, hiện tại thật đi ra, mới biết thế giới bên ngoài không đơn giản. Lý Thiên Mệnh sâu sắc ý thức được vấn đề này. Khống chế Cửu Long Đế Táng rời đi trật tự chi địa thì an toàn sao? Sai. Rất có thể, cái này mênh mông rộng lớn tinh không, mới thật sự là hắc ám rừng rậm. Người bình thường căn bản không biết, những cái kia đến từ cường đại hằng tinh nguyên thế giới thợ săn, đến cùng giấu ở nơi nào. Như Cửu Long Đế Táng loại này vũ trụ trọng bảo, bị mấy cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi trưởng khống, bất kỳ người nào đụng tới, sợ là đều phải cười đến rụng răng. Lý Thiên Mệnh có chút có tóc tê dại. Hắn rõ ràng biết, tình cảnh của bọn hắn khả năng so tại trật tự chi địa nguy hiểm. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập khiêu chiến, nếu là bởi vì e ngại mà không dám tiến lên, vậy liền không cần đạp vào tu hành chi đồ. Hắn đổ là còn có thể nghĩ thông suốt. Việc cấp bách, vẫn là trước đem Thái Dương Thần Luân mang đến càng xa, đi một cái Thái Dương Đế Tôn chỉ dựa vào nhục thân vượt qua tinh không, hoàn toàn nơi mà không đến được. Hắn tuy nhiên không nhìn thấy trật tự chi địa, nhưng hắn cảm thấy đoạn này khoảng cách còn chưa đủ. Nếu như Thái Dương Đế Tôn cùng Thái Dương Thần Luân có cảm ứng lời nói, có lẽ mấy tháng, mấy năm, là hắn có thể tìm tới nơi này. Tiếp tục, càng là tiến lên, Lý Thiên Mệnh tâm tình thì càng chấn động. Trật tự tinh không quá lớn. Mặc kệ phi hành bao xa, mãi mãi cũng giống như là dậm chân tại chỗ. Vũ trụ mênh mông, để biết rõ nói ra chân tướng các phàm nhân tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh bọn họ hiện tại thì là một đám tuyệt vọng phàm nhân. Bọn họ tại vũ trụ tinh không vận chuyển. Giống như một đám trẻ sơ sinh lái thuyền ngao du biển cả, bọn họ đối mặt đều là không biết cùng không có tận cùng, đồng thời đối không biết nguy hiểm sức chống cự cực thấp. Một trận bão táp dẫn đến lật thuyền, một đám trẻ sơ sinh nơi nào có đường sống. Một ngày, hai ngày, 10 ngày thời gian trôi qua, đối bọn hắn tới nói nhưng thật giống như đi qua hơn mấy tháng. Loại kia tĩnh mịch cảm giác, thực sự quá dài dằng dặc. Trong khoảng thời gian này, Dạ Lăng Phong khôi phục được càng ngày càng tốt. Dần dần khôi phục thần trí. Huỳnh Hỏa bọn họ cũng dần dần đem Cửu Long Đế Táng xem như là nhà mới, lạc quan bọn họ, đã sớm ở chỗ này chơi đến quên cả trời đất, để cái này lớn như vậy Cửu Long Đế Táng biến đến 10 phần náo nhiệt. Tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, cùng thanh vân thần mộc loại cây cùng một chỗ sinh trưởng tốt. Lam Hoàng mỗi ngày đều tại Đế Táng rắc rối phức tạp thông đạo bên trong chạy bộ, còn tìm thái cổ tà ma chơi chơi trốn tìm trò chơi. Ngân Trần thì đuổi theo Lam Hoang cho nó tắm rửa. Miêu Miêu càng không cần phải nói, cái này dài dằng dặc tinh không lữ trình, quả thực cũng là thiên đường của nó. Nó từ khi lên thuyền về sau, thì oa tại trên mặt đất ngủ ngon. Ngủ được mũi nổi bong bóng, không còn có tỉnh lại qua. Đến mức Huỳnh Hỏa.
Khụ khụ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi xem một chút ca cơ bụng, có hay không động tâm cảm giác? Ngươi khác không để ý ta à? Phải chăng ta uy mãnh, để ngươi tự ti mặc cảm? Gia hỏa này bày ra to lớn hỏa diễm phượng hoàng chân thân, mỗi ngày tại Sóc Nguyệt trước mặt tú cơ bắp cùng lông vũ. Nó tán gái lý luận trí thức tăng mạnh, thật làm cho nó đi lên thao tác, quả thực như cái khở bức. Sóc Nguyệt tiến hóa làm thất tinh thần thú về sau, quả nhiên mỹ rất nhiều, cái kia trắng noãn lông vũ, dáng người rong ròng cao, cao quý thần thái, đều bị Huỳnh Hỏa gọi thẳng gặp ái tình. Đây là thanh mai trúc mã lại gặp lại. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cùng ta bị rực xong phi được chứ? Bay cái đầu của ngươi, khá hơn chút năm không thấy, ngươi vẫn là một cái ấu trĩ gà. Sóc Nguyệt dở khóc dở cười. Đúng, ta chính là ấu trĩ mới có thể vui. A phi, Huỳnh Hỏa tâm lý giật mình, ám đạo tiếp tục như vậy không mở được hậu cung, vội vàng đề cao tư thái. Đa tình mà không thâm tình, mới là kê ra đường. Thời gian dài, Lý Thiên Mệnh đối Cửu Long Đế Táng thao tác thư thích hơn một số. Trước mắt vô tận tinh không phóng tầm mắt nhìn tới, trừ không gian vẫn là không gian, đem Cửu Long Đế Táng trên dưới xoay chuyển 72 độ quay người cũng không có vấn đề gì. Sau đó, phần lớn thời gian hắn đều bị hắn tự động tiến lên, dù sao tốc độ đã thức dậy. Hiện tại Cửu Long Đế Táng, trong tinh không cũng là một đạo thế bất khả kháng tia sáng. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh bọn họ không đi ra, cái gì thần dương vương cảnh đi ra chặn đường, đoán chừng phút chốc đều sẽ bị đụng thành cho tàn. Hắn một chút nhàn rỗi, đầu tiên là nhìn Dạ Lăng Phong tình huống. Có Lý Khinh Ngữ tỉ mỉ lòng chiếu cố, hắn khôi phục được không tệ, đã có thể bình thường đứng thẳng. Trước đây hấp thu quá nhiều phế đan, đó cũng là thời gian quá mức khẩn cấp, nguyên thủy chi môn còn không có tiêu hóa xong thiệt, kinh lịch những ngày này một lần nữa luyện hóa, da của hắn cũng một chút khôi phục một chút huyết sắc. Khí sắc càng khá hơn một chút. Không có việc gì liền tốt. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tạm thời đem tâm để xuống. Quay đầu nhìn lại, Lý Khinh Ngữ còn tại kinh ngạc nhìn Cửu Long Đế Táng phía sau, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ca, nàng mím môi một cái, muốn nói lại thôi. Tinh không quá loạn, ta đã sớm đã mất đi phương hướng, trật tự chi địa không nhất định ở phía sau. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Nàng một mực hướng phía sau nhìn, cũng chỉ là thói quen. Nói cách khác, cũng tìm không được nữa trở về trật tự chi địa đường thật sao? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Có khả năng, bất quá ta đoán chừng Cửu Long Đế Táng bản thân cần phải có trở lại trật tự chi địa phương pháp, chỉ là ta tạm thời còn không có nắm giữ. Ta còn có ba kiếm cần học tập, trước mắt đối Cửu Long Đế Táng trưởng khống, ước chừng chỉ có một phần tư hai bên. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn rất có sức mạnh, đầy đủ để người yên tâm. Tinh hải thần hạm công hiệu rất nhiều. Tỷ như Thái Dương thần cung cái kia kém chút hủy diệt vạn cổ đế long vô cực kết giới công kích cũng là một loại. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trước mắt chỉ có thể sơ bộ điều khiển, tiến lên lui lại, chỉ có thể làm một cái siêu cấp công cụ giao thông. Mà không phải cỗ máy chiến tranh. Vậy là tốt rồi. Lý Khinh Ngữ còn tưởng rằng, lại không hy vọng trở về. Khinh Ngữ, yên tâm đi, cha ngươi nói, mặc kệ như thế nào hắn đều là không chết được. Nếu như chúng ta cũng có ngày có thể trở về. Nhất định nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra ma chảo. Khương Phi Linh lôi kéo tay của nàng nói. Các nàng vốn là người đồng lứa, lúc này Khương Phi Linh lại trở thành một cái phấn nộn tiểu cô nương, cùng cái búp bê giống như. Ngay cả như vậy, sự an ủi của nàng vẫn là để Lý Khinh Ngữ tâm tình một chút đã thả lỏng một chút. Hắn không phải người bình thường, nhất định có thể chịu đựng. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đây là hắn đối Lý Vô Địch lòng tin. Trở về trật tự chi địa, đây cũng là Lý Thiên Mệnh niềm tin. Bây giờ không thể làm gì đã mất đi trật tự chi địa vị trí, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Cửu Long Thiên Kiếp kiếm phía trên. Việc này cũng không vội vàng được. Đi vào tinh không, ngược lại ngăn cách, lại được làm thế nào? Đây mới là Lý Thiên Mệnh nhất định phải suy nghĩ bước kế tiếp. May mắn, chúng ta thiên vị kết giới. Thiên vị kết giới, có thể cho phép bốn người tiến vào Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh. Bên kia có thiên hồn tu hành, tăng thêm đế táng loại cây chứa đựng đại lượng hằng tinh nguyên, bọn họ tuy nhiên trong tinh không vận chuyển, nhưng tu vi lại hoàn toàn không có chậm trễ. Nếu không có tinh hải thần hạm, đi tới nơi này vô ngân tinh không, sớm muộn đều phải phế bỏ. Ở trong đó, Lâm Tiêu Tiêu tạm thời không cần tiến huyễn thiên chi cảnh. Bởi vì, Vạn Long Thần Sơn chi chiến, bên trong, thái cổ tà ma lén lút,
dùng bụng nuốt vô số thiên hồn. Hiện tại nó cũng không dám động, to lớn bụng thời khắc đều là đỏ bừng, Huỳnh Hỏa còn mỗi ngày chế giễu nó mang thai, đem thái cổ tà ma khí đến sắc mặt tím lại. Vì mạnh lên, nó chỉ có thể chịu nhục. Nhìn nó bộ dạng này, rõ ràng là buồn bực thanh âm phát đại tài. Thái cổ tà ma kỳ quái giống như đến bị mất không ít trí nhớ, còn có điên đảo, sai chỗ, hỗn loạn tình huống, nhưng Lý Thiên Mệnh đã không có còn lại hướng đạo. Đi tới nơi này tinh không phía trên, hắn chỉ có thể cưỡng ép lôi kéo thái cổ tà ma, gặp phải không hiểu sự tình đều hỏi nó. So như lúc này, Cửu Long Đế Táng phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc ám bóng mờ. Đây đã là tinh không vận chuyển ngày thứ 20. Giảm tốc, thái cổ tà ma dọa đến trong bụng thiên hồn, đều nhanh phun ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nắm bánh lái kết giới, trình độ lớn nhất giảm xuống tốc độ. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt phung bánh lái kết giới, muốn theo bóng tối này bóng mở bên cạnh chui qua. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai. Bánh lái kết giới chuyển một cái, Cửu Long Đế Táng nhất thời hai bên lay động, tại chỗ, lật xe, trong nháy mắt xoay tròn thành một cái mâm tròn, trong tinh không xoay một vòng, hướng về cái kia vô biên to lớn hắc ám bóng mở đập lên. Ao ao ao, Cửu Long Đế Táng bên trong, ngay tại chiêu chọc muội Huỳnh Hỏa nhất thời cùng Sóc Nguyệt đụng vào nhau. Hai chim hai cánh triển khai, cùng một cái bóng giống như đâm đến nghiêng trời lệch đất. Ngay tại trong mộng đẹp ngao du miêu miêu bị quăng đến phi thiên độn địa, trực tiếp miệng sùi bọt mép. Lam Hoang thì đâm vào thái cổ tà ma trên phần bụng, dẫn tới thái cổ tà ma đánh một tiếng ợ một cái, trực tiếp phun ra không ít thiên hồn. Cộc cộc cộc, cái kia vô số không có ở đây ngân trần, ào 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 đánh ở trên mặt. Linh Nhi, nắm chặt ta. Lý Thiên Mệnh liền vội vươn tay ôm một cái. Không nghĩ tới Khương Phi Linh sớm đã bị vung bay ra ngoài. Hắn đem một người khác kéo vào trong ngực, cúi đầu xem xét, chính là Dạ Lăng Phong. Làm gì? Dạ Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Đi ngươi. Một trận này kịch liệt va chạm, quả thực cũng là long trời lỡ đất. Không có quan hệ gì với ta. Lý Thiên Mệnh mặt mũi bầm dập. Hắn có thể sẽ không thừa nhận, là hắn thao tác vấn đề. Thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng nắm chặt bánh lái kết giới. Ra sức ổn định, cái kia Cửu Long Đế Táng mới đình chỉ đảo quanh. Nhưng, trước mắt toàn bộ thế giới đều đã đen. Nói rõ, chướng ngại vật, liền tại bọn hắn trước mắt. Tới gần, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đây là một cái có thể so với hàng tinh nguyên thế giới cái kia thật lớn ngôi sao màu đen. Hắn đã thấy cái này tinh thần mặt ngoài sơn mạch, hố sâu các vùng hình. Thể tích của nó so mặt trời cũng còn muốn lớn hơn một chút. Đây chính là Lý Thiên Mệnh tới gần nó về sau, hoàn toàn không có cách nào tránh đi nguyên nhân. Lúc này thời điểm, chỉ trong nháy mắt, Cửu Long Đế Táng thì ầm vang đập xuống, trực tiếp xuyên thấu một tầng hắc vụ, lấy tốc độ khủng khiếp đụng vào cái này ngôi sao màu đen phía trên. Ầm ầm, cái này va chạm, điên rồi. Toàn bộ Cửu Long Đế Táng đều tại rung động kịch liệt, điên cuồng đánh lăn. Đế Táng bên trong người, tức thì bị vung đến hoài nghi nhân sinh. Đến sau cùng, cảm giác não tử đều bị đụng nổ. Còn tốt, Thanh Vân Thần Mộc loại cây đầy đủ mềm mại, Cửu Long Đế Táng cũng đầy đủ cứng rắn, trận này khủng bố va chạm mới dừng lại xuống tới. Tất cả mọi người chưa tỉnh hồn. Thái cổ tà ma thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. May mắn là một cái tử tinh, muốn đây là một cái, giả tử tinh, các ngươi khống chế tinh hải thần hạm dạng này đập xuống đến, tuyệt đối mất mạng. Cái gì là giả tử tinh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử tinh, chính là không có hằng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên tinh thần thế giới. Chín tầng địa ngục cũng là hắn một. Tạo thành loại tình huống này, có thể là vũ trụ nguyên lực thiêu đốt hầu như không còn, thế giới tự nhiên diệt vong, cũng có thể là hằng tinh nguyên bị lược đoạt. Thành tử tinh, lại không có còn lại hằng tinh nguyên thế giới chiếu rọi, khả năng liền cơ bản nhất thiên địa linh khí đều rất mỏng manh, so Viêm Hoàng đại lục đều kém. Cái này tử tinh, sớm muộn sinh linh diệt tuyệt. Cho nên bọn họ chạm đất giờ khắc này tinh thần cho dù có sinh linh, đoán chừng cũng không có nhiều. Lại càng không có cường giả. Dù sao, đây là một cái so 9 tầng địa ngục còn muốn hắc ám thế giới. Chính là bởi vì không có có hằng tinh nguyên, không có chút điểm ánh sáng, thẳng đến Cửu Long Đế Táng đụng vào nó trước mặt, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện nó. Cứ như vậy, giả tử tinh, cái từ này thì rất thú vị. Hành tinh chết, còn có thể là giả. Cái gọi là giả tử tinh, cũng là một số đỉnh cấp hằng tinh nguyên thế giới, tại tinh thần thủ hộ kết giới bên trong tăng thêm một loại kết giới,
đem toàn bộ thế giới hằng tinh nguyên đều phong cấm thu nạp, không tạo thành mảy may tiêu tán. Chuyện này có thể khiến đến thế giới của bọn hắn, tương đương với tại trật tự tinh không ẩn hình, mặc kệ là tránh né cường địch vẫn là xâm lược địch nhân, thân từ một nơi bí mật gần đó địch nhân vĩnh viễn lớn nhất ưu thế. Thái cổ tà ma nói, cái này đều được, chúng người tê cả ra đầu. Nói như vậy, trật tự tinh không còn có nhiều như vậy ẩn hình thế giới, sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Nói cách khác, chúng ta mắt thường có khả năng nhìn đến những cái kia nắm giữ ngôi sao thế giới của ánh sáng, kỳ thật đẳng cấp đều tương đối thấp, chân chính quái vật khổng lồ, đều ẩn núp trong bóng đêm. Trật tự tinh không sinh tồn quy tắc, chân chính hằng tinh nguyên chiến tranh, đưa đến mới gọi chân chính diệt tộc. Trước mắt cái này một khỏa so 9 tầng địa ngục lớn hơn vô số tử tinh, có lẽ cũng là thế giới diệt vong chân thực khắc họa. Lý Thiên Mệnh bọn họ tạm thời theo Cửu Long Đế Táng đi ra, bất ngờ phát hiện Đế Táng đã ở cái này hoang vu thế giới, đâm vào một cái siêu cấp hố to. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới. Bọn họ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đến bây giờ đều không người chú ý, nói rõ nơi này rất có thể liền đơn giản nhất sinh linh đều diệt tuyệt. Dưới chân đất đá, lịch sử đều quá xa xưa. Thế giới rất lớn, nhưng là toàn bộ đều là đất hoang. Đi xuống xem một chút. Vòng vo tốt một vòng to về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện khắp nơi đều không có bất kỳ cái gì sinh linh. Hắn nhìn đến chung quanh lục địa khắp nơi đều là khe nứt to lớn. Những cái kia vết nứt rất có thể thông hướng lòng đất, cái kia chính là tụ biến kết giới vị trí. Một đường ghé qua hướng xuống. Càng là hướng xuống, thì càng âm lãnh, càng là hắc ám. Đây là không bình thường. Cầm giữ có hằng tinh nguyên thế giới, càng là hướng xuống, ngược lại sẽ càng là thiêu đốt. Thậm chí không cách nào sinh tồn. Các loại tiến vào sâu trong lòng đất, Lý Thiên Mệnh rốt cục xác định, cái này hắc ám ngôi sao hết trống không. Cái kia vốn nên có hằng tinh nguyên địa phương, đã rỗng tuếch. Cái này tinh thần nội bộ là một cái mục nát, xa xưa chỗ trống. Tụ biến kết giới sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có số ít thiên thần văn còn tại, hết sức dẫy dụa. Lý Thiên Mệnh tại trên mặt đất, rút ra một thanh vết dỉ loang lổ binh khí, bởi vì niên đại quá lâu. Cho dù là trật tự thần binh đều phế đi, nhổ một cái thì đoạn. Có rất nhiều chiến tranh dấu vết, nói rõ cái thế giới này hằng tinh nguyên, không phải tự nhiên tiêu vong, mà chính là bị đoạt đi. Lý Thiên Mệnh nói, cái kia cuộc chiến tranh tối thiểu có trăm vạn năm trở lên. Cho nên đến hôm nay, cái này một cái hắc ám ngôi sao mới có thể triệt để diệt vong. Hắn kiểm tra qua, một cây cỏ đều không có. Trật tự tinh không hằng tinh nguyên chiến tranh, quá kinh khủng. Khương Phi Linh ánh mắt u buồn mà nói. Kỳ thật chiến tranh cho tới bây giờ đều không xa. Hằng tinh nguyên, là sinh tồn cùng truyền thừa duy nhất căn cơ, tại tư nguyên chưa đủ tình huống dưới, tinh không vạn tộc vì truyền thừa tiếp, vì kéo dài sinh mệnh, chỉ có thể lẫn nhau cướp bóc, chinh chiến. Trật tự chi địa nội bộ chiến tranh, ai cũng không dám phạm phải quá đại sát nghiệt, giết chết ngàn tỷ thương sinh, nhưng là loại này hằng tinh nguyên chiến tranh, là bất kể sinh linh chết sống. Vũ trụ quy tắc. Cũng là như thế tàn khốc. Cường đại thị tộc càng ngày càng mạnh, nhỏ yếu thị tộc kéo dài hơi tàn. Hôm nay phồn vinh trật tự chi địa, ngày khác cũng có khả năng, biến thành cái này một khỏa từ đầu đến đuôi hành tinh chết. Bao quát phiêm hoàng đại lục ở bên trong vô số bị mặt trời chiếu rọi mà thu được sinh cơ hạt bụi thế giới, cũng chậm chết sớm vong. Mạnh được yếu thua, đây là vũ trụ pháp tắc, không cách nào sửa đổi. Chúng ta có khả năng làm, chỉ là đem hết toàn lực, đi thủ hộ tự mình. Lý Thiên Mệnh tâm lý có rất nhiều cảm khái. Hắn tiến vào hành tinh chết hạch tâm vị trí, lấy ra Thái Dương Thần Cung, Thái Dương Thần Luân, đưa nó sâu chôn ở chỗ này. Nơi này khoảng cách trật tự chi địa cần phải rất xa, ta về sau cuối cùng muốn trở về trật tự chi địa, thứ này tại trên người của ta, thì có trở lại Thái Dương Đế Tôn trong tay mạo hiểm, còn không bằng chôn ở chỗ này, cùng ngôi sao này cùng chết vong, sau đó lại không người đặt chân nơi này. Có lẽ... Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng là mấy triệu năm qua, một cái duy nhất khách tới thăm. Thái Dương Thần Luân trốn ở chỗ này, liền Lý Thiên Mệnh về sau đều chưa hẳn có thể tìm tới nơi này. Gặp lại, thế giới xa lạ. Mai táng tốt Thái Dương Thần Luân về sau, Lý Thiên Mệnh trở về Cửu Long Đế Táng. Một lần nữa cất cánh, xông lên tinh không. Ông, dù sao sớm cũng mất đi phương hướng, hắn liền tùy ý tiến lên. Bởi vì hắn biết. Tương lai quan trọng còn về việc tu hành. Chỉ có mạnh hơn, học tập càng nhiều Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, quen thuộc hơn Cửu Long Đế Táng, hắn mới có thể trở về mặt trời,
cùng trật tự thiên tộc cứng đối cứng. Sau đó, dài dằng dặc mà tu luyện khô khan kiếp sống bắt đầu. Kỳ thật cũng không buồn tẻ. Bởi vì có Huỳnh Hỏa những chuyện lặt vặt này bảo bối, còn có tiểu tiểu mỹ nhân trong ngực, tâm tình luôn luôn vui vẻ. Bất quá, đây hết thảy vui vẻ, vẫn là không đuổi kịp vô tận tinh không, cho mỗi người mang tới áp lực. Có lẽ loại này áp lực, gọi là nhỏ bé hoảng sợ chứng. Vượt qua vô số thế giới, cũng biết nhân lực nhỏ bé. So sánh thiên địa vũ trụ, nhân gian thị phi, đều là trò đùa. Có lẽ cái gọi là hằng tinh nguyên, chỉ là người nào đó vứt trên mặt đất hạt cơm, mà chúng ta những người tu hành này, bất quá là văn hương mà đến, bò ở phía trên con kiến. Chiến tranh hay không, sinh linh, đồ thán, đối vứt xuống hạt cơm người mà nói, dâu ria. Mấu chốt là, chúng ta thỏa đáng thật Đây chính là sinh mệnh ràng buộc. Trên thực tế vạn long thần sơn nhất chiến, có quá nhiều chúng sinh thần ý tín ngưỡng hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Cửu Long Đế Quân tăng thêm 1 tỷ thần long ngự thú sư đem Lý Thiên Mệnh nhìn thành Cửu Long Đế Tôn, đem ngập trời ý chí tụ tập ở trên người hắn, đem hắn nhìn thành trụ cột tinh thần. Loại tràng cảnh đó, hình ảnh, sâu hơn Lý Thiên Mệnh trong lòng đối đế hoàng chi đạo lĩnh ngộ. Đế hoàng thần ý bởi vậy trưởng thành. Trước đây vẫn luôn không có cơ hội, lúc này giảm xuống tốc độ tại tinh hải bên trong vận chuyển, đem chuyên chú lực thả về việc tu hành, hấp thu loại cây hằng tinh nguyên lực lượng, ngược lại để Lý Thiên Mệnh rất là thuận lợi. Hắn lại đột phá tiếp, đạt đến tinh tướng thần cảnh cấp 9. Tiểu Phong dựa vào đan quật, đánh bại Long Nhân Xá, cảnh giới vẫn là cao hơn ta một số. Bất quá, lấy thực lực trước mắt nhìn, ta thu thập Long Nhân Xá loại này thần dương vương cảnh cấp thứ nhất thiên cổ thiên tài, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cẩn thận tính toán, chỉ cần về mặt chiến lực thần dương vương cảnh, đã liền có thể cùng những cái kia tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm trưởng bối sánh vai. Tiếp tục đi tới. Nói thật, trở về thời điểm, không có thần dương vương cảnh đỉnh phong thực lực, không có 100% nắm giữ Cửu Long Đế Táng, đừng nói là đối kháng Thái Dương Đế Tôn. Bây giờ đi về, cũng tương đương tại cho đối diện cơ hội, phản mà chạy thoát, mới có thể để cho Thái Dương Đế Tôn tâm lý ghim một cây gai. Tinh không vận chuyển, ngay từ đầu rất ngột ngạt. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thường xuyên cùng cộng sinh thú chơi đùa, ngẫu nhiên ôm lấy Khương Phi Linh, ngồi tại Cửu Long Đế Táng phía trước nhất, trực tiếp mở ra cửa lớn nhìn về phía trước tinh hải thôi sán. Cái kia tĩnh mịch yên ổn hình ảnh cũng là tuyệt mỹ. Nếu như chúng ta lại lớn mạnh một chút, có thể giữ vững Cửu Long Đế Táng, liền có thể ngao du vô tận thế giới, làm tiêu sái một đám người. Đạp biến tinh không, kiến thức vũ trụ mênh mông, nhận biết các phương nhân vật, nếm tận thiên hạ mỹ thực, thưởng quá 100 triệu vạn sơn nước. Đó cũng là một loại mỹ. Từ từ, bọn họ yêu mến loại này chạy như bay cảm giác. Phương xa tinh hải, càng thêm sáng chói. Điều này nói rõ trật tự chi địa tại tinh không biên giới, càng là đến vùng đất trung ương, hằng tinh nguyên thế giới liền sẽ càng thêm dày đặc, chiến tranh cũng sẽ càng nhiều. Cái này rất bình thường, hạt cơm nhiều nhất địa phương, chắc chắn sẽ có nhiều nhất con kiến. Có một ngày, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ngay tại thưởng thức tinh hải. Đó là cái gì? Khương Phi Linh duỗi ra ngón tay, chỉ hướng bên cạnh tinh không. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn qua. Thật xinh đẹp, giống như là một đóa tinh thần bông hoa. Đó là một cái tương đương với hằng tinh nguyên lớn nhỏ quang mang bông hoa, nó nhẹ nhàng xoay tròn lấy, đủ mọi màu sắc, quang mang mỹ lệ, màu phát sáng chói mắt, nhìn đến làm lòng người say. Đi qua nhìn một chút. Càng đến gần, liền càng là cảm thấy chói lọi. Tốt nhất đừng đi qua. Đó là tinh động. Thái cổ tà ma lạnh lùng nói. Tinh động. Đúng, tụ biến kết giới sụp đổ, dẫn đến hằng tinh nguyên nội bộ sụp đổ, trực tiếp đem toàn bộ thế giới nuốt, bởi vì nội bộ lực lượng co vào, tạo thành một cái cùng loại thánh chi cảnh giới, mệnh tuyền, kết cấu, thế giới như vậy hỗn loạn nhất. Nó cầm giữ có hằng tinh nguyên, nhưng hằng tinh nguyên không có bị phong tỏa, mà chính là giữa thiên địa cuồng bạo tồn tại, nhìn từ xa là lộng lẫy. Chờ ngươi tới gần. Cửu Long Đế Táng cũng có thể bị xé rách vỡ nát. Thái cổ tà ma nói. Lợi hại. Kỳ quái chi thức điểm lại tăng lên. Người, cùng cuồng bạo hằng tinh nguyên cùng tồn tại. Tụ biến kết giới cũng bị mất, hằng tinh nguyên đổ sụp thành, mệnh tuyền, kết cấu, tương đương với một cái lớn nước xoáy. Thế giới như vậy, còn có tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, bởi vì ức vạn sinh linh, đều sẽ diệt tuyệt tại hằng tinh nguyên bạo phát. Còn dư lại người tuy nhiên không nhiều, nhưng tối thiểu đều có đạp thiên chi cảnh mới có thể tồn tại.
Nói cách khác, thế giới như thế này, thường thường đều là không có phàm nhân thế giới. Lý Thiên Mệnh nghe Thái Cổ Tà Ma giảng thuật, ngước đầu nhìn lên cái kia trong tinh không lộng lẫy màu sắc rực rỡ bông hoa. Trật tự tinh không, thật sự là thần kỳ. Nói, hắn điều khiển bánh lái kết giới, hướng về cái kia sáng chói tinh động bay đi. Người điên rồi, tinh động thế giới mặc dù không có tinh thần thủ hộ kết giới, hằng tinh nguyên tiêu tán cũng tương đối lợi hại, nhưng đỉnh phong trên việc tu luyện thần số lượng cũng không ít, Cửu Long Đế Táng rõ ràng như vậy, cứ như vậy đụng vào, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Thái Cổ Tà Ma dọa đến một trận gào thét, mồm miệng không rõ. Người có phải hay không lớn tuổi, biến sợ rồi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nhìn nó liếc một chút. Hắn đương nhiên không có khả năng đi lên rêu rao, chỗ lấy dẫn động Cửu Long Đế Táng hướng bên kia tới gần, đó là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã thấy khá hơn chút làm cho Cửu Long Đế Táng chỗ đặt chân. Trước mắt cái này tinh động thế giới đổ sụp thời điểm, tương đương với cả cái ngôi sao phá nát một nửa, cái này dẫn đến có đại lượng tinh thần đá vụn bay ra ngoài, lơ lửng tại tinh động thế giới vòng ngoài, tạo thành một cái to lớn rậm rạp ngôi sao, vô cùng cùng loại Lam Hoang, Thiên Trọng Tinh Hoàn. Cái này ngôi sao bản thân không phát ánh sáng, nhưng là bởi vì có tinh động thế giới tiêu tán quang mang chiếu xạ, làm cho chúng nó sáng lên. Kể từ đó, cái kia tinh động thế giới giống như là một đóa xoay tròn lấy tinh vân chi hoa, mà cái này ngôi sao liền giống như là bọc tại bên ngoài cánh hoa vầng sáng. Tạo thành ngôi sao tinh thần đá vụn có lớn có nhỏ, lớn có thể so với nguyệt tinh nguyên thế giới, mà lại số lượng rất nhiều, tối thiểu đều nắm chắc vạn. Lý Thiên Mệnh chỗ cần đến. Cũng là loại này có thể so với nguyệt tinh nguyên thế giới đá vụn, những thứ này đá vụn có nguyệt chi thần cảnh lớn như vậy, hơn nữa còn là thật tâm, vô cùng thích hợp ẩn tàng Cửu Long Đế Táng. Suy, phá vỡ tinh quang, sắp chạm đất. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm bánh lái kết giới, vì biểu diễn một lần hoàn mỹ chạm đất, quét qua trong lòng mọi người, tân thủ thuyền trưởng, ấn tượng, hắn hết sức chăm chú, vô cùng nghiêm túc. Ong ong ong, Cửu Long Đế Táng chậm rãi giảm tốc. Cái này trong tinh không một tia sáng, dần dần biến hóa thành chín đầu sánh vai cùng nhau thần long, mắt trần có thể thấy tốc độ đúng là hạ xuống. Ầm ầm, Cửu Long Đế Táng đâm vào một khỏa ngôi sao to lớn đá vụn phía trên, đập ra một cái hố to, mọi người lại lần nữa ngã trái ngã phải. Lớn nhất không có phòng bị Lam Hoang, lại lần nữa lăn ra ngoài, tại Cửu Long Đế Táng bên trong ma sát, phát ra loảng xoảng thanh âm, từng tiếng quái khiếu, kéo dài không thôi. A. Tuy nhiên không yên ổn vững vàng, nhưng là so với lần trước tốt hơn nhiều, thao tác tiếp cận mắc điểm. Lý Thiên Mệnh vỗ tay một cái, tự tin vô cùng mà nói. Trên mặt mọi người toát ra từng đạo hắc tuyến. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh khống chế lấy Cửu Long Đế Táng, tựa như là một cái xuyên sơn giáp giống như, đào được tinh thần đá vụn chỗ sâu, đem triệt để chôn ở trong đó, tránh cho Cửu Long Đế Táng bị chung quanh đây người phát hiện. Hắn không có cách nào trưởng khống Cửu Long Đế Táng ẩn nấp kết giới, chỉ có thể dùng loại này đất biện pháp. May mắn, cái này tinh động thế giới ngôi sao bên trong tinh thần đá vụn quá nhiều, thêm phía trên loại địa phương này không có có hằng tinh nguyên, bình thường cũng sẽ không có người tới, cho nên bị phát hiện khả năng không lớn. Cho đến lúc này, Thái Cổ Tà Ma mới thở dài một hơi, nó còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh nghé con mới sinh không sợ cọp, muốn trực tiếp tiến đụng vào cái kia vòng xoáy tinh động đây. Đông. Cửu Long Đế Táng kẹt chết tại cái này tinh thần đá vụn nội bộ, rốt cục ổn định lại. Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm đưa tới bánh lái kết giới. Xong. Hắn quay đầu nhìn lấy mọi người, nói, đường đi quá xa, cũng không biết nên đi phương nào, thật vất vả đụng tới một cái tiếp cận, hằng tinh nguyên thế giới, địa phương, chúng ta trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút. Ân. Kỳ thật bọn họ căn bản không có chỗ cần đến, chỉ muốn rời đi trật tự chi địa. Cụ thể muốn đi đâu, căn bản không có đáp án. Loại cây tại trật tự chi địa hấp thu hằng tinh nguyên thời gian không dài, Lý Thiên Mệnh cũng không xác định còn có thể vận chuyển bao lâu thời gian, nói cho cùng lưu tại có hằng tinh nguyên thế giới, cảm giác an toàn có thể càng sung túc một số. Bọn họ cũng cần một chỗ, đến trọng chỉnh một chút tâm tình. Từ nơi này đi cái kia tinh động thế giới, không tính quá xa, nhục thân vượt qua hơn 10 ngày đoán chừng liền có thể đến, ta cùng Linh Nhi dự định đi qua nhìn một chút. Các ngươi đâu? Là muốn lưu ở cái này, vẫn là cùng ta cùng một chỗ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khoảng cách này, ngân trần là hoàn toàn có thể phát huy tác dụng, cho nên hoàn toàn có thể bảo trì thời gian thực giao lưu. Ca, Tiểu Phong thương thế còn cần 1-2 tháng tĩnh dưỡng, đem độc tố hoàn toàn luyện hóa hết, hắn không tiện hành động, ta lưu tại nơi này cùng hắn đi. Lý Khinh Ngữ nói.
ta cũng là nghĩ như vậy, cái kia Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nhìn tới thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác một chút, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta trước ở lại đây đi. Thái cổ tà ma nuốt quá nhiều ngày hồn, đều cần tiêu hóa, nàng và Dạ Lăng Phong cũng không quá có thể đi được mở. Được. Điều này nói rõ bọn họ đối cái này tinh không lữ hành buồn tẻ sức chống cự rất mạnh. Lý Thiên Mệnh lại không được. Quá lâu không có nhìn qua thế gian phồn hoa, phóng nhãn xem xét toàn bộ đều là tinh hải, đã thấy nhiều một chút ý tứ đều không có. Vẫn là đến chạm đất A. Lý Thiên Mệnh mang tới cộng sinh không gian bên trong lũ tiểu gia hỏa, ôm lấy Khương Phi Linh eo nhỏ, theo Cửu Long Đế Tôn lặn xuống trong thông đạo trở lại tinh thần đá vụn mặt ngoài, đứng tại cái góc độ này, càng có thể nhìn đến phía trước một cái kia tinh động thế giới sáng chói. Hắn meo, mỗi ngày tại Cửu Long Đế Táng bên trong, kém chút phai nhạt ra khỏi cái chim đến, vẫn là thế gian phồn hoa tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Phai nhạt ra khỏi cái chim đến, vậy ngươi nhiều nán lại một đoạn thời gian, chẳng phải là có thật nhiều chim. Huỳnh Hỏa bay ra cộng sinh không gian, hóa thành một cái tiểu hoàng gà, duỗi ra hai cánh, cả sửa lại một chút kiểu tóc, bộ dáng mười phần tự luyến. Ngươi như thế bựa làm gì? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ta và ngươi khác biệt, liền xem như thanh mai trúc mã, cũng không có khả năng để cho ta treo cổ tại trên một thân cây, gần nhất nếm đủ tình yêu vị đạo, ta dự định đối tiểu Nguyệt Nguyệt có chừng có mực, ánh mắt thả lâu dài một chút, đi trước mắt cái này thế giới hoàn toàn mới, đến từng chàng mỹ diệu gặp gỡ, thu hoạch được nguyên một đám mới ràng buộc. Huỳnh Hỏa thâm trầm mà nói. Ngươi cút đi, không biết xấu hổ, người ta sóc nguyệt căn bản không để ý ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Ai, ngươi không hiểu nó đối ta muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nông cạn. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó. Hắn kéo Khương Phi Linh eo nhỏ, ngắm nhìn trước mắt thế giới, sau đó theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một dạng đã lâu, thần vật. Cái kia chính là Thái Nhất Tháp. Thanh Linh Tháp sinh ra về sau, Thái Nhất Tháp ngoại trừ kiên cường bên ngoài, trong chiến đấu sớm đã không còn đưa đến mới tác dụng. Đến mức Lý Thiên Mệnh đưa nó phong tồn một đoạn thời gian rất dài. Thế mà, làm Cửu Long Đế Táng đi ngang qua cái kia trói lọi như hoa tinh động thế giới lúc đợi, nó lại có động tĩnh. Thái Nhất Tháp làm sao khí vụ rồi? Khương Phi Linh cái kia đại mà không linh trong mắt, tràn đầy ngạc nhiên. Nàng nói không sai, bây giờ Thái Nhất Tháp, chính đang liều lĩnh từng đợt vũ khí, cái kia xương trắng ngưng tụ không tan, tụ tập tại tháp thân chu vi. Càng ngày càng đậm sương mù, làm đến tòa tháp này cũng biến đến sâu xa. Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, đều không phải là hoàn chỉnh, bọn chúng trật tự thần văn đều có rất lớn một bộ phận tàn khuyết, nó sinh ra bất luận một loại nào biến hóa, cũng có thể nói rõ, nó một bộ phận khác cùng trước mắt cái này tinh động thế giới có quan hệ. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn cái kia, tinh thần bông hoa, ánh mắt thâm trầm mà nói. Đây cũng là ca ca dừng lại nguyên nhân thực sự sao? Khương Phi Linh duỗi ra tay nhỏ, cái kia xương trắng tại nàng cái kia lóe sáng trên móng tay vần quanh, lại tăng nhảy đến trên mặt của nàng, để nàng xem ra càng thêm mộng ảo. Đương nhiên, chúng ta vốn cũng không có tiến lên mục tiêu, ai? Đây là Lý Thiên Mệnh trong đời mê mang nhất đoạn thời gian, tuy nhiên đang bao la vũ trụ tinh không vận chuyển, cũng không có chỗ cần đến là sự thật, nói một cách khác, mục đích của hắn nhưng thật ra là, trật tự chi địa, chỉ là hắn hoàn toàn không cách nào đoán được. Chính mình cùng trật tự chi địa, ngăn cách bao nhiêu khoảng cách. Khi nào mới có thể trở về, đi cứu vãn một cái kia liều chết để cho mình chạy thoát nam nhân. Ca ca, không có chuyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, con đường phía trước mê chướng, đi xuống dưới liền biết. Chúng ta không ngại đem bước đầu tiên mục tiêu, thiết lập vì đi thăm dò một chút trước mắt trong thế giới này, thuộc về Thái Nhất Tháp, bí mật. Khương Phi Linh ôm lấy phần eo của hắn, đem khuôn mặt dán tại lồng ngực của hắn. Cái kia tràn ngập quan tâm manh manh mắt to, nhìn đến Lý Thiên Mệnh huyết mạch sôi sục. Người sai Linh Nhi, ta mục tiêu thứ nhất cũng không phải cái này. Lý Thiên Mệnh đem Thái Nhất Tháp thu lại, chứng chạc đàng hoàng mà nói. Đó là cái gì? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh nắm một chút khuôn mặt của nàng, cười nói, theo ngươi trọng sinh đến bây giờ có tầm một tháng, ngươi cao lớn hơn một chút, cũng đã trưởng thành một số, còn vểnh lên một chút. Nhìn ra năm tháng sau, ngươi tựu thành niên. Đó mới là ta mục tiêu thứ nhất. Thối lưu manh, rít lên một tiếng truyền đến. Thét lên không phải Khương Phi Linh, mà chính là Huỳnh Hỏa, nó một cánh bưng bít lấy bụng, một cánh chỉ Lý Thiên Mệnh, một bộ kinh dị rơi lệ dáng vẻ. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh chừng nó liếc một chút. Cúi đầu xem xét, Khương Phi Linh khuôn mặt đã sớm say đỏ,
nàng chôn ở Lý Thiên Mệnh trong ngực, sâu xa nói, gấp cái gì mà gấp nha. Càng say lòng người, mỹ nhân như thi, không sai được. Có nàng ở bên cạnh thời điểm, liền hô hấp đều là thơm ngọt. Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi, không sai, ta chính là muốn đi xem Thái Nhất Tháp biến hóa nguyên do. Đương nhiên, cái thế giới này hằng tinh nguyên tuy nhiên đổ sụp, nhưng thế giới của nó cấp bậc dù sao cũng là hằng tinh nguyên thế giới. Đây là chúng ta ngoại trừ mặt trời bên ngoài, cái thứ hai gặp phải hằng tinh nguyên thế giới, nó đến cùng có cái gì dị vực phong tình, ta cũng rất chờ mong. Nói, Lý Thiên Mệnh cùng nàng cùng một chỗ, một đường khoan thai, chậm rãi tới gần cái kia trói lọi vũ trụ chi hoa, càng đến gần, càng là mê say. Cửu Long Đế Táng bên trong. Bởi vì nội bộ không gian quá lớn, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cùng Lâm Tiêu Tiêu, trên cơ bản đều không tại một cái khu vực. Dạ Lăng Phong cũng tính dưỡng làm chủ, Lý Khinh Ngữ thì ở một bên chăm sóc. Lâm Tiêu Tiêu thì tại khác một cái khu vực, cơ bản lấy tu hành làm chủ. Lý Thiên Mệnh sau khi rời đi, Thái Cổ Tà Ma liền trở về cộng sinh không gian, cơ bản không còn xuất hiện. Bóng tối bao trùm bên trong, Lâm Tiêu Tiêu xuất mồ hôi chán, trên thân huyết sắc gân xanh giống như rắn độc hiện lên, đây là nàng nuốt thiên hồn quá lượng dấu hiệu. Ngươi dễ chịu a, bọn họ đều là thành song thành đôi. Thái Cổ Tà Ma thanh âm u lãnh vang lên. Không có quan hệ, Lâm Tiêu Tiêu nói. Mấu chốt là, người không khó thụ, người ta khả năng ghét bỏ ngươi vướng bận đâu, ha ha. Thái Cổ Tà Ma châm chọc nói. Bọn họ sẽ không, mặt khác, người nói những này là muốn giật dây ta đi phải không? Có bọn họ, hạn chế ngươi làm sằng làm bậy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta chỉ là muốn a, cuối cùng sẽ hạn chế của ngươi phát triển không gian. Thái Cổ Tà Ma sâu xa nói. Vu U, có chừng có mực đi, nếu là bởi vì trật tự chi địa, đi vào tinh không bên trong, để ngươi tìm được thoát ly bọn họ trưởng khống khả năng, ta khuyên ngươi hãy thành thật, sắc phi huyết chú thật lâu vô dụng, nhưng là một mực tồn tại. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tốt a. Thái Cổ Tà Ma một mặt không quan trọng, nó nháy nháy mắt, nói, ta chỉ nói là a, một ngày nào đó, ngươi sẽ chủ động đi, bởi vì ở chỗ này, ngươi chính là cái dư thừa, ngoại trừ ta, căn bản không có người chú ý ngươi. Im miệng đi. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, tiếp tục dấn thân vào tại tu hành bên trong. Ong ong ong. Ngôi sao ánh sáng chiếu rọi ở trên mặt, hằng tinh nguyên lực lượng đã đập vào mặt. Lý Thiên Mệnh đã mang theo Khương Phi Linh, đi tới vũ trụ này chi hoa, nhụy hoa, vị trí. Thái Cổ Tà Ma nói, cái này hằng tinh nguyên thế giới sụp đổ thành, mệnh tuyền, kết cấu về sau, vòng ngoài đều là cuồng bạo hằng tinh nguyên, thân thể tiến vào bên trong. Cùng tiến vào phổ thông hằng tinh nguyên thế giới hằng tinh nguyên nội bộ đều không khác nhau, nhục thân đều gánh không được, cho nên chúng ta nhìn bằng mắt thường đến, bông hoa, bộ phận, đều là không người tồn tại bạo loạn vũ trụ nguyên lực bộ phận. Tinh động thế giới cùng trật tự chi địa, kỳ thật cũng là, da bọc xương, cùng, xương bao bì, khác nhau. Trật tự chi địa là tụ biến kết giới bao khỏa hằng tinh nguyên, mà tinh động thế giới là hằng tinh nguyên bên ngoài tàn phá bừa bãi, thích hợp ở lại, tu hành địa phương. Ngược lại tại nội bộ. Cái kia chỗ nào mới có thể ở người đâu? Khương Phi Linh hỏi. Chỗ đó. Lý Thiên Mệnh chỉ cái này nguyên một đóa tinh thần bông hoa, chính giữa, cái này trói lọi bông hoa trung ương, có một cái cũng không lớn màu đen lỗ thủng, đó là toàn bộ thế giới lớn nhất tĩnh mịch địa phương. Mệnh tuyển kết cấu, cũng cùng loại một trận đại phong bạo vòng ngoài lực sát thương kinh người, chỗ đến có thể đem đồi núi san thành bình địa, nhưng là phong bạo hạch tâm. Cũng chính là, bạo phong nhãn, địa phương, lại có thể thần kỳ giống như gió êm sóng lặng. Trên thực tế cái này sụp đổ hằng tinh nguyên thế giới, cũng là phóng đại vô số lần, thuộc về hằng tinh nguyên lực lượng đại phong bạo, nó tại vô tận tinh không bên trong chậm chạp di động, thậm chí khả năng va chạm, xé rách còn lại tinh thần, thế mà nó chính giữa, phong bạo nhãn, nhưng thủy chung gió êm sóng lặng. Cái này bởi vì sụp đổ mà hủy diệt hơn phân nửa thế giới, người còn sống sót. Cần phải đều tại, bạo phong nhãn, bên trong. Chúng ta bây giờ tương đương với đứng tại phong bạo phía trên, nhìn xuống, bạo phong nhãn, chỉ là một cái hình tròn, trên thực tế nó là lập thể, là một cái vòng tròn trụ. Thật phức tạp, Khương Phi Linh một mặt mờ mịt nói. Vào xem liền biết, tinh không thế giới mỹ diệu cùng thần kỳ, đã sớm để Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Ngao Du tinh không mị lực ngay ở chỗ này. Hắn cùng Khương Phi Linh lúc nói chuyện. Thì hướng về một cái kia màu đen, bạo phong nhãn, vị trí mà đi, xem ra chỗ nguy hiểm nhất, kỳ thật mới là chỗ an toàn nhất. Càng đến gần, càng là có thể phát hiện cái kia bạo phong nhãn kỳ thật rất lớn,
Lý Thiên Mệnh trong dự tính ở lại diện tích khả năng không đến trật tự chi địa 5%, có thể vậy cũng là phi thường lớn. Rầm rầm rầm. Càng đến gần bạo phong nhãn, bên tai truyền đến oanh minh lại càng lớn, đây thật ra là chung quanh hàng tinh nguyên phong bạo thanh âm, một cỗ rối loạn mà lực lượng cường đại tác dụng ở trên người hắn, rất dễ dàng đem hắn kéo xuống hàng tinh nguyên phong bạo khu vực, chỉ cần rớt xuống bạo phong nhãn bên ngoài địa phương khác, hắn liền sẽ trong nháy mắt bị xé nứt thành phấn vụn. Nhân lực, quả nhiên không phải vậy cùng thế giới đối kháng. Nghĩ như vậy lên, huỳnh hỏa bọn họ trong mộng cảnh có thể nuốt sống hàng tinh nguyên bản sự, thì quá nghịch thiên một chút. Nắm chặt. Khương Phi Linh ôm thật chặt hắn, huỳnh hỏa bị quăng đến kiểu tóc đại loạn, vội vàng trở lại cộng sinh không gian bên trong đi. Quá đẹp. Khương Phi Linh cái kia không linh trong hai mắt, phản chiếu ra chung quanh cái kia đủ mọi màu sắc hàng tinh nguyên phong bạo hào quang, so sánh toàn bộ bông hoa tinh thần tới nói, bọn họ chỉ là nhỏ bé đến cực hạn hai cái chấm đen. Đúng vậy a, quả thật rất đẹp. So thiêu đốt mặt trời càng đẹp. Một đóa đủ mọi màu sắc vũ trụ chi hoa, toàn bộ đều kinh khủng hàng tinh nguyên lực lượng tạo thành. Đẹp nhất đồ vật, đáng sợ nhất. Vù vù. Kinh lịch hơn 10 ngày chìm xuống, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh rốt cục tiến vào cái kia mênh mông màu đen bạo phong nhãn. Nó tựa như là một mặt hồ nước. Làm Lý Thiên Mệnh trầm xuống hồ nước về sau, chung quanh một vùng tăm tối, thanh âm toàn bộ biến mất, vô tận bóng mờ đem bọn hắn chìm ngập, đến mức sinh ra chết đuối cảm giác. Hoạt động. Hoạt động. Loại này yên tĩnh dễ dàng khiến người sợ hãi, có thể trong ngực tiểu mỹ nhân nhiệt độ cùng nhịp tim đập đến rất đúng lúc, cái này khiến Lý Thiên Mệnh minh bạch, một đời người bên trong tìm được cái kia phu quân, mặc kệ nàng là cường đại vẫn là nhỏ yếu, chỉ cần có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau, vậy cũng là vận mệnh biếu tặng. Hai ngày sau, hô, bọn họ thoát ly hắc ám. Phần phật, một cái đủ mọi màu sắc thế giới, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trước tiên, quang mang tới quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh cũng nhịn không được nhắm mắt lại,